Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Chương 691, Ác mộng liên hoàn. Giống như tà ma đầu trâu xui xẻo kia, mười mấy con tà ma bị đao khí, hỏa diễm đao của Tống Thư Hàng nuốt chửng, khí tức cửu u trên người bọn chúng khơi lên sức mạnh, thiên kiếp tích chứa bên trong đao khí. Đao khí biến thành ngọn lửa, nhận được sự tăng phúc của sức mạnh thiên kiếp, trong nháy mắt đã thiêu đốt mười mấy con tà ma hình người thành cho bụi. Nguy cơ của Tống Thư Hàng đã được giải trừ. Lúc này, hắn cầm đao mà đứng, trên người cắm 13 thanh kiếm, máu tươi chảy đầm đìa, bộ dáng này nhìn qua bi tráng khỏi nói. Tạm thời an toàn vượt qua nguy cơ, nhưng nhóm tà ma thứ ba nơi xa đã xông qua, đánh tới từ chỗ của Diệt Phượng công tử, đóng vai Thôn Thiên Miêu ở bên cạnh. Nếu như không nghĩ cách giải quyết vấn đề, hộ thuẫn, thì nguy cơ mới sẽ liên tục kéo đến. Cũng không biết Lệ Chi tiên tử và Diệt Phượng tiền bối có nhìn ra sự khác thường ở chỗ hắn không nữa. Đúng lúc này, một thành viên trong đoàn làm phim của Jacob ở phía xa nhanh chóng làm động tác tay với Tống Thư Hàng, ra hiện hắn mau chết đi, bằng không nội dung phim bị xáo trộn sẽ ảnh hưởng đến cảnh quay sau đó. Tống Thư Hàng cười khổ. Lúc này sao hắn có thể chết được chứ? Một khi chết trong phim, thì trong hiện thực hắn cũng sẽ game over, luôn đó. Lại nói, Lệ Chi tiên tử với Diệt Phượng tiền bối sao lại không có phản ứng gì hết vậy cả? Lẽ nào tiên tử và Diệt Phượng tiền bối không nhìn ra trên người hắn chẳng hề mang cái hộ thuẫn trong suốt kia hay sao? Nếu là vậy thì tèo chắc rồi. Lúc này, trong ngực lại truyền đến giọng nói của Thông Nương. Thư Hàng, có cần kích hoạt thêm một tấm giáp phù nữa cho ngươi không? Giáp phù chỉ là phòng ngự cấp bậc tứ phẩm, ngăn cản đòn tấn công của một tà ma tam phẩm thì không thành vấn đề, nhưng trong đợt tà ma sắp tới, phần lớn đều là cảnh giới tứ phẩm. Một chiêu là có thể phá phòng ngự, giáp phù của ta. Tống Thư Hàng hít vào một hơi. Có điều Thông Nương, ân tình của cô ta đã nhớ kỹ rồi, đợi sau khi quay xong phim này, lúc Bạch Tôn giả từ trong trạng thái bế quan đi ra thì ta sẽ hỏi hắn thử xem có cách nào tách cô ra khỏi ngộ đạo thạch không. Đến lúc đó, ta sẽ thả cho cô tự do. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thông Nương, ngộ đạo thạch nhất định phải tách khỏi ta sao? Chỉ bằng ngươi hào phóng thêm chút đi, tặng luôn ngộ đạo thạch cho ta ấy. Hiện tại Thông Nương đã cắm rễ trên ngộ đạo thạch, quả thật giống như được khai khiếu vậy, lúc tu luyện các loại linh cảm liên tục tuôn trào, cô có phần không nỡ rời khỏi ngộ đạo thạch này. Cô mơ đi. Tống Thư Hàng nói, hiện tại hắn đã mất tuôn hách, linh quỷ, rồi, nếu lại mất đi, ngộ đạo thạch, con đường tu hành của hắn sẽ gian nan lắm. Mắt thấy đợt tà ma thứ ba càng ngày càng gần, Tống Thư Hàng thầm thở dài. Chỉ đành cầu cứu với Lệ Chi tiên tử hoặc Diệt Phượng tiền bối mà thôi. Nhưng mà, nếu hắn mở miệng cầu cứu thì màn này xem như diễn hỏng mất rồi. Mà thôi, diễn hỏng thì diễn hỏng đi, phim có thể quay lại, giữ được cái mạng nhỏ trước rồi tính. Đúng lúc Tống Thư Hàng chuẩn bị cắt ngang việc quay phim, lên tiếng cầu cứu thì phía sau truyền đến một tiếng kêu trong trẻo. Phu quân! Giọng nói kia, trong trẻo êm tai, như trâu rơi khay ngọc. Khi giọng nói này hét to hai chữ, phu quân, thật sự khiến xương cốt người ta mềm nhũn ra. Nhưng lúc Tống Thư Hàng nghe được hai tiếng, phu quân, lại nổi da gà toàn thân. Chủ nhân của giọng nói trong trẻo này chính là Bạch Hạc Chân Quân hình thái trung lập thiên về nữ tính. Bạch Hạc Chân Quân là do Lệ Chi tiên tử và Diệt Phượng công tử phái tới cứu chàng, hắn thấy sau khi Tống Thư Hàng, chết đi, theo kịch bản mà trên người lại không kích phát. Hộ thuẫn trong suốt, lại còn bi tráng bỏ dậy từ dưới đất là lập tức đoán được nguyên nhân ngay. Lệ Chi tiên tử lập tức sắp xếp lại. Vốn theo kịch bản thì Bạch Hạc Chân Quân diễn, Bạch Y Kiếm Khách Phạm Bạch, là bạn thân và bạn rượu với nhân vật chính Lăng Dạ, dáng người cô nhỏ nhắn xinh xắn, diện mạo thanh tú, lúc mở màn vẫn xuất hiện với hình tượng nữ giả nam. Cuối cùng cô gả cho Cao Thăng Sư Huynh, sau khi Cao Thăng Sư Huynh chết khi đoạn hậu trong mật đạo. Kết cục của cô là không chút do dự nhận thay nhiệm vụ của trưởng phu, Cao Thăng, đoạn hậu cho các đệ tử còn sống sót của Không Vân Phái. Cuối cùng cô giống như Cao Thăng, chết trong tay tà ma. Nhưng vì cứu chàng cho Tống Thư Hàng diễn, Cao Thăng Sư Huynh, Bạch Hạc Chân Quân diễn, Bạch Y Kiếm Khách Phạm Bạch đành vào vai diễn trước thời hạn. Lúc một màn này bắt đầu diễn, Tống Thư Hàng còn đặc biệt may mắn vì nhân vật, Cao Thăng Sư Huynh, của hắn tèo sớm. Không cần diễn một màn kịch đau đớn khi bị sống chết chia lìa đôi lứa với Bạch Hạc Chân Quân. Không ngờ Bạch Hạc Chân Quân lại lên sàn trước giờ. Nói thật, lúc Bạch Hạc Chân Quân mang hình thái, trung lập thiên về nữ tính, tuyệt đối là một em gái moe moe nhưng con người đều có ấn tượng đầu tiên,
trong lòng Tống Thư Hàng, hình tượng của Bạch Hạc Chân Quân chính là dáng ngoài thiên về nam tính kia. Dùng phép ví von mà nói, hiện tại đối với Tống Thư Hàng, Bạch Hạc Chân Quân chính là một ông chú chỉnh dung thành em gái Moe Moe. Dù giọng nói của Bạch Hạc Chân Quân mềm mại thế nào đi nữa, Tống Thư Hàng cũng Moe không nổi. Nghĩ tới chuyện phải diễn màn kịch đau đớn khi bị sống chết chia lìa đôi lứa với Bạch Hạc Chân Quân, Tống Thư Hàng cảm thấy có phần chịu không nổi. Lúc Thư Hàng suy tư thì thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Bạch Hạc Chân Quân nhanh chóng đi tới bên cạnh Tống Thư Hàng, dịu dàng đỡ hắn dậy. Phu quân, phu quân. Bạch Hạc Chân Quân hình thái thiên về nữ tính rơi lệ như mưa, bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia khiến người ta hận không thể xông tới, dịu dàng an ủi cô. Toàn thân Tống Thư Hàng đều run lên một cái, từng tiếng, phu quân, này khiến hắn có cảm giác sống chẳng thiết sống nữa. Nè, Tống Tiểu Hữu, đừng có trợn mắt nữa, mau nhắm mắt chết đi cho lão nương. Lúc này trong đầu Tống Thư Hàng vang lên tiếng truyền âm nhập mật của Bạch Hạc Chân Quân thiên về nữ tính. Bạch Hạc tiền bối, ta không có mang hộ thuẫn. Tống Thư Hàng hồi đáp. Cho nên mới cần ta qua cứu chàng cho ngươi đây nè, tóm lại ngươi chớ xía vào, mau nhắm mắt lại chết đi, lát nữa ta sẽ bảo vệ ngươi. Bạch Hạc Chân Quân trả lời. Vậy tiền bối, an toàn của ta liền giao cho ngươi, nhất định phải bảo vệ tốt cho ta đó. Tống Thư Hàng nói với vẻ lo lắng, hắn cứ luôn cảm thấy Bạch Hạc Chân Quân có phần không đáng tin. Bạch Hạc Chân Quân. Gạch nối chấm. Chết thì chết đại đi, nói nhảm chi mà nhiều thế không biết. Tính cách của Bạch Hạc Chân Quân, hình thái thiên về nữ tính, dường như cũng xảy ra chút biến hóa theo trạng thái này của hắn, đặc biệt thiếu kiên nhẫn. Mới nói với Tống Thư Hàng hai câu thì hắn đã cảm thấy Tống Thư Hàng thật phiền. Ngươi đã không chủ động, chết, đi thì để lão nương đây giúp ngươi một tay. Thế là tay đang nâng Tống Thư Hàng của hắn nhẹ nhàng vỗ một cái, một luồng linh lực đánh vào trong cơ thể Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy toàn thân bị chấn động dữ dội, sau đó mắt hắn tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Bạch Hạc Chân Quân đau lòng khóc lên lần nữa, hắn lắc đầu Tống Thư Hàng thật mạnh. Phu quân chàng tỉnh lại đi, chàng mau tỉnh lại đi. Hắn lắc khí thế, lực độ này như hận không thể lắc cho óc của Tống Thư Hàng văng ra luôn ấy. May mà lúc này Tống Thư Hàng đã hôn mê, thật sự giống như đã chết, lắc sao cũng không tỉnh lại. Mà lúc này, làn sóng lớn tà ma đã liều chết xông tới. Bạch Hạc Chân Quân chỉ đành tiếc nuối buông Tống Thư Hàng trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía đám tà ma kia. Sau đó hắn nhanh chóng nhập vai. A a a a. Bạch Hạc Chân Quân ngửa mặt lên trời kêu to, tóc dài dựng thẳng lên. Bởi vì một đoạn này là cứu chàng, bên trong kịch bản cũng không có lời kịch, chỉ có thể dựa vào Bạch Hạc Chân Quân phát huy ngay hiện trường. Mà Bạch Hạc Chân Quân cũng lười diễn thêm một màn này. Với hắn mà nói, không phải diễn cùng Bạch Tôn Giả thì chả có ý nghĩa gì hết. Thế là hắn đứng dậy chém giết hơn 30 con tà ma phía sau, lộ ra một sơ hở, bị một thương của tà ma đâm thủng. Sau đó, Bạch Hạc Chân Quân nằm sấp bên cạnh, thi thể Cao Thăng sư huynh, kích hoạt hộ thuẫn trong suốt kia. Hộ thuẫn bao bọc cả Bạch Hạc Chân Quân và Tống Thư Hàng bên trong. Nội dung cốt truyện, vợ chồng Cao Thăng sư huynh chết trận trong cuộc chiến tà ma, hoàn thành thuận lợi. Cứu chàng cực đẹp. Ở phía xa, đạo diễn Jacob hơi nhíu mày với một cảnh này, hoàn toàn không theo kịch bản mà. Lúc này một vị cấp dưới của Linh Điệp Tôn Giả đến bên cạnh đạo diễn Jacob, lên tiếng giải thích với hắn. Tổng kết quy nạp lại chính là vừa rồi khi Tống Tiên Sinh diễn, Cao Thăng sư huynh, thì đạo cụ xảy ra vấn đề, sau đó đành phải để quý cô Bạch Hạc lên diễn sớm để cứu chàng. Tài ăn nói của cấp dưới Linh Điệp Tôn Giả khá áp xuất sắc. Dăm ba câu đã trấn an xong đạo diễn Jacob, trong đó không thể thiếu, Huyễn Điệp, trợ giúp, còn có, Đô La Thần Trưởng, bổ sung hiệu quả. Lại thêm cảnh, vợ chồng Cao Thăng sư huynh, chết trận cũng coi như đặc sắc, nên đạo diễn Jacob không truy cứu nữa. Sau đó, nội dung phim tiếp tục được quay. Sau khi, đạo cụ, mang tên, Tà Ma Cửu U, bị tiêu diệt sạch sẽ, cảnh phim, Không Vân Phái bị diệt, rốt cuộc thành quay xong. Ngoại trừ kiểu chết của trưởng môn Vô Vi đạo nhân và vợ chồng Cao Thăng sư huynh có hơi biến động không theo kịch bản ra, thì những cảnh khác cũng không có vấn đề gì, toàn bộ được quay khá trôi chảy. Trưởng môn Vô Vi đạo nhân trong kịch bản vốn phải bị vạn tiễn xuyên tim mà chết, nhưng lúc hắn đang làm trò với Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu, song phương diễn đến cao trào, cuối cùng kiểu chết của Vô Vi đạo nhân biến thành bị tà tướng Minh Nguyệt giết trong nháy mắt. Cảnh phim này được quay xong xuôi hết. Mà lúc này
Cao Thăng sư huynh, đáng thương vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Một chưởng nhẹ nhàng của Bạch Hạc chân quân, hình thái thiên về nữ tính, kia chí ít có thể khiến Tống Thư Hàng ngủ một giờ trở lên. Vì vậy Ngư Kiều Kiều bước đến, đưa Tống Thư Hàng tới phòng nghỉ, đặt chung với pho tượng Bạch Tôn giả. Trong cơn ngủ mê, Tống Thư Hàng tiểu hữu lúc này đang gặp ác mộng, hơn nữa còn là ác mộng liên hoàn. Hắn mơ thấy mình đang kết hôn. Trong một tòa giáo đường nhỏ ở nông thôn, dưới sự chứng kiến của cha xứ, hắn và cô dâu trao nhẫn cưới, sau đó hắn vén tấm mạng che mặt thần bí của cô dâu lên. Vì sao mình lại chọn kết hôn trong giáo đường chứ, mình là tu sĩ cơ mà. Trong lòng Tống Thư Hàng phỉ nhổ cái mộng cảnh này. Mạng che mặt của cô dâu bị vén lên, sau đó, Bạch Hạc chân quân ve. Nam mỉm cười dịu dàng với hắn, dùng giọng nói ồm ồm gọi. Phu quân! Đậu xanh, Tống Thư Hàng cảm giác chuyện này đúng là kinh dị còn hơn vụ cô dâu của mình là một người đầu chọc nữa. Trong mộng hắn theo bản năng giơ quả đấm lên, đập về phía mặt cô dâu. Sau khi đấm ra một quyền, ác mộng của hắn liền vỡ vụn. Nhưng ác mộng vỡ vụn lại không có nghĩa là ác mộng đã kết thúc. Cảnh tượng trong mộng hoán đổi một lần, biến thành một tòa nhà hoa hạ cổ điển. Chương 692, Bạch Tiền Bối trong ác mộng. Sau đó, cảnh tượng trong mộng vẫn là một màn hôn lễ như trước. Có điều lại đổi thành hôn lễ kiểu Trung Quốc cổ đại. Giống như đang quay phim vậy, hắn là tân lang, trong tay nắm một sợi dây màu đỏ thấm thắt nút hoa. Người cầm đầu kia của sợi dây chính là tân nương trùm khăn đỏ trên đầu. Trong tiếng hô của người chủ trì hôn lễ, hai bên phu thê bắt đầu nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Sau đó tân lang bước lên, vén khăn đỏ trùm đầu của tân nương. Lúc vén khăn đỏ lên, một nắm tay khác của Tống Thư Hàng đã siết lại thành quả đấm. Nếu dưới khăn trùm đầu vẫn là gương mặt Bạch Hạc chân quân thì nắm đấm này của hắn sẽ lập tức vung lên. Không chút do dự nào. Khăn trùm đầu bị vén lên, lần này không phải Bạch Hạc chân quân. Dưới khăn trùm là một gương mặt đáng yêu, mái tóc dài màu đen, cái mũi nho nhỏ, còn có nụ cười đặc trưng, là Vũ Nhu Tử. Tống Thư Hàng thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải đầu chọc, không phải Bạch Hạc chân quân là được rồi. Mặc dù tân nương trong mộng là Vũ Nhu Tử khiến hắn cảm thấy có phần quái dị. Quan hệ giữa hắn và Vũ Nhu Tử cũng không tới mức này. Thực ra Vũ Nhu Tử vẫn luôn xem hắn là một vị Tống tiền bối mà thôi. Nhưng mà, chỉ cần không phải Bạch Hạc chân quân thì đã không phải là ác mộng rồi. Ngay lúc Tống Thư Hàng nghĩ vậy, Vũ Nhu Tử trước mặt mở miệng nói chuyện. Vừa mở miệng là muốn quỳ luôn. Âm thanh Vũ Nhu Tử phát ra không ngọt ngào như giọng cô mà là âm thanh của một người đàn ông trung niên. A ha ha ha, Tống tiểu hữu, muốn cưới con gái lão phu à, đúng là nằm mơ mà. Khi đang nói chuyện, dáng vẻ Vũ Nhu Tử thay đổi, biến thành diện mạo của một người đàn ông trung niên đẹp trai đến mức không có bạn. Hiệu quả của cái ghim cài áo biến hình mới mà lão phu vừa chế ra không tệ chứ. Dù là đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số một quan sát kỹ cách mấy cũng không nhìn ra bất kỳ manh mối nào đấy. Nhìn khuôn mặt vô cùng đẹp trai kia, Tống Thư Hàng không chút do dự vung quả đấm thép của mình ra, đập thẳng vô cái bản mặt đẹp trai đó. Quả nhiên vẫn là ác mộng, hơn nữa còn đáng sợ hơn cả, Bạch Hạc chân quân. Sau khi đấm ra một đấm này, ác mộng của hắn lại vỡ vụn lần nữa. Tiếp đó cũng giống như lần trước, cảnh tượng trong mộng lại tiếp tục biến ảo. Lần này biến thành một căn phòng hiện đại bình thường. Tống Thư Hàng ngồi im trên mép giường. Sau khi có hai lần kinh nghiệm trước đó, Tống Thư Hàng nhanh chóng kiểm tra đồ vật xung quanh, còn cả quần áo trên người mình. Lần này căn phòng không có tình trạng kỳ quái gì, quần áo trên người hắn cũng rất bình thường. Tống Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không còn là hôn lễ chết bẩm kia nữa, cùng không có cô dâu chết dẫm nào hết. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Sau đó, một con kinh ba đứng thẳng người, trên thân mặc âu phục, gương mặt nghiêm túc đẩy cửa vào. Tiếp đó trên mặt kinh ba bự lộ ra nụ cười nói. Cưng à, đã để cưng chờ lâu rồi, một khắc đêm xuân đáng giá nghìn vàng, đêm nay là ngày cưới của chúng ta, mặt đừng cứng ngắc vậy nà, vui vẻ lên chút, cười một cái cho ra nào, nếu không để ra cười một cái cho cưng xem nhé. Cười cái con mợ nhà mày, đậu đậu, nhận lấy cái chết cho lão phu. Tống Thư Hàng không chút do dự vung quả đấm thép chính nghĩa ra, đánh vào trên mặt con kinh ba to bự kia. Cảnh trong mơ lại vỡ nát lần nữa. Sau đó, cảnh tượng tiếp tục thay đổi. Lần này Tống Thư Hàng phát hiện mình đi tới một xã hội nguyên thủy.
Lúc này hắn mặc gia thú, đang dùng dao đá trong tay vót một khúc gỗ. Đây đã là giấc mộng thứ tư rồi, ba giấc mộng trước đó, tất cả đều có liên quan đến hôn lễ hoặc tân hôn. Tống Thư Hàng luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không thích hợp. Bây giờ giấc mộng thứ tư chắc không liên quan tới hôn lễ nữa đâu ha. Dù hắn hôn mê mà gặp ác mộng cũng không thể nào cả ba giấc mộng liên tục đều mơ tới hôn lễ, hơn nữa còn là hôn lễ bi thảm như vậy. Cho dù là ác mộng thì cũng ác quá sức. Tống Thư Hàng hoài nghi là có thứ gì đó ảnh hưởng giấc mộng của hắn sao? Hoặc giả là vị tiền bối nào đó đang đùa giỡn hắn. Lúc này đây đã mơ thấy mình biến thành người nguyên thủy rồi, hẳn là không liên quan tới kết hôn, đâu hé. Người nguyên thủy chắc là không có hôn lễ nhỉ. Trong lúc đang suy tư thì Tống Thư Hàng đột nhiên nhìn thấy ở phía có một bóng người đang tới gần. Dáng người cô nhỏ nhắn xinh xắn, tóc ngắn ngang vai, cho dù trên người cũng mặc áo da thú của người nguyên thủy nhưng khuôn mặt cô vẫn xinh đẹp như cũ. Là Tô Thị A Thập Lục. Lúc này trong tay Tô Thị A Thập Lục nắm một cây gậy lớn, trông rất đáng sợ. Ánh mắt cô sáng rực, nhìn Tống Thư Hàng chằm chằm, tràn đầy tính xâm lược. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy có loại dự cảm rất không tốt. Giả dụ, người nguyên thủy cũng có hôn lễ, Tống Thư Hàng liền nhớ lại một bộ phim hoạt hình hài. Trong xã hội nguyên thủy, nếu như nhìn chúng một đối tượng thì đi tới tương một gậy cho ngất xỉu rồi kéo vào hang của mình là được. Đối với người nguyên thủy mà nói thì đây chính là hôn lễ. Vẻ mặt Tô Thị A Thập Lục nơi xa đang dục dịch. Ánh mắt nhìn Tống Thư Hàng như đang nhìn con mồi, lại liên tưởng đến cây gậy lớn trong tay cô, không lẽ cô ấy muốn tương cho mình ngất xỉu hả trời? Tống Thư Hàng, gạch nối, đây là cái giấc mơ quần què gì vậy hả? Lật bàn, ông đây không chơi nữa, giấc mộng chết bầm này là vị tiền bối nào trong nhóm cửu châu số một rảnh háng đi trêu hắn à? Chơi ác vừa vừa thôi chứ. Còn chơi nữa thì người hiền lành cũng sẽ nổi giận đó. Mau tỉnh lại cho ta, bất luận là vị tiền bối nào đang chơi ác cũng vậy, nếu hiện tại thả ta ra ta sẽ không quá tức giận. Chơi tiếp nữa thì ta sẽ nổi giận thật đó. Tống Thư Hàng kêu lên. Ngay lúc Tống Thư Hàng phát ra tiếng kêu, đột nhiên hắn cảm thấy sau đầu phát đau, cảm giác choáng váng dữ dội truyền đến. Tống Thư Hàng cứng ngắc quay đầu lại, sau đó liền thấy Tô Thị A Thất đang mặc một thân gia thú, vẻ mặt lạnh lùng đứng sau lưng hắn. Trong tay hắn đang cầm một cây gậy gỗ nhuốm máu, vết máu phía trên là của Tống Thư Hàng chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Sau đó Tô Thị A Thất vui vẻ phất tay với Tô Thị A Thập Lục ở phía xa xa. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Mẹ nó, thật đúng là, dã nhân kết hôn, à. Không chơi nữa, thật sự không chơi nữa đâu. Cái giấc mộng quỷ gì đây, mau tỉnh lại đi mà. Đổi cái màn kết hôn rẻ rách này thành trò khác được không? Không thể chọn những ý tưởng mới khác à. Ngừng, trò kết hôn, thì chúng ta vẫn là bạn tốt. Tống Thư Hàng vừa nghĩ như thế. Đột nhiên, cảnh tượng xung quanh thay đổi, Tô Thị A Thất và Tô Thị A Thập Lục biến mất tăm. Toàn bộ cây cối trong rừng rậm nguyên thủy bắt đầu vặn vẹo, hóa thành con rối hình người và quái vật tấn công Tống Thư Hàng. Không chỉ cây cối, tảng đá, bùn đất chung quanh đều ngưng tụ hóa thành con rối, đánh về phía Tống Thư Hàng. Ngoá! Tống Thư Hàng chạy thục mạng. Ha 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 ha, ngươi trốn không thoát đâu, ngươi là của ta, thuộc về ta. Một âm thanh quái dị vang lên, âm thanh này tập hợp vô số giọng nói của nam nữ già trẻ. Máu của ngươi! Thịt của ngươi, xương cốt của ngươi, tóc của ngươi, tất cả của ngươi, toàn bộ đều là của ta. Cái quỷ gì vậy? Tống Thư Hàng nhíu mày nhưng hai chân vẫn chạy như bay. Luôn cảm thấy nếu bị những con rối này bắt được sẽ không hay. Nhưng sau một khắc, toàn bộ thế giới đều bắt đầu khởi động, cả thế giới đều là con rối. Không khí, tảng đá, đầu gỗ, bùn đất, ngọn lửa, sấm sét, nước, toàn bộ tổ hợp thành từng con rối. Vô số con rối bao vây Tống Thư Hàng lại, bọn chúng vươn hai tay ra, tham lam nhào về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cắn răng nói. Không chỗ để trốn, cái giấc mộng quỷ gì đây? Toàn bộ cảnh trong mộng đều bị người khống chế, hắn còn chơi cái quần gì? Ngay lúc vô số con rối sắp bắt được Tống Thư Hàng thì có một thanh phi kiếm đen kịt bỗng nhiên bắn ra, phá mở hư không, đâm tới trước người Tống Thư Hàng. Ngay sau đó, từ trên thanh phi kiếm đen kịt kia phóng ra vô số bóng tối. Đó là bóng tối thuần túy nuốt chửng tất cả. Chỉ trong nháy mắt, tất cả con rối trong giấc mộng đều bị bóng tối mà phi kiếm phóng ra nuốt chửng không còn một mảnh, cảnh trong mộng hóa thành một vùng không gian đen kịt,
chỉ có Tống Thư Hàng lơ lửng trong đó. Tống Thư Hàng nhíu mày, đây cũng là trò chơi sao? Hắn vươn tay ra, thử chạm vào thanh kiếm đen kịt kia. Nhưng thanh kiếm kia lại có linh tính, nhẹ nhàng tránh khỏi Tống Thư Hàng. Ngay sau đó, thanh kiếm đen kịt bắt đầu biến ảo. Sau hai hơi thở, một bóng người tuấn mỹ xuất hiện trước mặt Tống Thư Hàng. Tóc dài đen nhánh tung bay theo gió, đôi mắt sáng ngời như ánh trăng. Trên người hắn có một sức hấp dẫn không cách nào dùng lời nói để diễn tả được, cho dù là toàn bộ không gian tối đen cũng chẳng thể che đậy sức hấp dẫn của hắn. Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng ngạc nhiên mừng rỡ kêu thành tiếng. Bóng người trước mắt không phải ai khác, chính là Bạch Tôn Giả. Bạch Tôn Giả mỉm cười với Tống Thư Hàng, nụ cười ôn hòa khiến Tống Thư Hàng buông lỏng ngay lập tức. Bạch tiền bối, ngài bế quan xong rồi à? Tống Thư Hàng dò hỏi. Bạch Tôn Giả gật đầu cười. Bạch tiền bối, ác mộng vừa rồi của ta là chuyện gì thế? Tống Thư Hàng lại lên tiếng hỏi, sâu trong đáy lòng hắn vẫn duy trì cảnh giác. Hiện tại hắn vẫn còn trong mộng. Mặc dù dường như là, Bạch Tôn Giả, trước mắt xuất hiện cứu hắn, giúp hắn phá vỡ ác mộng. Nhưng ai có thể cam đoan Bạch Tôn Giả trước mắt có phải cũng là một vòng trong, ác mộng, hay không? Những ác mộng kia của ngươi là do một loại pháp thuật có liên quan đến con rối của Mặc Môn Thượng Cổ, một chủng loại pháp thuật tựa như nguyền rủa, rất phiền phức. Ngươi chúng phải pháp thuật đó từ khi nào thế? Bạch Tôn Giả lên tiếng giải thích. Tống Thư Hàng nhíu mày, hắn chúng một pháp thuật như thế từ lúc nào chứ? Pháp thuật có liên quan đến con rối của Mặc Môn Thượng Cổ, chờ chút, chẳng lẽ là thứ kia? Lúc ở biệt thự của Ngư Kiều Kiều, Hiến Công tiền bối bày ra Thiên La Địa Võng muốn hấp dẫn yêu ma tới cửa để bắt lấy con long ma đó. Nhưng long ma không tới, mà hấp dẫn một đám chiến sĩ nhím biển. Mà trong đó có một con chiến sĩ nhím biển là con rối ngụy trang thành. Trước khi con rối kia chết đã chỉ một cái từ xa xa với Tống Thư Hàng, nhưng không giống như đang thi triển bất kỳ pháp thuật gì. Chẳng lẽ chính lúc đó, con rối kia đã thi triển pháp thuật ác mộng này cho mình sao? Tống Thư Hàng đang muốn trò chuyện đôi câu với Bạch tiền bối, thì Bạch Tôn Giả lại đột nhiên nói. Được rồi, tới lúc ngươi nên tỉnh lại rồi. Tống Thư Hàng. Bạch Tôn Giả mỉm cười chỉ một ngón tay về phía hắn, toàn bộ thế giới bóng tối bắt đầu vỡ vụn. Sau đó, Tống Thư Hàng thoát ra từ trong thế giới ác mộng liên hoàn nọ. Chương 693, Long Ma. Các ngươi nói là cái này sao? Tống Thư Hàng giật mình tỉnh lại từ trong mộng, nói với vẻ cảm kích. Bạch tiền bối, cảm ơn ngài đã giúp đỡ, cuối cùng ta cũng tỉnh lại từ cơn ác mộng kia. Sau đó Tống Thư Hàng đơ như cây cơ. Bên cạnh hắn, Bạch Tôn Giả còn duy trì trạng thái hóa đá, Bạch Tôn Giả còn chưa đi ra từ trong trạng thái bế quan thì không thể nào cứu hắn ra từ ác mộng, được. Vậy người cứu hắn ra khỏi cơn ác mộng đầy con rối kia là ai? Tống Thư Hàng. Gạch nối. Với lại, ác mộng đó rốt cuộc là có ý nghĩa gì đây? Cái nguyền rủa do con rối ngụy trang thành chiến sĩ nhím biển lúc trước ếm lên người hắn là gì đây? Theo lời giải thích của Bạch Tôn Giả, trong mộng thì ác mộng kia là nguyền rủa có liên quan đến pháp thuật con rối của Mặc Môn, nhưng cũng không nói nguyền rủa này có tác dụng gì. Căn cứ vào nửa đoạn sau của cảnh trong mơ, sau khi toàn bộ thế giới đều hóa thành con rối, những con rối kia cố gắng tóm hắn, đám con rối muốn lấy vật gì đó từ trên người hắn. Thậm chí là máu, thịt, xương, da tóc của hắn sao? Đây là muốn lấy được thân thể hắn à? Nếu lúc này linh quỷ của hắn còn thì tốt biết bao. Linh quỷ của hắn rất đặc biệt, khẩu vị cũng cực kỳ tốt. Bất kể là oán quỷ hay nguyền rủa đều là thức ăn ngon trên thực đơn của linh quỷ. Nếu linh quỷ của hắn còn thì nói không chừng lời nguyền con rối của Mặc Môn này sẽ bị nó nuốt gọn vào bụng. Linh quỷ, linh quỷ. Nghĩ đến linh quỷ không biết đã bị đưa đến nơi nào kia của mình, tim Tống Thư Hàng đau quá. Đây chính là một con linh quỷ đã thành công tiến hóa đến thượng giai đó, vô cùng quý hiếm, là thứ tốt mà dù là tồn tại cấp bậc tôn giả cũng phải đỏ mắt đó. Đáng tiếc Tống Thư Hàng chưa hưởng thụ được, các loại công năng tiên tiến của linh quỷ thượng giai dây nào thì linh quỷ đã mất tiêu. Đột nhiên có loại xung động muốn quỳ xuống khóc lớn quá đi. Thế giới cửu u. Một mảnh bình nguyên sâu trong lòng đất, hai tay, Bạch Tôn Giả, màu đen gối ở sau ót, hắn nhàm chán mở to mắt nhìn không gian đen kịt trong lòng đất. Nguyên rủa con rối của Mặc Môn, đúng là thứ thú vị. Muốn chiếm lấy thân thể của thiếu niên nọ à? Mặc Môn lại đang nghiên cứu con đường trường sinh quái đản kia của họ à? Bạch Tôn Giả, màu đen lẩm bẩm nói.
mặc dù khá lập dị nhưng không thể không nói, đó đúng là một môn phái rất thú vị. Đáng tiếc hắn không có được tin tức về tu sĩ nhân loại có tướng mạo tương tự hắn trong giấc mộng của thiếu niên kia. Nhưng lại lấy được một vài tin tức kỳ quái. Tỷ như bộ tộc thần thú Bạch Hạc kỳ lạ kia vẫn còn có hậu duệ à. Hắn vẫn luôn cảm thấy với quan niệm yêu đương và giới tính của chủng tộc kỳ quái này thì trong vòng mấy ngàn năm chúng nhất định sẽ toàn diệt vì không có đời sau. Còn nữa, lúc huyền yêu không hóa thành hình người cũng sẽ kết hôn với tu sĩ nhân loại sao? Hiện tại khẩu vị của tu sĩ nhân loại mặn mòi như vậy à? Đang lúc, Bạch Tôn giả, màu đen suy tư thì đột nhiên có một tiếng nổ mạnh vang lên trên đỉnh đầu của hắn. Lại tới à, không thể để ta ngủ ngon một giấc sao? Bạch Tôn giả màu đen lẩm bẩm nói. Tiếng nổ mạnh làm nổ tung toàn bộ nơi hắn ẩn thân. Trên bầu trời, đám kim loại thể lỏng hình cầu kia lơ lửng giữa không trung, đắc ý rào rạt nói. Cười đắc ý tìm được ngươi rồi, Bạch. Không phải ta nói rồi sao, ta muốn ngủ 100 năm. Trong vòng 100 năm ta sẽ không xuất hiện, ngươi coi như ta ngủ rồi đi, trong lúc đó toàn bộ cửu u đều vận chuyển dựa vào ý chí của ngươi, không phải rất tốt sao? Còn tới làm phiền ta chi nữa? Bạch Tôn giả màu đen ngáp một cái. Trên bầu trời, quả cầu kim loại thể lỏng kia dừng lại. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, nó trầm giọng hỏi. Ta hỏi ngươi, chừng nào ngươi mới định biến mất đây? Bạch Tôn giả màu đen. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Với lại, hiện tại ta sống rất tốt, tại sao phải biến mất chứ? Quả cầu kim loại thể lỏng. Gạch nối. Mà so ra thì ngươi sắp phải biến mất mới đúng chứ nhỉ? Bạch Tôn giả màu đen ngồi dậy, con ngươi xinh đẹp hơi nheo lại. Quả cầu kim loại thể lỏng. Gạch nối. Xem ra bị ta đoán trúng rồi, cho nên gần đây ngươi mới nóng lòng tìm ta, muốn diệt trừ ta, để trở thành ý chí duy nhất của thế giới cửu u. Muốn nhờ vào đó khiến mình không biến mất nữa chứ gì? Bạch Tôn giả màu đen nhếch miệng. Quả cầu kim loại thể lỏng không nhúc nhích, bất động trong hư không. Thú vị thật, nếu trạng thái của ngươi bất thường, sắp biến mất rồi, vậy có phải vị bên ngoài kia cũng xảy ra vấn đề đúng không? Dù sao nói từ một khía cạnh nào đó thì ngươi và vị bên ngoài kia là một thể mà. Ha 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 ha, chuyện này thật thú vị. Bạch Tôn giả màu đen cười ha ha. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của ngươi. Quả cầu kim loại thể lỏng lộ ra một cái miệng, nghiến răng nghiến lợi phát ra âm thanh. Vì sao ngươi không biến mất chứ? Vì sao ta không thể nào độc chiếm cửu u? Chẳng lẽ, một vị kia của ngươi, còn ở lại thế giới này sao? Đây là chuyện không thể nào, loại chuyện như vậy chính ngươi hiểu rõ ràng nhất. Một vị kia của ta chắc chắn đã rời khỏi thế giới này. Bạch Tôn giả màu đen cười ha ha. Về phần vì sao ta chưa biến mất ấy à, ai mà biết chứ? Là chuyện do cái tên Nho Gia và vị kia của ngươi hợp mưu đúng không? Năm đó ta cũng cảm thấy thánh nhân Nho Gia có gì đó quái lạ. Quả cầu kim loại thể lỏng lạnh lùng nói. Ta biết gì đâu, đó là chuyện của vị kia của ta cũng không gánh nổi. Bạch Tôn giả màu đen nhún vai. Với lại cả hệ thánh nhân Nho Môn năm đó không phải bị ngươi tự mình ra tay tiêu diệt sao? Nếu có gì lạ thì chính ngươi cũng không biết à. Cái tên chết tiệt này, ta nhìn thấy gương mặt này của ngươi đã thấy chán ghét. Ta, đệt mợ, ngươi. Quả cầu kim loại thể lỏng phẫn nộ nói. À, không ngờ khẩu vị của ngươi nặng vậy. Bạch Tôn giả màu đen đứng lên. Ngươi và ta đều do thế giới cửu u thai nghén ra. Cho nên thế giới cửu u chính là mẹ của ta và ngươi đó. Nếu ngươi muốn, đệt mợ, thì hãy nằm xuống đệt cái thế giới này đi. Quả cầu kim loại thể lỏng. Mẹ kiếp ngươi, mẹ kiếp ngươi. Yên tâm đi, chờ sau khi ngươi biến mất thì ta sẽ lập một cái bia mộ cho ngươi. Dù sao chúng ta cũng xem như có quen biết. Bạch Tôn giả màu đen phất phất tay, nói. Nếu như không có chuyện gì thì đừng quấy rầy ta ngủ nữa. Tạm biệt, không tiễn nhé. Ta liều mạng với ngươi. Quả cầu kim loại thể lỏng giống giận, đánh xuống Bạch Tôn giả màu đen phía dưới. Tên chết dẫm. Nhất định phải thôn phệ hết tên này, như vậy nó mới có thể độc chiếm cửu u, đối mặt với đại kiếp nạn sắp tới. Lại muốn đánh à, được thôi, đúng lúc rảnh rỗi buồn chán, chơi với ngươi vậy. Bạch Tôn giả màu đen vươn tay nắm một cái, một thanh phi kiếm đen kịt hiện ra bên cạnh hắn, nghênh đón quả cầu kim loại thể lỏng kia chém tới. Kiếm khí tung hoành, năng lượng cửu u không ngừng nổ mạnh. Tà ma cửu u trong vòng ngàn dặm bắt đầu rối rít chạy trối chết, miễn cho bị dính đạn. Bên kia, trong sơn trang nghỉ mát của Bạch Tôn giả,
Ngư Kiều Kiều đẩy cửa phòng, bước vào căn phòng Tống Thư Hàng nghỉ ngơi, nhìn thấy Tống Thư Hàng thức dậy. Thư Hàng, ngươi đã tỉnh rồi đấy à? Vừa tỉnh, ta ngủ bao lâu rồi? Tống Thư Hàng hỏi. Gần nửa tiếng đồng hồ, Bạch Hạc Chân Quân xuống tay không biết nặng nhẹ gì hết. Ngư Kiều Kiều cười nói. Có điều lúc mọi người xem đoạn phim camera quay lại đều nói Bạch Hạc Chân Quân diễn rất tuyệt. Đặc biệt là hình ảnh cô ấy và Cao Thăng Sư Huynh ôm nhau mà chết, rất cảm động, không kém gì hình ảnh của Dược Sư và Giang Tử Yên cô nương. Với lại mấy tiếng, phu quân, kia của Bạch Hạc Chân Quân lúc lên sàn kêu ngọt khỏi chê, ngay cả ta nghe cũng cảm thấy thân thể mềm nhũn ra. Đừng nói loại chuyện đáng sợ này nữa mà, Tống Thư Hàng ngẹo đầu, cảm giác nơi có người sống thật sự là không muốn xa rời xíu nào. Ngư Kiều Kiều cười ha ha một tiếng. Biết ngay là ngươi sẽ phản ứng như vậy mà. Không nói cái này nữa, bây giờ bọn ta chuẩn bị quay đoạn hôn lễ của Dược Sư Tiền Bối và Giang Tử Yên cô nương, Thư Hàng ngươi tỉnh đúng lúc lắm, chúng ta sắp diễn khách mời tham gia hôn lễ đó. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Ta chuẩn bị một chút, lập tức đến ngay. Sau khi đứng dậy, hắn đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện trọng yếu. Đúng rồi Kiều Kiều, Hiến Công Tiền Bối đâu? Hàng loạt tà ma tấn công, như vậy có phải con, Long Ma kia cũng đến đây hay không? Bắt được Long Ma chưa nhỉ? Đây chính là chuyện còn quan trọng hơn so với đóng phim nữa, chuyện này liên quan đến việc có thể giải quyết vấn đề, thể chất của hắn và Hiến Công Tiền Bối hay không? Hiến Công Tiền Bối ấy à? Hình như ổng ngồi xổm bên ngoài hút thuốc ấy, trông mặt mày xám xịt, ta cũng không biết Hiến Công Tiền Bối đã xảy ra chuyện gì nữa. Ngư Kiều Kiều trả lời. Hiến Công Tiền Bối xám xịt á, tiêu rồi, chẳng lẽ không bắt được Long Ma à? Trong lòng Tống Thư Hàng quính lên. Đang lúc Tống Thư Hàng nói chuyện thì pho tượng Bạch Tôn Giả bên cạnh lại nổ tung. Có điều hiện tại lực khống chế của Bạch Tôn Giả rất tốt, toàn bộ mảnh vỡ bị nổ đều được Bạch Tôn Giả hạn chế trong phạm vi một tấc, sẽ không làm ai ngộ thương. Sau đó, Bạch Tôn Giả với đạo bào không nhuốm bụi trần bước ra từ mảnh vỡ tượng đá, lên tiếng nói. Ta vừa nghe thấy, Long Ma, à. Bạch Tiền Bối, ngài rốt cuộc cũng xuất quan rồi. Tống Thư Hàng chẳng biết tại sao lại có loại xúc động muốn khóc ròng, thật sự là trong hai tiếng đồng hồ Bạch Tôn Giả bế quan, Tống Thư Hàng đã trải qua rất nhiều chuyện. Bạch Tôn Giả nhìn thấy vẻ mặt kích động của Tống Thư Hàng thì hỏi với vẻ nghi hoặc. Ta mới bế quan một canh giờ mà, chẳng lẽ ta bất cần bế quá mức, nên thành bế nhiều năm rồi à? Không có không có. Bạch Tiền Bối ngài bế quan vừa đúng một canh giờ. Trước tiên không nói cái này, chúng ta đi gặp Hiến Công Tiền Bối trước đi. Tống Thư Hàng vội la lên. Long Ma, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nha. Hiến Công cư sĩ đang ngồi xổm bên ngoài phòng nghỉ của Tống Thư Hàng, trong miệng cắn cái tẩu thuốc lá, hít một hơi thật sâu, sau đó từ miệng mũi đồng thời phun ra một luồng xương trắng. Cả người cư sĩ đều bị bao phủ trong xương khói. Đặc biệt là đầu của hắn bị bao phủ kín mít, chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa phát ra từ cái tẩu. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Nhìn thấy bộ dạng này của Hiến Công cư sĩ, hắn lập tức cảm thấy không hay. Hiến Công Tiền Bối. Tống Thư Hàng lên tiếng gọi. Hiến Công cư sĩ ngẩng đầu lên, liếc nhìn Tống Thư Hàng. À, Thư Hàng tiểu hữu, người tỉnh rồi à? Tiền Bối, chưa bắt được Long Ma sao? Tống Thư Hàng nhẹ giọng hỏi. Long Ma lại chạy thoát khỏi cả thiên la địa võng mà Hiến Công Tiền Bối đa bày ra à? Từ đầu chí cuối Long Ma đều không xuất hiện. Hiến Công cư sĩ cười đắng chát. Tại sao có thể như vậy chứ? Tống Thư Hàng trừng to mắt. Ta bắt sống mấy con tà ma lục phẩm kia, bọn chúng nói trước đó Long Ma quả thật đã triệu tập 6 vị động chủ, cùng nhau chuẩn bị đánh vào Hoa Hạ. Nhưng sau khi hành động bắt đầu thì Long Ma vẫn không hiện thân. Rất có thể Long Ma xảo huyệt kia đang đẩy 6 động chủ ra làm tiên phong, mà chính nó núp ở hậu phương. Hiện tại phát hiện tình huống bất thường nên đã chạy trốn rồi. Đáng chết mà! Hiến Công cư sĩ nói. Tống Thư Hàng ngây ra như phỗng. Không có Long Ma thì không cách nào chế ra, Long Ma dược tề. Vấn đề tinh thần lực quá lớn của hắn và Hiến Công Tiền Bối sẽ không cách nào giải quyết được. Chúng ta thất bại rồi sao? Tống Thư Hàng hỏi. Thất bại rồi. Hiến Công cư sĩ nói. Hai người liếc nhau, cười đắng chát. Nếu thật sự không xong, có lẽ đành phải nhờ Thất Tu Tôn Giả, đạo hữu ra tay tương trợ. Hiến Công cư sĩ nói. Tống Thư Hàng thở dài xa xăm, cần phải chuẩn bị thêm chút linh thạch,
mua máu Long Ma Tử trong tay vị tồn tại thần bí, cái gì cũng có thể bán kia. Biết đâu con Long Ma kia sẽ không dễ dàng từ bỏ thì sao? Nói không chừng nó còn trốn ở chỗ tối tùy thời chuẩn bị phát động tấn công ấy. Ngư Kiều Kiều hỏi. Ta cũng nghĩ vậy, có điều lần sau muốn bắt nó sẽ càng khó khăn hơn. Hiến công cư sĩ thở dài. Nhưng chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, đúng không tiền bối? Tống Thư Hàng kiên định nói. Cố lên, Tống Thư Hàng tiểu hữu, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Ngươi cũng cố lên, Hiến công tiền bối, chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Tống Thư Hàng và Hiến công cư sĩ động viên lẫn nhau. Mắt Ngư Kiều Kiều chớp chớp, nhìn Tống Thư Hàng và Hiến công tiền bối, cảm thấy bọn họ đặc biệt khôi hài. Các ngươi đang nói đến Long Ma của thế giới Cửu U sao? Lúc này, giọng Bạch Tôn Giả vang lên. Đúng vậy, Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Vốn còn định sau khi bắt được Long Ma kia thì giao cho Bạch Tôn Giả luyện chế một pháp khí kinh hỉ, không ngờ đến cuối cùng lại không bắt được Long Ma. Hiến công cư sĩ thở dài ơi là dài. Tạo hóa trêu ngươi mà. Âm thanh của tạo hóa pháp phương đột nhiên vang lên. Hiến công tiền bối, ta trêu ngươi hồi nào? Tạo hóa đạo hữu, ngươi đến rồi à? Hiến công cư sĩ ngẩng đầu nhìn tạo hóa pháp phương. Lại nói, lúc trước ngươi gửi một đoạn tin nhắn thoại trong, nhóm Cửu Châu số 1, khiến tinh thần rất nhiều đạo hữu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các đạo hữu đang tìm ngươi đó, ngươi còn dám tới à? Yên tâm đi, sơn nhân tự có diệu kế. Tạo hóa pháp phương cười ha ha. Bạch Tôn Giả bên cạnh xoa cằm, nhìn Tống Thư Hàng và Hiến công tiền bối ngồi xổm trong góc tường. Được rồi. Không chọc bọn họ nữa. Ừ, Hiến công đạo hữu, Thư Hàng tiểu hữu, ta nghĩ con Long Ma kia sẽ không tìm tới các ngươi nữa đâu. Bạch Tôn Giả nói. Tống Thư Hàng. Hiến công cư sĩ. Vì sao chứ, chẳng lẽ Bạch tiền bối ngươi có tin tức đặc biệt gì à? Ừ, Bạch Tôn Giả nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng. Long Ma sẽ không tới tìm ta nữa, nói cách khác, ta và Hiến công tiền bối không còn hy vọng tóm được nó sao? Hiến công cư sĩ, quả nhiên vận số của ta đã hẻo đến thế sao? Ta đã là thần suối quẩy đầu tiên của nhóm Cửu Châu số 1 sao? Cư sĩ và Tống Thư Hàng tiểu hữu đều bắt đầu biến sắc. Đang lúc này, Bạch Tôn Giả moi moi gì đó trong trang bị không gian của mình. Sau đó, phịch một tiếng, một con quái long cơ bắp to lớn màu hổ phách bị Bạch Tôn Giả moi ra, ném xuống đất. Nếu, Long Ma, các ngươi muốn tìm là nó thì nó đã chết rồi. Bạch Tôn Giả thản nhiên nói. Tống Thư Hàng và Hiến công cư sĩ nhìn con, Long Ma, này. Má ơi, đầu gối con đột nhiên mềm nhũn rồi, rất muốn quỳ xuống luôn, làm sao bây giờ? Chương 694, hành sắc bén ra khỏi vỏ. Đúng là Long Ma, mặc dù bị phong ấn trong hổ phách, bề ngoài cũng thay đổi rất nhiều, quanh thân còn bị năng lượng thế giới Cửu U vấy bẩn. Nhưng đây đúng là một con Long Ma hàng thật giá thật. Hiến công cư sĩ trợn cả mắt lên rồi. Vì sao con Long Ma cơ bắp này lại ở chỗ Bạch tiền bối ngài thế? Tống Thư Hàng thật muốn quỳ, con Long Ma cơ bắp này trước đây không ai bì nổi, luôn mồm nói là đã khóa chặt Tống Thư Hàng, còn muốn từ Cửu U đến Hoa Hạ, vì sao lại ở trong tay Bạch Tôn Giả, còn bị luyện chế thành hổ phách thế này? Ngư Kiều Kiều, tạo hóa pháp phương cũng tò mò nhìn về phía Bạch Tôn Giả. Bạch Tôn Giả chậm rãi nói. Chuyện là như vậy, lần này lúc ta từ cái di tích thời đại cũ kia đi ra, bởi vì trước đó đã đưa lưu tinh kiếm cho Thư Hàng tiểu hữu độ kiếp cho nên ta không có phi kiếm. Tống Thư Hàng gật đầu, nhưng mà Long Ma cơ bắp với Bạch Tôn Giả không có phi kiếm thì liên quan quái gì đến nhau chứ? Sau đó ta chỉ muốn tìm một cành cây tươi mới để luyện chế phi kiếm dùng một lần. Tiếp đó, một gốc liễu yêu đến từ Cửu U xuất hiện trước mặt ta. Bạch Tôn Giả cười ha ha nói. Chính là cây liễu yêu bị Bạch tiền bối di chuyển đấy sao? Tống Thư Hàng hỏi, dưới vận may đáng sợ của Bạch tiền bối, cây liễu yêu đến từ Cửu U đã chuyển hàng tới cửa à? Chính là nó. Sao lại vì cây liễu yêu này nên ta và Bạch Hạc Chân Quân không cẩn thận tiến vào thế giới Cửu U? Sau đó thì gặp được con Long Ma này đây. Khi ta tiến vào thế giới Cửu U, tốc độ ngự kiếm phi hành quá nhanh không phanh lại được, nên một kiếm đâm nó chết queo rồi. Bạch Tôn Giả thản nhiên nói. Không phanh được, một kiếm đâm nó chết queo rồi, đâm chết queo, đâm chết queo. Tựa như lúc bước đi không cẩn thận giết chết một con sâu vậy. Tống Thư Hàng và Hiến công cư sĩ liếc nhau một cái lần nữa, hốc mắt hai người đồng thời ươm ướt.
rất muốn khóc, lần này thật sự rất muốn khóc. Hai người bọn họ phí hết tâm tư, nào là bẫy dập, lấy thân làm mồi nhử, lại mời hàng loạt cao thủ tới, chỉ vì bắt được con long ma cấp bậc chân quân lục phẩm này, nhưng bọn họ thật không sao ngờ nổi, khi bọn họ phí hết tâm tư muốn bắt long ma thì con long ma đáng thương này đã bị Bạch Tôn giả dùng một kiếm đâm chết queo rồi. Hiến công cư sĩ cười khổ. Rốt cuộc trước kia chúng ta cực khổ như vậy là vì cái gì chứ? Tống Thư Hàng đáp lại nụ cười gượng. Ngư Kiều Kiều bên cạnh an ủi. Bao vất vả của hiến công tiền bối không có uổng phí. Chí ít cũng có rất nhiều, tà ma cửu u, bị Tống Thư Hàng hấp dẫn tới, đúng lúc tham gia diễn xuất, giúp bọn ta hoàn thành một cảnh phim, Không Vân phái bị diệt, mà. Hiến công tiền bối nghe đến đó thì càng đau lòng hơn, những hứa hẹn lớn hắn đã bỏ ra để mời nhiều đạo hữu như vậy tới trợ trận, về giết tà ma, cũng không phải đến để quay phim mà. Con mồi của hắn và Thư Hàng tiểu hữu chưa ra trận đã tèo, còn chưa ra khỏi cửu u đã bị Bạch Tôn giả chém chết tại cửa thế giới cửu u. Hơn nữa, con long ma này bị Bạch Tôn giả phong ấn thành hổ phách, huyết dịch của long ma liệu có bị sao không? Còn dùng được nữa không? Các ngươi có muốn con long ma này không? Bạch Tôn giả mỉm cười hỏi. Nụ cười này của Tôn giả quả thật cứ như thiên sứ ấy. Nếu muốn, ta có thể cho các ngươi. Bạch Tôn giả tiếp tục nói. Mặc dù bị ta dùng pháp thuật biến thành hổ phách, nhưng chỉ cần ta giải trừ pháp thuật, con long ma này sẽ như lúc bị ta giết vậy, bảo đảm không quá hạn. Lúc hiến công cư sĩ nghe đến đó thì cảm thấy có chút xấu hổ. Cái tẩu thuốc trong miệng hắn phun ra một đống khói trắng. Hắn và Bạch Tôn giả gần như là đạo hữu cùng thời đại, nếu không phải năm đó bom nguyên tử nổ trên đỉnh đầu hắn thì hiện tại có khi hắn cũng là một vị nhân vật cấp tôn giả, hoặc là bế quan trùng kích vào cấp bậc tôn giả rồi. Cho nên trong tình huống thế này, lúc Bạch Tôn giả hỏi thăm, các người muốn hay không, trong đầu hiến công cư sĩ bắt đầu suy tư, phải dùng thứ gì để trao đổi đồng giá bộ thi thể long ma này với Bạch Tôn giả đây. Hiến công cư sĩ ra mặt mỏng, tiết tháo cao. Nhưng Tống Thư Hàng bên cạnh lại không băn khoăn nhiều vậy, thiếu một cái là thiếu, thiếu hai cái cũng là thiếu. Đến lúc đó hắn còn muốn hỏi mượn Bạch Tôn giả, rất nhiều, linh thạch đây này. Cho nên... có nhiều thêm một bộ thi thể long ma thì có sao đâu chứ. Lại nói, hắn thật sự rất cần bộ thi thể long ma này để giải quyết vấn đề thể chất quá thấp, tinh thần lực quá mạnh của mình. Cho nên Tống Thư Hàng đáp ngay không cần suy nghĩ nhiều. Muốn, đương nhiên muốn rồi. Được, vậy tặng ngươi đó. Bạch Tôn giả sảng khoái ném long ma cho Tống Thư Hàng. Cảm ơn Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng tiếp nhận thi thể long ma, nói. Coi như ta mượn Bạch tiền bối nhé. Cũng được. Bạch Tôn giả gật đầu nói. Hiến công cư sĩ bên cạnh. Gạch nối. Hiến công tiền bối, long ma tới tay, long ma dược tề của chúng ta có ngon lành rồi. Tống Thư Hàng ôm thi thể long ma, đặt nó vào trong tay hiến công cư sĩ. Hiến công cư sĩ nhận lấy bộ thi thể long ma kia. Một lát sau, hắn cắn răng nói. Nguyên một bộ tinh huyết long ma có thể luyện chế ra rất nhiều long ma dược tề. Đoán chừng ít nhất có thể luyện ra 30 phần, long ma dược tề, đến lúc đó Thư Hàng tiểu hữu, chúng ta chia 5 năm, mỗi người 15 phần cũng đủ để ngươi và ta loại bỏ tai họa ngầm thể chất và tinh thần lực chênh lệch quá lớn. Ngoài ra, da rồng, xương rồng trên cơ thể long ma đều có thể luyện chế bảo vật. Phàm là bảo vật luyện ra được ta và ngươi cùng chia đôi. Tống Thư Hàng xua tay nói. Hiến công tiền bối ngài khách khí quá rồi, chỉ cần dựa theo lời trước đó. Chia cho ta một phần máu long ma là được. Không, tình huống hiện tại khác với trước đó. Hiến công cư sĩ nói. Giả thuyết trước đó là ta, bắt được, long ma. Nhưng bây giờ là ngươi giao long ma hoàn chỉnh cho ta. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Đây là Bạch Tôn giả giao cho chúng ta mà. Vậy cứ quyết định thế đi. Đúng rồi, cũng xin Bạch đạo hữu giải trừ pháp thuật trên thân long ma. Ta đây lập tức mang long ma đi xử lý khí tức cửu u trên người nó. Sau khi xử lý xong thì thuận tiện chế thuốc luôn. Hiến công cư sĩ lại nói. Bạch Tôn giả gật đầu. Được. Kỳ thật con long ma này vốn chính là tiền lương diễn viên mà Bạch Tôn giả chuẩn bị thanh toán cho Hiến công cư sĩ và Tống Thư Hàng. Có điều chuyện đã phát triển thành một màn trước mắt, Bạch Tôn giả cũng lười giải thích. Dù sao, máu long ma, mà Tống Thư Hàng tiểu hữu và Hiến công cư sĩ muốn đều có thể lấy được, xử lý con long ma này như thế nào tùy bọn họ quyết định. Bạch Tôn giả sảng khoái giải trừ hổ phách trên người long ma. Hiến công cư sĩ thu hồi thi thể long ma rồi tạm biệt mọi người.
hắn còn muốn đi chào hỏi với nhóm người mình mời tới giúp đỡ, lại phân phối thi thể mấy con tà ma lục phẩm, còn có số lượng lớn ngũ phẩm, tứ phẩm cho nhóm vây giết. Những thi thể này đều là chiến lợi phẩm thuộc về hiến công cư sĩ và nhóm người hắn mời tới giúp đỡ. Cư sĩ còn có thể dùng một bộ phận chiến lợi phẩm để trả lại ân tình cho nhóm người tới giúp đỡ kia. Thân thể tà ma ngũ phẩm, lục phẩm rất quý giá đó. Sau khi hiến công cư sĩ vui vẻ rời đi, Tống Thư Hàng lại nghĩ tới một chuyện. Hắn lấy thông nương và ngộ đạo thạch ra từ trong, túi thu nhỏ một tấc. Bạch tiền bối, ngài có biện pháp nào gỡ gốc hành yêu này từ ngộ đạo thạch xuống không? Tống Thư Hàng dò hỏi, lần này thông nương giúp hắn ơn lớn, Thư Hàng tính trả tự do cho cô. Bạch tôn giả nói, dùng sức nhổ một phát không phải là rút ra được rồi à? Vậy sẽ làm gốc hành yêu bị thương mất đúng không? Tống Thư Hàng hỏi. Bạch tôn giả hỏi ngược lại. Người muốn tách cô ta khỏi ngộ đạo thạch mà không làm cây hành yêu bị thương ư? Đúng vậy. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Bạch tôn giả nói. Ta hiểu rồi, vậy giao cho ta thử xem. Có điều ta cũng không bảo đảm có thể gỡ thông nương ra khỏi ngộ đạo thạch. Được ạ, bạch tiền bối ngài thử xem đi. Tống Thư Hàng giao thông nương và ngộ đạo thạch cho bạch tôn giả. Bạch tôn giả nâng ngộ đạo thạch nghiên cứu một lát. Ta rót linh lực vào trong hành yêu, cường hóa gốc rễ của cô ta, lại thử lần nữa xem có thể dưới điều kiện tiên quyết không làm tổn hại, ngộ đạo thạch mà lôi cô ta ra ngoài hay không. Bạch tôn giả nói. Sau đó bạch tiền bối bèn rót linh lực của mình vào gốc rễ thông nương cho đến khi gốc rễ của cô hình thành một tầng bảo hộ linh lực, tiếp đó hắn đưa tay nhẹ nhàng kéo một phát, thử kéo cô ra khỏi ngộ đạo thạch. Lúc bạch tôn giả nhẹ nhàng kéo một phát, thông nương đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn. Không được, không muốn, đừng vậy mà. Tống Thư Hàng lên tiếng an ủi. Đau sao, đau thì nhịn xíu đi, chỉ cần rút cô ra khỏi ngộ đạo thạch. Hắn vừa nói được nửa câu thì trong tay bạch tôn giả có thêm một búp hành. Mầm hành gãy mất rồi sao? Ngư Kiều Kiều bên cạnh lên tiếng hỏi. Tạo hóa pháp vương tò mò thò đầu sang. Ý, mầm hành không gãy mà. Lúc này Tống Thư Hàng lại phát hiện rõ ràng trong tay bạch tôn giả nắm lấy một đoạn mầm hành. Nhưng mầm hành của thông nương vẫn tồn tại như cũ, chỉ là mầm hành của cô ta trở nên càng xanh non hơn chút. Đoạn mầm hành trong tay bạch tôn giả kia dường như chính là thông nương, lột xác. Tống Thư Hàng nhìn mầm hành trong tay bạch tôn giả, ngó lại ngó, ngửi lại ngửi, không sai, chính là búp hành thông nương mấy trăm tuổi không vào đâu được. Vậy rốt cuộc thông nương xảy ra chuyện gì? Bạch tôn giả, nếu không ta thử một lần nữa. Tống Thư Hàng, được. Ngư Kiều Kiều, để ta chuẩn bị kỹ pháp thuật trị liệu phòng ngừa ngộ nhỡ. Thông nương, không muốn, không muốn, sẽ đau lắm đó, không muốn thử đâu, để ta sống trên ngộ đạo thạch làm một gốc hành an tĩnh đi mà. Đáng tiếc dưới sự tò mò của bạch tôn giả, thông nương không có lực phản kháng. Bạch tôn giả rót linh lực vào thân thể thông nương lần nữa, tiến vào rễ hành của cô ta, hình thành tầng bảo hộ. Tiếp đó bạch tôn giả lại duỗi tay nắm lấy thông nương. Nhẹ nhàng nhổ một phát. Lần này, Tống Thư Hàng, Ngư Kiều Kiều, Tạo Hóa Pháp Vương đều nhìn chằm chằm, rốt cuộc thấy rõ ràng. Tựa như một thanh kiếm sắc bén, à không, phải nói là hành sắc bén ra khỏi vỏ, búp hành trong lòng bàn tay bạch tôn giả lại bị rút ra một mầm hành mới. Đau đau đau, chết mất thôi. Thông nương kêu thảm, mầm hành mới sinh đau đớn run rẩy. Mầm hành mới xanh tươi mơn mởn, lắc lư trong gió. Ngoại trừ màu sắc mầm hành trở nên non hơn một chút, mầm hành của thông nương không có biến hóa khác. Ta hiểu rồi, có phải thông nương này nắm giữ loại thiên phú tái sinh siêu tốc không? Ngư Kiều Kiều nói. Chương 695, cuồng đao tam lãng, gian phu dâm phụ. Nhảm nhí, ngươi từng thấy hành yêu nhà ai có thể nắm giữ loại tái sinh siêu tốc này không? Rõ ràng đó là kỹ năng thiên phú mà chỉ yêu vật hệ thạch sùng hoặc hệ run mới có thể nắm giữ mà. Lúc này thông nương thật muốn phun nước miếng đầy mặt Ngư Kiều Kiều, đây căn bản không phải tái sinh siêu tốc gì hết, hoàn toàn là lột da đó có biết không hả? Trực tiếp lột bỏ một tầng búp hành từ trên người cô đó. Cô đau đến nhựa hành cũng chảy ra luôn rồi này. Tuy rằng, sau khi đau đớn dữ dội qua đi thì cũng rất thoải mái. Lúc búp hành mới sinh tung bay theo gió, thông nương còn có thể cảm giác được một luồng khí mát lạnh. Loại cảm giác này tựa như có một cái răng sâu lớn làm đau cả hàm răng. Lúc nha sĩ dùng kìm nhổ tận gốc cái răng sâu nát vụn kia ra thì thấy rất đau, nhưng sau khi qua cơn đau lại có cảm giác thật thoải mái.
không phải tái sinh siêu tốc, chỉ là lột ra một tầng búp hành. Có điều tầng búp hành bị lột xuống này có hơi kỳ quái, chỉ có nơi trung tâm nhất có một nhúm nhỏ rỗng ruột, thoạt nhìn không khác với búp hành bị ngắt xuống lắm. Lúc này Bạch Tôn giả lên tiếng nói. Ngoài ra tạm thời ta cũng không nghĩ ra cách nào kéo hành yêu ra khỏi ngộ đạo thạch mà không làm hư hao cô ta và ngộ đạo thạch được. Qua chút thời gian nữa thì ta nói chuyện với đạo hữu của nhóm Cửu Châu số 1, thử xem các đạo hữu ấy có cách tốt hơn hay không. Nói xong, Bạch Tôn giả đưa búp hành và ngộ đạo thạch với cả thông nương trong tay lại cho Tống Thư Hàng. 1. Búp hành, bị lột xuống khác, hoặc có thể nói là, vỏ hành, thì Bạch Tôn giả cầm nghiên cứu một lát rồi cất đi. Bạch tiền bối vất vả rồi. Tống Thư Hàng nhận lấy thông nương và cây búp hành kia, lên tiếng nói. Thông nương, vậy cô ráng nán lại trên ngộ đạo thạch một thời gian nữa đi. Thông nương sâu kín thở dài. Tạm thời cũng chỉ đành vậy thôi. Nói thật cô cũng có chút không nỡ tách khỏi ngộ đạo thạch, dù sao lúc cắm rễ trên ngộ đạo thạch thì cô được lợi nhiều lắm. Nhưng cô lại vô cùng muốn tự do. Cá và tay gấu không thể có cả hai. Các cụ nói cấm có sai mà. Lúc này Ngư Kiều Kiều nhớ tới chính sự. Thiếu chút thì quên mất, Bạch tiền bối, Thư Hàng cả tạo hóa tiền bối nữa, mau chuẩn bị để chạy tới phim trường đi. Ban nãy, thừa dịp sắc trời đã tối xuống. Đạo diễn Jacob muốn tranh thủ quay cảnh, đại sư tỷ Mộ Dung Họa và Phong Xuyên Tử kết hôn trước. Ngoài ra, Bạch tiền bối à, ngài còn thiếu một cảnh lúc Không Vân Phái bị diệt nữa, nhân vật chính Lăng Dạ bi thương rơi nước mắt tại phế tích Không Vân Phái. Đạo diễn nói ngày mai còn phải bổ sung cảnh đó. Không thành vấn đề, ta sẽ phối hợp với đạo diễn quay bổ sung, ha ha, trong một canh giờ ta bế quan hình như xảy ra rất nhiều chuyện thì phải. Bạch Tôn giả ngượng ngùng cười. Không nói cái này. Chúng ta đi xem hôn lễ của Dược Sư Huynh và Giang Tử Yên cô nương trước đi. Ngư Kiều Kiều nói. Đúng rồi Bạch tiền bối. Cảnh Dược Sư tiền bối kết hôn này, Bạch tiền bối ngươi phải thay đổi diện mạo đi qua. Bởi vì trong kịch bản, ngươi vì vội đến hôn lễ mà đi đường nhỏ trong sơn cốc rồi bị một con xà quái bốn đầu bắt đi. Được rồi, đến lúc đó ta đổi diện mạo ra sân. Bạch Tôn giả gật đầu nói. Thế là một nhóm bốn người nhanh chóng chạy về phía nơi quay hôn lễ của Dược Sư và Giang Tử Yên cô nương. Dọc theo đường đi, Tống Thư Hàng lại kể đại khái cho Bạch Tôn giả nghe sự tình lúc hắn bế quan. Bắt đầu từ tà ma rắn bốn đầu bắt hắn và Bạch Tôn giả, về sau bọn họ lại tới thế giới Cửu U, sau đó lại chẳng biết vì sao mà được Lưu Tinh Kiếm Phi Độn đưa về Hoa Hạ. Thi thể con rắn bốn đầu kia tạm thời bị Tống Thư Hàng bỏ vào trong túi thu nhỏ một tấc. Lúc bốn người Tống Thư Hàng chạy tới phim trường thì đoàn làm phim của đạo diễn Jacob còn đang chuẩn bị chứ chưa bắt đầu quay. Có điều các diễn viên đã rối rít vào chỗ. Ngoại trừ các vị đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 tham gia diễn ra thì còn rất nhiều nhân vật khách mời lâm thời đến từ đạo hữu của Hiến Công tiền bối. Tỷ như các đạo hữu Phi Ngư cư sĩ, Mễ Cao cư sĩ. Bọn họ đến đây diễn nhân vật, khách mời tham gia tiệc cưới, để cuộc hôn lễ này càng thêm long trọng hơn một chút. Dọc đường đi Bạch Tôn giả đã biến ảo dung mạo của mình, biến thành một vị đệ tử Không Vân Phái, bình thường tới tham gia một màn này. Xa xa, nhân vật chính cảnh này là vợ chồng, Dược Sư và Giang Tử Yên đang ngồi song song trong phòng hóa trang để thợ trang điểm hóa trang. Trên người cô và hắn đã mặc trang phục xuất giá và trang phục tân lang màu đỏ. Bắc Hà tán nhân nhìn thấy Tống Thư Hàng đang đi đến thì vẫy tay với hắn. Thư Hàng tiểu hữu, ngươi tỉnh rồi à? Ý! Vị đạo hữu bên cạnh ngươi là ai thế, ta chưa từng gặp hắn trong phim trường này nha. Là ta đây, Bắc Hà đạo hữu. Bởi vì màn này nhân vật, Lăng Dạ, không tiện ra sân cho nên ta biến ảo lại ngoại hình, đến đây xem cảnh này. Bạch Tôn giả trả lời. Ha ha ha, thì ra là Bạch tiền bối à. Bắc Hà tán nhân cười ha ha một tiếng, sau đó lại nhìn về phía tạo hóa Pháp Phương ở bên cạnh của Tống Thư Hàng. Tạo hóa huynh, ngươi còn dám tới à? Tại sao ta không dám tới chứ? Tạo hóa Pháp Phương cười ha ha một tiếng, hỏi ngược lại. Bắc Hà tán nhân giơ ngón cái lên với tạo hóa Pháp Phương. Trong nhóm Cửu Châu số 1, trước đó số lượng đạo hữu ấn mở tin nhắn thoại, tạo hóa Pháp Phương gửi cũng không ít. Hiện tại tạo hóa Pháp Phương lại còn dám đến phim trường này. Cuồng đao tam lãng hiện còn đang treo trên trời chính là kết cục sắp tới của tạo hóa Pháp Phương à nha. Tạo hóa Pháp Phương đắc ý cười đáp lại. Cũng giơ ngón cái lên với Bắc Hà tán nhân, biểu thị sơn nhân tự có diệu kế.
Đang lúc Bắc Hà tán nhân suy tư đạo hữu trong, nhóm Cửu Châu số 1, sẽ đối phó với tạo hóa pháp vương kiểu gì thì, dược sư đạo hữu và Giang Tử Yên cô nương đã trang điểm xong. Bọn họ sóng vai, chậm chậm bước tới, cảnh kết hôn. Đạo diễn Jacob vỗ vỗ tay, chuẩn bị sẵn sàng, chờ dược sư và Giang Tử Yên tới là có thể lập tức bắt đầu quay cảnh này. Phim sắp quay rồi. Chúng đạo hữu cũng nhao nhao tò mò nhìn về phía, khí cầu Tam Lãng, đang bay trên bầu trời. Hơn nửa ngày trôi qua, cuồng đao Tam Lãng biến thành khí cầu vẫn còn bồng bềnh trên không trung. Chúng đạo hữu rất tò mò, sau khi phim bắt đầu quay thì cuồng đao Tam Lãng làm sao đóng vai một nhân vật, làm nóng bầu không khí, đây ta. Là giống dây pháo, phát ra tiếng bùm bùm gia tăng vui mừng à? Hay là có công hiệu đặc thù nào khác? Chúng đạo hữu rất chờ mong. Tam Lãng hiện đang thật sự, nín thức cành hông, bây giờ hắn lại nghĩ tới một diệu chiêu trả thù Giang Tử Yên cô nương. Tuy là diệu chiêu này đúng là có hơi tự tìm đường chết, nhưng không sao cả, chỉ cần có thể quậy banh kế hoạch của Giang Tử Yên cô nương thì tìm đường chết cỡ nào hắn cũng chịu. Coi như là tìm đường chết thì hắn cũng phải để Giang Tử Yên cô nương biết kết cục khi chọc phải cuồng đao Tam Lãng hắn. Dược sư và Giang Tử Yên cô nương bên dưới đang đi tới, phong cảnh quay màn kết hôn. Đạo hữu chung quanh trêu ghẹo ôm quyền chúc mừng với hắn, nói vài lời chúc may mắn. Dược sư có phần ngượng ngùng vẫy tay với các đạo hữu. Đúng lúc này, cuồng đao Tam Lãng trên bầu trời phát ra tiếng kêu. Úi, xém chút nữa quên dược sư và Giang Tử Yên đã đoạt luôn cả quyền lên tiếng của hắn. Nhưng không sao cả, từ khi hắn bị biến thành khí cầu đến nay, hắn đã vất vả góp nhặt được xíu linh lực. Chút linh lực ấy vừa đủ để hắn thi triển một lần, truyền âm nhập mật tập thể. Thế là cuồng đao Tam Lãng không chút do dự truyền âm nhập mật cho chúng đạo hữu phía dưới. Dược sư huynh cẩn thận, trong cảnh kết hôn lần này có âm mưu. Giang Tử Yên cô nương muốn phim giả thành thật, cô ta bảo lãng mỗ trực tiếp mời cha ngươi. Lúc cuồng đao Tam Lãng nói được một nửa thì Giang Tử Yên bên dưới vẫn luôn đi sóng đôi với dược sư đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn Tam Lãng chằm chằm. Sau đó dược sư đưa tay vỗ một cái. Trên bầu trời, khí cầu cuồng đao Tam Lãng càng lớn hơn. Vốn hắn muốn truyền âm nhập mật cho chúng đạo hữu lại bởi vì thân thể đột nhiên càng ngày càng lớn mà không thể không ngừng lại. Là dược sư kích hoạt, cổ trùng, trong cơ thể hắn lần nữa. Giang Tử Yên đứng bên cạnh dược sư nhếch miệng lên cười đắc ý với cuồng đao Tam Lãng, Tam Lãng đạo hữu, ngươi thua rồi. Cuồng đao Tam Lãng trừng mắt, rất nhanh, hắn đã hiểu được cái gọi là gian phu dâm phụ. Đôi đậu đậu nam nữ chết dẫm này. Cái tên dược sư này căn bản là đã biết chuyện, Giang Tử Yên, âm thầm đưa cha mẹ hắn tới, thậm chí hắn hoàn toàn biết phụ Giang Tử Yên muốn phim giả thành thật với hắn. Mà dược sư vốn không có ý phản kháng. Hoặc nên nói là dược sư cũng muốn thừa cơ hội này, chân chính định ra danh phận giữa hắn và Giang Tử Yên. Giữa dược sư và Giang Tử Yên vốn chính là chàng có tình, thiếp có ý, bằng không hắn cũng sẽ không giữ Giang Tử Yên bên cạnh mình nhiều năm như vậy. Còn để mặc Giang Tử Yên hóa trang cho hắn thành cái tạo hình trẻ trâu thế kia. Nhưng bởi vì thân phận, thầy trò, khá xấu hổ giữa dược sư và Giang Tử Yên, nên dù dược sư thích Giang Tử Yên nhưng lại cảm thấy không tìm được cơ hội thật sự thích hợp để hai người từ, thầy trò, biến thành, đạo lữ song tu. Mà bây giờ, mượn nội dung đoạn, hôn lễ của Mộ Dung Sư Tỷ và Phong Xuyên Tử, trong bộ phim này của Tống Thư Hàng Tiểu Hữu, Giang Tử Yên đã an bày phương án, phim giả thành thật, này. Trong phim dược sư thật sự bái đường thành thân cùng Giang Tử Yên, qua mấy ngày nữa, hắn và Giang Tử Yên thành, đạo lữ song tu cũng là chuyện nước chảy thành sông. Cho nên dược sư rõ ràng biết cha mẹ mình bị Giang Tử Yên len lén mời đến, thậm chí an bày trong, cảnh tượng kết hôn, chờ hắn và Giang Tử Yên tiến vào, nhưng dược sư vẫn sáng suốt lựa chọn, giả ngu, xem như mình không biết gì cả. Hắn đang yên lặng chờ đến lúc hoàn thành hôn lễ với Giang Tử Yên đây này. Trong tình huống như vậy, sao dược sư có thể để cái miệng chết dẫm của cuồng đao Tam Lãng mở ra, phá hỏng sự sắp xếp của Giang Tử Yên, hủy đi hạnh phúc nửa đời sau của mình chứ? Từ ánh mắt sắc bén của dược sư, cuồng đao Tam Lãng lập tức đoán ra được tất cả. Gian phu dâm phụ mà. Cuồng đao Tam Lãng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, lãng mỗ xin thề bằng cái họ của mình. Đang lúc cuồng đao Tam Lãng không cam tâm thì đạo diễn Jacob ở phía xa phất tay. Clapperbot dập xuống, cách, một tiếng. Cảnh phim này bắt đầu diễn. Mà đúng lúc này, thân hình cuồng đao Tam Lãng trên bầu trời càng bành trướng thêm. Chờ chút,
phồng thêm nữa sẽ không ổn đó, sẽ nổ tung đó. Dược sư huynh thật muốn tàn nhẫn muốn để ta nổ tung rơi xuống thành pháo hoa sao? Chương 696, Tam Lãng tiền bối muốn hỏa táng. Tiếng nổ, lốp bốp, vang lên không ngừng. Cuồng đao Tam Lãng nước mắt ròng ròng, nhưng đây không phải nước mắt hối hận hay bi thương. Tam Lãng hắn trước nay chưa bao giờ hối hận vì lao đầu tìm chết. Chỉ là hắn đau quá không chịu nổi mà rớt nước mắt thôi. Đau, đây là nỗi đau mà ngay cả linh hoàng ngũ phẩm cũng không chịu nổi. Cuồng đao Tam Lãng cảm thấy thân thể mình bị kéo căng cực hạn rồi nổ tung ra như một quả bóng bay bị chọc thủng. Không ngờ dược sư huynh lại nhẫn tâm như vậy, tàn nhẫn quá. Chết mất, hắn sẽ nổ tung mà chết mất, cuồng đao Tam Lãng nghĩ vậy, thế nhưng sau khi thân thể hắn nổ tung thì lại như vừa lột xác, chỉ chóc có một tầng da. Một cuồng đao Tam Lãng trắng trẻo mềm mại hoàn toàn mới, mọc ra từ trong thân cũ. Ngay sau đó, cuồng đao Tam Lãng, mới, lại căng ra rồi nổ tung thêm một lần nữa. Cứ như thế, lặp đi lặp lại. Tiếng lốp bốp giòn giã như pháo mà mọi người nghe thấy, thực ra chính là tiếng cuồng đao Tam Lãng nổ tung, mọc mới, nổ tung rồi lại mọc mới hết lần này đến lần khác. Mỗi một lần, bốp, là một lần nổ tung, cứ mỗi giây thì hắn lại nổ từ 2 đến 3 lần. Tràng tiếng pháo đáng sợ này kéo dài đến gần nửa phút. Cuồng đao Tam Lãng cảm thấy mình đã nổ tung ít nhất 170 lần, lần nào cũng tiêu hao thể lực và linh lực. Sau 170 lần nổ thì cuồng đao Tam Lãng đã cực kỳ suy yếu. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Cuối cùng tiếng nổ cũng dừng lại. Tuy tiếng nổ nghe vang nhưng uy lực lại không lớn, đạo bào trên người Tam Lãng còn chưa bị thiêu rụi. Tam Lãng cảm thấy quanh mình dường như có một tầng xác lột thật dày. Đó không phải là xác lột. Đó là những cuồng đao Tam Lãng, cũ, đã chết vì bị nổ đấy. Dược sư, Lãng mỗ không đội trời chung với ngươi. Cuồng đao Tam Lãng thầm nghĩ trong lòng, bao giờ hôn lễ của Dược sư và Giang Tử Yên kết thúc thì hắn phải nghĩ cách tặng cho họ một món quà to. Trong đầu hắn nảy ra nhiều ý tưởng lắm rồi, chỉ chờ thoát thân để thực thi thôi. Khi cuồng đao Tam Lãng đang suy tư thì thân thể hắn lại căng phồng ra. Móa nó chứ, nữa à, có thôi đi không? Nhưng lần này cuồng đao Tam Lãng chỉ căng phồng ra chứ không nổ, trở thành một quả bóng tròn tỏa nhiệt hừng hực giữa không trung. Sau đó, hơn 10 dải lụa đỏ vui vẻ bắn ra từ người cuồng đao Tam Lãng, phủ kín cả thân mình hắn. Trên mỗi dải lụa đỏ đều viết những câu chúc tụng. Cuồng đao Tam Lãng. Gạch nối. Ở bên dưới, Phong Xuyên Tử do Dược Sư sắm vai và Mộ Dung Họa do Giang Tử Yên diễn nắm tay nhau, từ từ bước vào bối cảnh lễ đường. Đạo diễn Jacob còn sắp xếp màn ảnh đặc tả cho cuồng đao Tam Lãng. Tuy lễ đường được bố trí có vẻ không ra phong cách gì, thế nhưng hắn đâu có quay phim cổ trang, hắn quay phim về thế giới tương lai ở một không gian song song cơ mà. Cho nên dù có bố trí một hôn lễ phong cách hiện đại cũng không sao cả. Hai nhân vật chính của hôn lễ vào cảnh diễn. Cha mẹ Dược Sư mặt mày vui vẻ ngồi đó. Họ chờ ở đây lâu lắm mới thấy con trai Dược Sư bước vào. Cha mẹ của Dược Sư đều đã bạc đầu, thế nhưng dung mạo lại còn rất trẻ. Họ có tu vi không cao, chỉ ở cảnh giới tam phẩm mà thôi. Trên thực tế thì các tu sĩ tam phẩm ở tuổi họ đều đã gần đất xa trời rồi. Dược Sư đã dùng duyên thọ đan để kéo dài tuổi thọ của cha mẹ. Chính vì thế mà hai cụ đều muốn được thấy Dược Sư lấy vợ và sinh mấy đứa con bụ bẫm khi mình còn sống. Không có cuồng đao Tam Lãng quấy rối, việc quay phim tiến hành rất thuận lợi. Phong Xuyên Tử và Mộ Dung Họa hoàn thành hôn lễ, Dược Sư và Giang Tử Yên cũng cho nhau danh phận. Trong quá trình cử hành hôn lễ, Giang Tử Yên cũng không quên máy quay bên ngoài và tình tiết phim. Cô vẫn cố gắng diễn tốt vai diễn Mộ Dung Họa, ban đầu trong ánh mắt đong đầy chờ mong nhân vật chính Lăng Dạ sẽ xuất hiện, về sau đượm nét ưu sầu bình thản, cuối cùng cô chết tâm, hoàn thành hôn lễ của mình và Phong Xuyên Tử. Bởi vì tâm trạng đang vui cho nên Giang Tử Yên diễn cực kỳ xuất sắc. Cả đoạn phim được quay xong xuôi như mây trôi nước chảy. Đạo diễn Jacob rất vừa lòng. Đến thời điểm này thì phân cảnh của hôm nay đều đã xong xuôi. Việc quay phim tạm chấm dứt, thế nhưng bữa tiệc của các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 thì không kết thúc nhanh như vậy, bởi vì dù gì hôm nay cũng là lễ thành hôn của Dược Sư và Giang Tử Yên. Giang Tử Yên đã âm thầm sắp xếp tiệc rượu từ lâu. Đồ ăn đều chỉ do tiên chủ bình thường nấu ra, thế nhưng rượu lại là rượu quý. Phải biết rằng Giang Tử Yên đã chuẩn bị cho ngày này từ rất nhiều năm rồi. Đêm hôm ấy, các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1, Tống Thư Hàng và bạn bè của hắn,
cùng với đoàn làm phim đều uống thỏa thuê. Cao Mỗ Mỗ và thành viên đoàn phim say khướt rất sớm, bị cấp dưới của Linh Điệp Tôn giả đưa về các phòng để nghỉ ngơi. Tống Thư Hàng uống kha khá rồi lảo đảo đi ra ngoài tìm dược sư tiền bối. Hắn vốn định tìm dược sư để tặng quà mừng cưới. Hắn cũng đã chuẩn bị xong quà cho dược sư rồi. Trước đó không phải dược sư muốn xin hắn búp hành mấy trăm năm hay sao? Bây giờ trong tay hắn vừa hay có một búp hành tươi đây. Thế nhưng Tống Thư Hàng nửa tỉnh nửa say không tìm được dược sư. Cũng phải, hôm nay tiền bối và Giang Tử Yên thành hôn, không chừng đang cùng nhau hưởng thụ đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng ấy chứ. Thế là Tống Thư Hàng lại lảo đảo đi về phòng mình. Ra khỏi cửa, hắn thấy Bắc Hà Tán Nhân và Lạc Trần Chân Quân đang lôi cuồng đao tam lãng tiền bối từ không trung xuống. Bắc Hà Tán Nhân cười ha hả. Tam lãng, còn sống không? Thực ra trong nhóm Cửu Châu số 1, quan hệ của Bắc Hà Tán Nhân và cuồng đao tam lãng không tồi. Tống Thư Hàng còn nhớ khi hắn mới vào nhóm, cứ mỗi lần cuồng đao tam lãng tìm chết thì Bắc Hà Tán Nhân sẽ nhắc nhở hắn một chút, không để hắn chết quá thảm. Lúc này, cuồng đao tam lãng vẫn tròn vo như trước mặt mũi tái nhợt, cười đầy yếu ớt. Xem ra vẫn còn một hơi. Lạc Trần Chân Quân cười nói, đoạn lấy một viên đan dược nhét vào miệng tam lãng. Nuốt vào đi, đây là thuốc giải cổ độc do dược sư phối chế, có thể khôi phục được một ít nguyên khí cho ngươi nữa đấy. Sau khi nuốt đan dược xong, thân thể tròn vo của cuồng đao tam lãng mau chóng khôi phục như ban đầu. Cuồng đao tam lãng lúc này trắng nõn như một đứa trẻ sơ sinh. Làn da mịn màng căng bóng làm cho bất cứ nữ tu nào cũng phải hâm mộ. Không ngờ cổ độc của dược sư lại là dược phẩm dưỡng da đấy. Bắc Hà Tán Nhân trêu ghẹo. Ta, thấy, mình, sắp, tạch rồi. Cuồng đao tam lãng nói với giọng khản đặc. Tống Thư Hàng đi qua thì nghe thấy đúng câu nói đó của cuồng đao tam lãng. Có lẽ là vì say quá, nên hắn lắc lư ngồi xổm xuống bên cạnh tam lãng tiền bối rồi hỏi rất chi là nghiêm túc. Thế tam lãng tiền bối có chăn chối gì không? Bắc Hà Tán Nhân. Gạch nối. Lạc Trần Chân Quân. Gạch nối. Cuồng đao tam lãng sáng ngời mắt lên. Hắn liếc thấy Thư Hàng tiểu hữu đang say mềm ra rồi. Cho nên, trêu Thư Hàng tiểu hữu một tí chắc là vui lắm đây nhỉ. Thế là cuồng đao tam lãng run rẩy vươn tay ra, nắm lấy tay Tống Thư Hàng rồi nói. Chăn chối, đúng rồi, ta phải nói lời chăn chối. Bắc Hà Tán Nhân. Gạch nối. Hắn cảm thấy tam lãng lại bắt đầu lao đi tìm chết rồi. Tống Thư Hàng say khướt nắm chặt tay cuồng đao tam lãng. Tam lãng tiền bối muốn chối gì thì cứ nói đi, nhất định ta sẽ nhớ cho ngươi. Chờ ta chết đi, xin hãy chôn ta ở giữa dược sư và Giang Tử Yên. Khi còn sống ta không thể chia rẽ bọn họ, thì lúc chết rồi ta phải chen vào giữa bọn họ làm con giáp thứ 13. Cuồng đao tam lãng càng nói càng phấn khởi. Tống Thư Hàng gật đầu rồi lấy một cuốn sổ nhỏ ra, ghi hết những gì cuồng đao tam lãng vừa nói. Từ từ, không đúng. Cuồng đao tam lãng đột nhiên thở dài não ruột. Bây giờ ta chết mà không biết bao giờ dược sư và Giang Tử Yên mới chết, thế thì làm sao ta chen vào giữa bọn họ được. Câu chối này không ổn. Thế để ta xóa đi nhé. Tống Thư Hàng nấc cụt một cái rồi xóa câu di ngôn vừa rồi của tam lãng tiền bối đi. Đổi thành, bao giờ ta chết. Hãy hỏa táng ta đi. Cuồng đao tam lãng nói với vẻ bi thống tột cùng, càng nói giọng càng yếu đi. Đừng đắp mộ cho ta, cũng đừng lập bia cho ta, cứ thả cho cốt của ta vào biển rộng, để cho cốt của ta cuộn lên cùng sóng lớn. Đây chính là tâm nguyện lớn nhất của ta. Ok luôn, tam lãng tiền bối. Tống Thư Hàng nói nghiêm túc. Hắn lại viết di ngôn của cuồng đao tam lãng vào sổ, sau đó khom lưng khiêng cuồng đao tam lãng lên. Cuồng đao tam lãng đang suy yếu không tài nào phản kháng lại được. Thư Hàng tiểu hữu, ngươi làm gì đấy? Mau buông ta xuống. Tam lãng tiền bối, ngươi đừng nói gì nữa, tốn sức lắm đấy. Tống Thư Hàng nói rất nghiêm túc. Để ta đưa ngươi đi hỏa táng, sau đó sẽ ôm cho cốt của ngươi, nhờ bạch tiền bối đưa ta ra biển, rồi rắc cho cốt ngươi xuống biển để chúng cuộn trào theo sóng lớn. Tống Thư Hàng say lờ đờ, không còn tỉnh táo nữa. Thậm chí hắn cũng không biết mình đang làm gì. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là đưa cuồng đao tam lãng tiền bối sắp chết đến đài hỏa táng để thiêu luôn thôi. Sau đó còn phải hoàn thành nguyện vọng của cuồng đao tam lãng, thả cho cốt của hắn vào biển rộng để cuộn dâng theo sóng. Cuồng đao tam lãng. Gạch nối. Bố tiên sư, Thư Hàng tiểu hữu làm thật à? Đừng mà, Thư Hàng tiểu hữu, ta chỉ nói đùa thôi.
Bắc Hà, cứu ta với. Cuồng đao tam lãng gào ầm lên. Bắc Hà tán nhân. Gạch nối. Không biết vì sao, tự nhiên hắn lại rất mong chờ được thấy cảnh thư hàng tiểu hữu mang cuồng đao tam lãng đi thiêu, nhất định là sẽ thú vị lắm nhỉ. Thế là bọn họ chống mắt nhìn Tống Thư Hàng khiêng cuồng đao tam lãng đi mỗi lúc một xa. Đáng tiếc là cuối cùng cuồng đao tam lãng không bị Tống Thư Hàng đem đi hỏa thiêu. Bởi vì mới khiêng cuồng đao tam lãng đi được khoảng 200 mét thì Tống Thư Hàng đã ngã sấp mặt. Hắn nằm luôn giữa đường, còn cuồng đao tam lãng đang bị vác trên vai thì văng ra thật xa. Trong ánh nhìn kinh hoàng của cuồng đao tam lãng, Tống Thư Hàng lăn ra ngủ khò khò. Chương 697, thử xem đây có phải là Bạch Tôn giả thật không? Thư Hàng tiểu hữu đang say rượu đúng là không thể nói lý được mà. Cuồng đao tam lãng len lén lau mồ hôi lạnh, may mà Thư Hàng tiểu hữu say ngã luôn, chứ nếu không có khi hắn sẽ bị Thư Hàng mang đi hỏa táng thật mất. Vốn định đùa Thư Hàng tiểu hữu một tí, thế mà suýt nữa đã đốt lửa tự thiêu. Trong lúc cuồng đao tam lãng đang suy tư thì Lạc Trần chân quân đã đi tới ngồi xổm bên cạnh hắn. Người vẫn ổn chứ tam lãng đạo hữu? Tí nữa thì toi. Cuồng đao tam lãng than thở. Không chết là tốt rồi, nếu không thì ta không biết phải giao thứ này cho ai nữa. Lạc Trần chân quân cười ha hả rồi đưa cho cuồng đao tam lãng một tờ giấy rất dài. Cái quái gì đây? Cuồng đao tam lãng hỏi. Lạc Trần chân quân. Tiền thuốc thang dược sư kê ra cho tam lãng huynh đấy. Cuồng đao tam lãng. Gì? Nhét hành hắn ngập mặt rồi còn định bắt hắn xì tiền thuốc thang ra á? Dược sư ngu ngốc kia mơ gì đẹp vậy? Có tin tam lãng hắn cuồng hóa rồi cho dược sư nếm thử mùi vị của cuồng đao không? Lạc Trần chân quân. Tam lãng huynh, ngươi cứ xem xong đi rồi hắn nói thì hơn. Cuồng đao tam lãng chớp mắt nghi hoặc, rồi kéo tờ giấy ra nhìn từ đầu đến cuối. Trên tờ giấy ấy ghi rất nhiều dược liệu quý giá, vị nào vị nấy đều có tác dụng thoát thai hoán cốt. Tổng cộng hơn 200 vị thuốc, vị nào cũng quý báu đắt đỏ, với xuất thân của cuồng đao tam lãng mà trả tiền cũng xót ruột xót gan. Thế nhưng cuối tờ giấy lại ghi, người trả tiền là Vân Tước Tử của Huyền Nữ Môn. Nhìn thấy tên của Vân Tước Tử, cả người tam lãng đều khó ở. Hắn nhớ tới khoảng thời gian 1 năm 4 tháng địa ngục từ rất lâu về trước, khi hắn bị hành hạ trong tay một vị đại tiền bối lộng lẫy chói sáng như trăng giữa trời đêm. Không sai, vị đại tiền bối xinh đẹp kia chính là Vân Tước Tử của Huyền Nữ Môn, tu vi linh tôn thất phẩm đỉnh phong, chỉ còn cách cảnh giới nhân tiền hiển thánh huyền thánh bát phẩm một lần danh hẹp. Đây là nhân vật cấp bậc đại tiền bối chân chính, tồn tại cùng thời với một vị tiền bối khác trong nhóm Cửu Châu số 1 là Thất Tu Tôn giả. Trong cuộc thi máy kéo có tay cầm, tạo hóa pháp phương báo tin cho cuồng đao tam lãng rằng Vân Tước Tử tiền bối của Huyền Nữ Môn chuẩn bị mời tam lãng tới nhà làm khách thêm một lần nữa. Tam lãng vừa nghe xong đã mềm nhũn cả chân. Không ngờ bây giờ Vân Tước Tử tiền bối chưa hiện thân mà đã tặng cho hắn một món quà lớn. Lạc Trần chân quân nói tiếp. Vân Tước Tử tiền bối nói, thiên phú cuồng hóa của cuồng đao tam lãng huynh sẽ để lại tai họa ngầm cho cơ thể, cho nên từ rất lâu trước kia bà ấy đã nhờ dược sư luyện chế một loại đan dược. Đan dược này chính là phương thuốc từ thời thượng cổ, luyện chế cực kỳ khó khăn. Dược sư mới hoàn thành nó cách đây không lâu thôi đấy. Chỉ cần uống nó vào rồi lột xác 170 lần, thì có thể giúp thân thể ngươi như được sinh ra lần nữa, triệt tiêu hoàn toàn tai họa ngầm. Khi ngươi thăng cấp lên chân quân lục phẩm thì không cần phải lo đến vấn đề này nữa. Giới thiệu xong, hắn lại cảm thán. Tam lãng đạo hữu lọt vào mắt xanh của Vân Tước Tử tiền bối, ta hâm mộ ngươi thật đấy. À đúng rồi, Vân Tước Tử tiền bối còn bảo mấy ngày nữa sẽ đến tìm ngươi chơi. Cuồng đao tam lãng hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía Tống Thư Hàng, hay là gọi Thư Hàng tiểu hữu dậy để hắn mang mình đi hỏa táng cho xong nhỉ. Tống Thư Hàng say khướt chìm trong mộng mị. Sau đó hắn mơ một giấc mơ kỳ lạ hãi hùng. Trong giấc mơ, Tống Thư Hàng xuất hiện trên một mặt hồ. Hắn dụi mắt nghi hoặc, vì say rượu nên phản ứng của hắn chậm hơn một nhịp so với thường khi. Đúng lúc này thì mặt hồ dưới chân hắn đột nhiên nổi lên một cơn lốc xoáy khổng lồ. Đồng thời, có tiếng cười cổ quái vang lên ngay bên tai hắn. Tiếng cười kia dường như hòa quyện âm thanh từ vô số người, có cụ già, trẻ con, có nam, có nữ, còn có cả những giọng cười the thé chói tai. A a a, ngươi là của ta, ngươi thuộc về ta. Máu của ngươi, thịt của ngươi, xương cốt ngươi, đầu của ngươi, tất cả của ngươi đều là của ta. Giọng nói kia vang lên chói tai,
sau đó cơn lốc biến thành một bàn tay con rối cực to chụp xuống đầu Tống Thư Hàng. Từ phía xa trên mặt hồ, vô số lốc xoáy cuộn lên, giữa mỗi cơn lốc xoáy đều có một cánh tay rối thỏ về phía Tống Thư Hàng. Cơn ác mộng này đến từ nguyền rủa của Mặc Môn Thượng Cổ. Nữa à? Tống Thư Hàng nghiến răng nói. Đồng thời, hắn cảm thấy đầu mình đau nhức từng cơn. Đó là đau đớn như búa bổ do tinh thần lực quá cường đại gây ra. Trong tình huống bình thường thì cái đau này sẽ đánh thức Tống Thư Hàng từ trong cảnh mộng. Thế nhưng trong cảnh mộng kỳ dị này, hắn lại không tỉnh lại được. Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng thử gọi một tiếng, xin bạch tiền bối ra tay giúp đỡ. Nhưng lần này bạch tôn giả lại không xuất hiện. Tống Thư Hàng xoa đầu để giảm bớt cơn đau. Đồng thời, hắn nhảy lên, thi triển thân pháp Thiên Hành Kiện. Thiên Hành Kiện là quân tử không ngừng tiến về phía trước. Trước khi bàn tay rối kịp bắt được Tống Thư Hàng, thân thể hắn bật lên, chân dẫm xuống bàn tay khổng lồ kia rồi phi độn ra xa nương theo thân pháp Thiên Hành Kiện. Đáng tiếc hắn còn chưa tu luyện tới cảnh giới tứ phẩm, nếu không lúc này đã có thể ngự kiếm hoặc ngự đao phi hành, để tránh khỏi những bàn tay rối kia một cách thoải mái rồi. Đúng lúc này thì cả mặt hồ sôi lên sùng sục, vô số bàn tay vươn lên toan túm lấy Tống Thư Hàng. Hắn liếc mắt trông ra thì thấy tất cả chúng đều là tay con rối. Chỉ nhìn thôi cũng sởn hết da gà. Thế này thì biết tránh thế nào đây? Giờ còn không có cả chỗ để mà đặt chân. Nếu không biết bay lên trời thì chỉ có nước vừa hạ xuống đã bị tóm ngay thôi. Tống Thư Hàng vươn tay vào lòng, định lấy bảo đao bá toái ra. Thế nhưng hắn ở trong mộng lại không có túi thu nhỏ một tấc. Tống Thư Hàng. Nghĩa, đây là đấu với gì em à? Cảnh tượng và trang bị đều bị địch cài đặt hết thì còn đánh kiểu mẹ gì? Trong lúc suy tư, Tống Thư Hàng đã rơi xuống. Phía dưới là vô số những bàn tay đang vung vẩy, trực chờ vồ hắn như đang đói khát tột cùng. Rơi xuống đi, rơi xuống đi. Hòa mình vào trong chúng ta, trở thành một phần của chúng ta đi. Tất cả của ngươi đều là của bọn ta. Âm thanh quỷ dị tập hợp vô số giọng nói lại vang lên. Dẹp. Tống Thư Hàng điều chỉnh góc độ thân thể một chút rồi nâng đại tay phải lên. Dịch thể chân khí thiên tiên của tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công trong cơ thể vận chuyển nhanh chóng, trong cơ thể hắn phát ra từng tiếng cá voi kêu như rồng ngâm. Ngay sau đó, khi sắp rơi xuống mặt đất, Tống Thư Hàng đánh ra một quyền. Kim cương phục ma quyền thức thứ nhất, Kim cương hàng lâm. À, Kim cương hàng lâm là tên chiêu do Tống Thư Hàng tự phán. Tống Thư Hàng đánh quyền ra, ánh sáng công đức trên người hắn tự động phối hợp với quyền này, ngưng tụ ra hư ảnh kim cương quanh thân hắn. Hư ảnh kim cương kia bao bọc toàn thân Tống Thư Hàng, ánh sáng công đức sáng ngời lên tựa như một mặt trời nhỏ. Nếu là nguyền rủa loại ác mộng, thì nếm một quyền này của ta đi. Tống Thư Hàng nghiến răng thét. Quyền nổ vang trời. Kim cương phục ma quyền thức thứ nhất phối hợp với ánh sáng công đức của Tống Thư Hàng, một quyền đánh ra đủ để phá tan một ngôi nhà lớn, đây là quyền hay có thể phá thủng trời. Quan trọng hơn là, quyền này có hiệu quả phá tà, phục ma, thanh lọc nguyền rủa. Không gì đối phó với nguyền rủa loại ác mộng thích hợp hơn nó. Kim cương tạo thành từ ánh vàng cùng vung quyền với Tống Thư Hàng. Quyền chưa đến mà quyền phong đã đến. Cá thét rồng ngâm vang vọng đất trời, những cánh tay rối bấu dưới chân Tống Thư Hàng nhanh chóng bị hòa tan chẳng khác nào vụn tuyết trong ánh nắng. Không chỉ có những cánh tay rối dưới chân Tống Thư Hàng, mà tay rối ở trên cả mặt hồ đều chịu ảnh hưởng của một quyền này. Xì 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 xì. Tất cả tay rối đều bốc khói đen. Tiếng nói kỳ dị văng vẳng bên tai Tống Thư Hàng cũng biến mất. Chỉ trong thời gian hai hơi thở sau, mặt hồ lại phẳng lặng. Tống Thư Hàng hạ xuống mặt hồ mà vẫn đứng thẳng như đạp trên đất bằng. Kết thúc rồi sao? Tống Thư Hàng thầm nhủ. Những cánh tay rối không xuất hiện nữa, thế nhưng hắn vẫn chưa thoát khỏi cảnh mặt hồ trong mơ. Lần trước Bạch Tôn Giả đã ra tay dẫn hắn phá giải cảnh mộng để ra ngoài. Lần này Bạch Tôn Giả không xuất hiện. Hắn phải làm thế nào để thoát khỏi cảnh mộng này đây? Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy tư thì thanh phi kiếm màu đen quen thuộc lại phá tan hư không rồi dừng lại bên cạnh hắn. Từ trên phi kiếm tuôn ra bóng tối vô hạn, bóng tối thuần túy nuốt chửng toàn bộ cảnh mộng chỉ trong nháy mắt, giống hệt như lần trước. Cảnh mộng trên mặt hồ bị phá, Tống Thư Hàng lại bước vào không gian thuần một màu đen, chỉ có thanh phi kiếm đen sẫm dựng thẳng trước mặt hắn. Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng gọi. Sau tiếng gọi của hắn, thanh phi kiếm màu đen biến hóa thành hình dáng của Bạch Tôn Giả. Tống Thư Hàng còn chưa xác định được vị Bạch Tôn Giả này là thật hay giả, nên cứ tạm gọi hắn là Bạch Tôn Giả đi.
Sao ngươi lại đến đây nữa? Mới được một lúc mà. Vị bạch tôn giả này cau mày. Tên họ Tống kia là tu sĩ tam phẩm đúng không? Tu sĩ tam phẩm 2-3 ngày ngủ một giấc là chuyện thường mà. Sao chưa được mấy canh giờ mà thằng nhóc này đã lại ngủ mơ rồi? Chẳng lẽ mỗi ngày nó ngủ đến mấy giấc à? Ha ha ha! Tống Thư Hàng bật cười. Vừa nãy ta uống nhiều quá nên say bét nhè, mơ mơ màng màng thế nào lại rơi vào nguyền rủa loại ác mộng đấy chứ? Hắn nói chuyện, và con ngươi thì hơi tối xuống. Vị bạch tôn giả này không biết hắn uống say sao? Nói cách khác, rất có thể bạch tôn giả này là giả. Hay là mình kiểm chứng thử một chút xem hắn có phải là bạch tôn giả thật không nhỉ? Thế là Tống Thư Hàng ngồi thẳng dậy rồi nói rất nghiêm túc. Bạch tiền bối. Có chuyện gì thế? Bạch tôn giả, hỏi lại với vẻ nghi hoặc. Tống Thư Hàng điều chỉnh điệu bộ của mình một chút rồi nói dịu dàng. Tiểu bạch, chờ ngươi tóc dài đến eo. Nhưng hắn chưa đọc thoại xong thì bạch tôn giả trước mắt hắn đã thay đổi sắc mặt. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng cảm thấy mình không thể thốt nên lời, như thể vừa bị hạ chú cấm ngôn. Bạch tôn giả trước mặt mỉm cười hiền hậu, gió nhẹ phất qua, mái tóc dài đen tuyền tung bay theo gió. Chương 698, Thư Hàng, đại sự không ổn rồi, ta chết rồi. Nhìn nụ cười của bạch tiền bối này, Tống Thư Hàng hơi chột dạ. Vị bạch tiền bối này cũng bị ảnh hưởng bởi câu nói, tiểu bạch, chờ ngươi tóc dài đến eo. Rốt cuộc thì hắn có quan hệ gì với bạch tiền bối mà mình quen biết? Ngay sau đó, Tống Thư Hàng bất tỉnh nhân sự. Không biết qua bao lâu, hắn mới mơ màng mở mắt ra. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm thấy mình đã trải qua một việc gì kinh khủng lắm, thế nhưng hắn lại không nhớ được sự việc cụ thể ra sao. Xong, tiềm thức cho hắn biết chuyện mà hắn vừa trải qua đạt mắc 100% độ đáng sợ, có khi phải áp dụng toàn bộ khổ hình trong 18 tầng địa ngục lên người hắn, thì hắn mới sợ hãi đến như vậy. Có điều, bây giờ chắc là mình đã tỉnh khỏi cơn mê rồi chứ nhỉ? Tống Thư Hàng ngồi lên, chuẩn bị dậy. Và ngay sau đó, hắn phát hiện ra mình vẫn còn đang ở trong không gian tối om, và bạch tiền bối kia đang ngồi cách hắn không xa. Bạch tiền bối gác một thanh phi kiếm màu đen lên ngang đùi và dùng ngón tay gõ nhẹ lên thân kiếm. Kìa, lần này mình vẫn chưa thoát được khỏi cảnh mộng à. Tống Thư Hàng cười khan một tiếng rồi nói. Ha ha, bạch tiền bối, vừa rồi có chuyện gì vậy? Ha ha, bạch tiền bối trước mắt hắn chỉ cười khẽ một tiếng. Hắn càng làm thế thì Tống Thư Hàng lại bất an. Không khí tự dưng sượng lại. Mãi một hồi lâu sau, bạch tiền bối trước mặt Tống Thư Hàng mới nói. Bạch tiền bối mà ngươi quen biết là người như thế nào? Tống Thư Hàng. Ha ha, bạch tiền bối, ngài đang nói cái gì thế? Chắc là ngươi cũng đoán ra, ta không phải là bạch tiền bối mà ngươi quen biết. Vị bạch tiền bối kia nói một cách chậm rãi. Nhìn vẻ mặt của Tống Thư Hàng thì hắn đoán ra ngay. Ngượng mặt quá. Đúng lúc ấy thì bạch tiền bối trước mặt hắn lại nói. Ta tên là Bạch, không có họ, chỉ có một chữ, Bạch tôi. Tên một chữ, Bạch, không có họ, y hệt như Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Ta tên là Tống Thư Hàng, đạo hiệu, nhiều đạo hiệu lắm, bao giờ có thời gian rảnh thì nói nhé. Vốn dĩ hắn không muốn nói tên thật ra, bởi vì đọc trong tiểu thuyết thì việc nói tên mình trong ác mộng là chuyện đáng sợ vô cùng. Thế nhưng vị Bạch tiền bối này đã biết tên hắn từ lâu rồi. Chỉ hy vọng đối phương sống có đạo đức một tí, đừng dùng pháp thuật đâm kim bù nhìn gì đó nguyền rủa hắn là được. Nói được mấy câu, hai người lại cùng im lặng. Bất chợt, vị bạch tiền bối kia nhếch môi cười, khai hỏa toàn bộ mị lực. Hắn gõ nhẹ thanh trường kiếm màu đen làm vang lên âm thanh leng keng, truyền thẳng vào tai Tống Thư Hàng. Một lát sau, bạch tiền bối kia nói rất dịu dàng. Giờ thì Thư Hàng tiểu hữu đã có thể cho ta biết, bạch tiền bối mà ngươi quen là người như thế nào chưa? Tống Thư Hàng đáp, ngươi hỏi thông tin về bạch tiền bối để làm gì? Ta nghĩ ta cần tìm hiểu một chút về tính cách của hắn. Ngươi thấy sao? Khi hắn nói nhẹ nhàng như vậy thì trong giọng nói như chất chứa ma lực, làm cho ai nghe thấy cũng bất giác phun hết những lời trong lòng ra theo ý hắn, hệt như thuật thôi miên vậy. Nhưng đáng tiếc là năng lực của vị bạch tiền bối này không có tác dụng gì với Tống Thư Hàng. Không thể nào, ta tuyệt đối sẽ không bán đứng bạch tiền bối. Tống Thư Hàng từ chối thẳng thừng, người này trông giống bạch tiền bối như thế mà lại muốn tìm hiểu bạch tiền bối thông qua hắn tuyệt đối không thể an tâm được. Làm sao hắn có thể bán đứng bạch tiền bối được cơ chứ?
vị bạch tiền bối kia hơi giật khóe miệng, kẻ này có sức miễn dịch à? Hắn không bị ảnh hưởng gì sao? Trừ phi ngươi nói cho ta biết ngươi có thân phận gì, có quan hệ gì với bạch tiền bối trước. Rồi ta sẽ cân nhắc xem có nên cho ngươi biết thông tin về bạch tiền bối hay không. Tống Thư Hàng nói tiếp. Vị bạch tiền bối kia ở phía đối diện khẽ cười một tiếng. Ngươi không nên biết thân phận của ta thì hơn, bằng không ngươi sẽ gặp vô số phiền toái, có khi còn cả kiếp nạn sát thân nữa đấy. Thế thì chúng ta chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả. Tống Thư Hàng nhún vai ra vẻ đáng tiếc, không hỏi ra được thân phận thật của vị bạch tiền bối này rồi. Cũng chẳng có cách nào, bao giờ tỉnh lại, hắn phải kể hết chuyện trong mộng cho bạch tiền bối nghe, để bạch tiền bối phòng bị mới được. Hai bên lại rơi vào im lặng, không khí ngày càng ngượng ngập. Mà thôi, để ta đưa ngươi ra ngoài, dù sao sớm muộn gì ta cũng sẽ biết được việc mình muốn biết thôi. Bạch tiền bối kia nói một cách bất đắc dĩ. Mặt khác, đừng có nói chuyện về ta cho bạch tiền bối nhà ngươi biết đấy, hiểu không? Tống Thư Hàng nhếch miệng. Ha ha, ngươi cút đi cho ta. Bạch tiền bối kia vung tay một cái, Tống Thư Hàng bèn bị quét bay ra khỏi cảnh mộng. Và chính bạch tiền bối kia cũng rời khỏi giấc mơ. Trong cửu u giới, bạch tiền bối màu đen lâm vào trầm tư. Hắn bị hạn chế, không thể bước nửa bước ra khỏi cửu u giới, thế nhưng hắn có thể phái một vài tà ma của cửu u giới lẻn vào Hoa Hạ ở địa cầu, để thu thập thông tin về tu sĩ giống hệt mình kia. Biết cả lịch sử đen tối của ta năm đó. Bạch tiền bối màu đen nói khẽ. Chẳng lẽ là hậu duệ của ta thật ư? Hay đó là, người kế nhiệm mà chính ta để lại? Hắn có cảm giác, dù là tu sĩ hay kẻ tu hành đạo khác, một khi đạt tới cửu phẩm, lực áp quần hùng, chứng được, bất hủ, chấp trưởng thiên đạo rồi trở thành thiên đạo mới thì cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng. Tống Thư Hàng thoát khỏi mộng cảnh nhưng không tỉnh lại ngay mà vẫn còn ngủ say. Hắn ngủ một đêm không mộng mị, thẳng giấc tới tận hừng đông, cả cảm giác đau đớn như búa bổ vì tinh thần lực quá cường đại cũng không thể ngắt ngang giấc ngủ ấy. Sau khi ngủ một giấc no nê tỉnh lại, Tống Thư Hàng cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều sảng khoái. Tống Thư Hàng mở mắt ra thì nhìn ngay thấy trần nhà. Xem ra sau khi mình say ngã thì đã được ai đó đưa về phòng nghỉ rồi. Mặt khác, không biết tình hình cuồng đao tam lãng tiền bối bây giờ ra sao? Tống Thư Hàng nhớ mang máng là trong lúc say xỉn mình đã khiêng tam lãng tiền bối đi thiêu, còn chuyện sau đó thế nào thì hắn chẳng có ấn tượng gì cả. Không biết là tam lãng tiền bối có còn mạnh khỏe hay không nữa? Tống Thư Hàng đang suy nghĩ thì đột nhiên thấy chân hơi tê tê. Hắn ngồi dậy thì thấy có một người đang ngồi trên giường mình, và hai tay cô đè lên chân của hắn. Người này mặc váy dài tím nhạt, mái tóc phất nâu được tết thành bím gọn gàng. Lúc này cô đang rơi lệ trong im lặng, khóc đến là khổ sở, nước mắt tuôn như suối. Tấm chăn đắp trên người Tống Thư Hàng đã bị nước mắt của cô thấm ướt, thậm chí nước mắt còn thấm qua chăn rồi đọng lại trên chân hắn. Dường như cảm giác được Tống Thư Hàng đã tỉnh lại, cô ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt khóc tới đỏ au. Đó là một thiếu nữ xinh xắn động lòng người. Diệp, Diệp sư tỷ. Tống Thư Hàng hô lên kinh ngạc, thiếu nữ trước mắt hắn chính là Diệp Tư, dòng lệ chữa trị tâm hồn của Bích Thủy Các. Hôm qua hắn nghe Tô Thị A Thất tiền bối nói sẽ đưa đồng quái tiên sư và đậu đậu về Hoa Hạ, đồng thời còn có cả một cái đuôi nhỏ là Diệp Tư. Tô Thị A Thất về nhanh như vậy sao? Hu hu hu. Diệp Tư ngẩng đầu nhìn Tống Thư Hàng, sau đó nước mắt lại rơi lã chã. Diệp Tư, có chuyện gì chọc trúng huyệt khóc của cô thế? Tống Thư Hàng cười nói. Không phải là ta đó chứ, ta không sao, hôm qua ta uống nhiều quá nên say thôi ấy mà. Hu hu hu, không phải việc này đâu. Diệp Tư ra sức dụi mắt rồi nói. Thư Hàng, hu hu hu, đại sự không ổn rồi, ta phát hiện ra, ta chết rồi. Tống Thư Hàng. Hả? Chắc là Sở Các Chủ vẫn lừa Diệp Tư về việc thực ra cô đã chết, sau đó lại được một linh quỷ mang thai sinh ra lần nữa nhỉ? Sao tự nhiên cô lại biết việc này? Sở Các Chủ nói cho cô biết à? Tống Thư Hàng hỏi nhỏ. Không phải. Diệp Tư lắc đầu rồi giải thích với giọng nghẹn ngào. Khi đến Bích Thủy Các dưới mặt đất thì ta đột nhiên nhớ ra rất nhiều ký ức. Trong đó có cả ký ức ta bị người ta giết chết nữa. Bích Thủy Các trên mặt đất á? Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân. Chẳng lẽ, sơn trang nghỉ mát của Bạch Tôn giả lại là Bích Thủy Các sao? Không trùng hợp đến mức ấy chứ. Tống Thư Hàng cũng đã từng vào Bích Thủy Các trên vũ trụ, thế nhưng hắn không thể nào liên hệ sơn trang nghỉ mát của Bạch Tôn giả với Bích Thủy Các đó được.
Nhưng mà ngẫm lại thì cũng bình thường thôi. Khi Bạch Tôn giả phát hiện ra sơn trang nghỉ mát này thì nó là một đống đổ nát mà. Tất cả những gì ở đây hiện nay đều là do Bạch Tôn giả xây dựng lại từ phế tích năm xưa. Tuy kết cấu của sơn trang nghỉ mát sau khi xây dựng lại vẫn giữ nguyên như Bích Thủy Các, nhưng phong cách kiến trúc, cây cối, sông ngòi, trận pháp thì đã khác hẳn với Bích Thủy Các rồi. Chẳng khác nào đập nhà đi xây lại, tuy không đổi cái móng nhưng nhà ở bên trên thì lại hoàn toàn thay đổi. Tống Thư Hằng không nhận ra ngay cũng là dễ hiểu thôi. Đúng vậy, nơi chúng ta ở bây giờ chính là chốn cũ của Bích Thủy Các năm xưa. Tuy rằng vẻ ngoài đã đổi thay nhiều nhưng mảnh đất này chắc chắn chính là Bích Thủy Các. Ta vừa đến gần nó thì đã có cảm ứng cộng hưởng với nó rồi, sau đó, ta nhớ lại rất nhiều chuyện. Diệp Sư Tỷ khóc nức nở rồi nói. Tống Thư Hằng, gạch nối, có cần trùng hợp đến thế không? Thư Hằng, làm sao đây? Làm sao bây giờ? Ta đã chết từ lâu rồi, bây giờ ta là người chết rồi đúng không? Ta chỉ là một vong hồn không chịu siêu thoát thôi đúng không? Diệp Sư Tỷ ngẩng đầu lên nhìn Tống Thư Hằng với dáng vẻ đáng thương vô cùng. Diệp Tư à, trí nhớ của cô chỉ khôi phục tới lúc bị giết thôi sao? Tống Thư Hằng hỏi nhẹ nhàng. Diệp Tư gật đầu. Ừ. Sau đó, mắt cô sáng ngời lên. Thư Hằng, có phải ngươi biết gì đó không? Diệp Tư, cô không phải là một linh hồn. Tống Thư Hằng nói chắc nịch. Diệp Sư Tỷ. Thế ta là cái gì? Chương 699, Bạch Tiền Bối, hôm qua ta mơ thấy tít tít tít. Tống Thư Hằng mỉm cười. Đầu óc vận chuyển thật nhanh, lúc này hắn nên trả lời Diệp Tư như thế nào đây? Lẽ nào phải nói cho cô ấy biết chân tướng sao? Chuyện này quá bất ngờ, không ai ngờ sơn trang nghỉ mát mà Bạch Tôn giả tiện tay, nhặt, được này lại là di chỉ của Bích Thủy Các, rồi lại vì di chỉ này nên Diệp Tư khôi phục lại một phần trí nhớ. Chuyện mà Sở Các chủ khổ công che giấu nhiều năm đã bại lộ như thế. Ta là cái gì đây? Thư Hằng, chắc ta không phải là oán linh đấy chứ? Diệp Tư thấy Tống Thư Hằng không trả lời câu hỏi của cô ấy ngay thì trong lòng xe thắt. Trong trí nhớ đó thì cô chết rất thảm, cả Bích Thủy Các bị cuốn vào tai bay vạ gió, bị kẻ khác diệt môn. Mà cô ấy bị chết trong trận chiến diệt môn đó, có thể tưởng tượng được oán hận của cô ấy lúc đó sâu bao nhiêu. Trong bi hận thù oán sâu nặng như thế, khả năng cô ấy biến thành oán linh là rất cao. Không, cô không phải oán linh. Tống Thư Hằng dùng giọng nói nhẹ nhàng để an ủi cô ấy. Lúc này vẫn nên nói cho Diệp Tư Sư Tỷ biết sự thật thôi, tránh để cô ấy nghĩ lung tung. Sở Các chủ chắc cũng không trách hắn đâu. Tống Thư Hằng đáp. Diệp Tư, cô là linh quỷ. Linh quỷ ư? Diệp Tư ngẩn ra. Đúng thế, cô là linh quỷ. Không phải là linh quỷ bình thường, càng không phải là oán linh gì cả, vì thế cô không cần lo lắng đâu. Tống Thư Hằng trả lời. Sau khi ngẩn ra một lúc, Diệp Tư lại khóc như mưa. Linh quỷ, chẳng phải vẫn là quỷ sao? Vẫn là đã chết rồi, vẫn là một loại quỷ mà. Cô ấy vốn ôm mục tiêu trở thành, đạo lữ song tu, với Tống Thư Hằng, hai người bắt đầu thử yêu đương. Bây giờ, cô ấy đã chết, đã thành ma rồi, sao mà yêu đương được nữa chứ? Không không không, tình huống của cô có hơi đặc biệt. Tống Thư Hằng giải thích. Theo ta được biết thì cô không phải là linh quỷ bình thường. Cô là, người có thể chất của linh quỷ thì phải. Ta cũng không biết nên hình dung thế nào mới đúng, tóm lại trạng thái của cô khác với những linh quỷ bình thường khác. Năm đó, lúc thân xác của Diệp Tư cô chết đi, linh quỷ tổ truyền đặc biệt của nhà cô đã dùng cách mang thai, khiến cho cô sống lại. Vì thế, cô được coi là nửa linh quỷ mới đúng. Diệp Tư trợn to hai mắt, mặt đầy ngơ ngác. Linh quỷ mang thai á? Sau đó sinh ra cô ư? Tống Thư Hằng nói tiếp. Vì thế ta cảm thấy hiện tại Diệp Tư Sư Tỷ không phải là linh quỷ, mà là được linh quỷ dùng một cách nào đó giúp cho, sống lại, mà thôi. Diệp Tư giơ tay lên nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Sau đó, cô ấy lại ngẩn người ra suy ngẫm, dường như đang tiêu hóa chuyện mà Tống Thư Hằng nói. Trong ký ức sau khi thức tỉnh của cô ấy, nhà cô ấy thực sự có một con linh quỷ tổ truyền, một con linh quỷ rất thần kỳ. Thật không ngờ. Chính con linh quỷ đó cuối cùng giúp cô ấy, sống lại, sao? Nhưng mặc kệ thế nào, cô ấy vẫn là một con ma. Sau khi suy tư một lúc, Diệp Tư đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tống Thư Hằng với vẻ chờ mong. Vậy thì Thư Hằng, người thấy trạng thái hiện giờ của ta có thể sinh con không? Tống Thư Hằng. Không đợi Tống Thư Hằng trả lời, Diệp Tư Sư Tỷ lại đột nhiên thở dài.
Đúng là được à, giống loài khác nhau thì chắc là không thể cùng sinh con nữa. Tống Thư Hàng trả lời. Có lẽ, tìm được linh quỷ tổ truyền của nhà cô, biết đâu lại có hy vọng sinh con thì sao? Dù gì thì lúc đầu cũng chính cô ấy mang thai sinh ra Diệp Tư Sư Tỷ mà. Nhưng Diệp Tư Sư Tỷ lại lắc đầu, linh quỷ tổ truyền nhà cô đã đi xa rồi, muốn tìm ra cô ấy dễ như vậy sao? Hơn nữa, linh quỷ mang thai không sinh ra trẻ con mà là một loại pháp thuật bảo vệ sinh mạng, cho dù học được cũng không thể sinh ra đứa con mà cô muốn. Tâm trạng của Diệp Tư rất chán nản. Tống Thư Hàng cũng thấy buồn, hắn nên an ủi Diệp Tư như thế nào đây? Nói thật, chuyện đáng sợ như khiến linh quỷ mang thai, hắn cũng không thể nào làm được. Chẳng lẽ chỉ có thể nói mấy lời cũ dích đến bản thân hắn cũng không tin được như, yên tâm đi, sau này nhất định sẽ có cách mà, sau này mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, để an ủi Diệp Tư sao? An ủi như thế có tác dụng gì đâu chứ? Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy tư thì Diệp Tư đột nhiên lau nước mắt, sau đó chủ động đổi đề tài. Đúng rồi, Thư Hàng, lúc ta đến có nghe các đạo hữu nói linh quỷ của ngươi biến mất rồi à? Diệp Tư rất kiên cường, đừng thấy cô ấy tu luyện, thiên khấp bảo điển, động một tí là khóc, thật ra cô ấy là một nữ tu sĩ có nội tâm rất kiên cường. Nhưng chuyện bản thân cô ấy đã chết quá rúng động, cô ấy cần chút thời gian để từ từ tiếp nhận. Không biến mất, khế ước giữa ta và linh quỷ vẫn còn đây. Có điều, không biết linh quỷ của ta bị đưa đến không gian nào rồi. Ta không thể cảm ứng được nó cũng không thể cảm ứng được ta. Nhưng sẽ có một ngày, ta tìm được nó về. Tống Thư Hàng nói với vẻ kiên định. Diệp Tư gật đầu tán thành. Cô hít một hơi thật sâu, nắn bóp gương mặt của mình để khiến bản thân phấn chấn trở lại. Cô cần một chút thời gian để tiếp nhận sự thật bản thân chỉ là linh quỷ. Trong khi họ đang nói chuyện thì cửa phòng lại bị người khác đẩy ra. Thư Hàng, đã dậy chưa thế? Hôm nay quay bù mấy cảnh, sau đó chúng ta phải rời khỏi sơn trang nghỉ mát của Bạch Tiền Bối để đi tới nơi khác tiếp tục quay rồi đấy. Ngư Kiều Kiều đẩy cửa đi vào, nói bằng giọng vui vẻ. Phân cảnh, Không Vân Phái, trong phim đã quay gần xong rồi, hôm nay quay bù cảnh, Lăng Dạ, mà Bạch Tôn giả đóng đối diện với tình cảnh, Không Vân Phái, Diệt Môn, Bi Thương Rơi Lệ, sau đó lại quay bù mấy cảnh nhỏ lẻ nữa là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Trong đó có một cảnh nhỏ là Cao Thăng Sư Huynh, do Tống Thư Hàng diễn và Bạch Y Kiếm Khách Phạm Bạch, do Bạch Hạc Chân Quân diễn tổ chức hôn lễ trong Không Vân Phái. Đây chỉ là một cảnh sơ lược thôi, rất đơn giản. Nhanh thế à, vậy địa điểm quay tiếp theo ở đâu? Tống Thư Hàng hỏi. Địa điểm quay tiếp theo ở địa bàn của Nho Môn, Bạch Tôn Giả đã liên lạc với Hằng Hỏa Chân Quân của Bạch Vân Thư Viện, bên Nho Môn, mượn Vạn Thư Sơn của họ để quay phim. Hằng Hỏa Chân Quân đã đồng ý rồi. Đợi quay xong hết những phân cảnh liên quan đến Không Vân Phái, chúng ta sẽ khởi hành đến Vạn Thư Sơn, để quay câu chuyện giữa nam chính, Lăng Dạ, và nữ quỷ, Linh Nhi. Ngư Kiều Kiều đáp. Tống Thư Hàng. Được, ta dậy ngay đây. Ấy, khoan đã, Nho Môn, Vạn Thư Sơn á. Có phải mình đã nghe qua cái tên này ở đâu không nhỉ? Vạn Thư Sơn sụp đổ, Hồ Thánh Tịch. Chính là nó. Cái vị cường giả thư sinh thủy tinh mượn đi linh quỷ của hắn đã đại chiến một trận với tà ma kiếp tiên thần bí ở Cửu U, trước khi thư sinh hoàn toàn tan biến đã truyền lại một câu không đầu không đuôi như thế cho hắn. Vạn Thư Sơn của Bạch Vân Thư Viện và nơi mà vị thư sinh thủy tinh kia nói tới trong tin tức gửi cho mình là cùng một chỗ sao? Trong thiên hạ này lại có chuyện trùng hợp đến thế ư? Hình như vị thư sinh kia cũng là kiếp tiên của Nho Môn. Có phải trong Hồ Thánh Tịch ở Vạn Thư Sơn ẩn giấu thứ gì đó không? Trong nhất thời, suy nghĩ của Tống Thư Hàng thay đổi liên tục. Một lúc sau, Tống Thư Hàng đứng dậy, nói. Đi thôi Diệp Tư, ta đưa cô đến chỗ quay phim. Nếu như đã không thể giải quyết được vấn đề, linh quỷ sinh con, không có cách nào an ủi Diệp Tư thì di rời sự chú ý của cô ấy thôi, để cho cô ấy chú ý tới chuyện quay phim điện ảnh. Thì cô ấy sẽ không nghĩ đến việc linh quỷ cũng là ma, linh quỷ không thể sinh con, nữa. Lúc từ trên giường bò dậy, Tống Thư Hàng liền nhìn thấy quyển sổ ghi chép của mình ở trên tủ đầu giường. Trong sổ có hai câu di ngôn ngày hôm qua của Cuồng Đao Tam Lãng Tiền Bối, lúc hắn say rượu đã ghi lại. Di ngôn thứ nhất, phải được chôn ở giữa Dược Sư và Giang Tử Yên, đã bị gạch đi. Di ngôn thứ hai, hỏa táng thi thể của Tam Lãng Tiền Bối, không cần xây mộ. Cũng đừng lập bia cho hắn, chỉ cần giải cho cốt của hắn xuống biển, để cho cốt của hắn cuốn theo sóng biển,
đây chính là tâm nguyện lớn nhất của Tam Lãng tiền bối. Lúc này, bên dưới di ngôn đó có thêm một câu giải thích ghi chú, cũng không biết đây là bút tích của vị tiền bối nào. Đợi sau khi ta chết, không cần xây mộ, cũng đừng dựng bia cho ta, chỉ cần giải cho cốt của ta xuống biển, không phải vì sợ có người nhảy disco trước mộ phần của ta, cũng không vì để biển cả rộng lớn hơn, càng không vì đất nước thống nhất. Chỉ vì để ta sau khi chết cũng có thể hai lên theo từng con sóng, vĩnh viễn không có điểm tận cùng. Tống Thư Hàng. Chỉ có thể nói, không hổ là cuồng đao Tam Lãng tiền bối mà. Diệp Tư đứng bên cạnh nói bằng giọng vui vẻ. Ta biết phim điện ảnh, trên đường đi, Tô Thị A Thất đạo hữu đã giải thích cho ta về phim điện ảnh rồi. Nó cũng giống như kịch thời xưa bọn ta xem, chỉ có điều là thú vị hơn, đặc sắc hơn một chút đúng không? Thú vị hơn. Tống Thư Hàng cười ha ha đáp. Sau đó, hắn đưa Diệp Tư và Ngư Kiều Kiều rời khỏi phòng, chuẩn bị đi đến địa điểm quay phim. Lúc đẩy cửa ra, vừa đúng lúc nhìn thấy Bạch Tôn Giả đi tới đây, hắn cũng đang đi đến chỗ quay phim. Lúc này Bạch Tôn Giả đã thay một bộ quần áo thoải mái đã được hiện đại hóa, bên hông đeo, lưu tinh kiếm. Phân cảnh tiếp theo mà hắn phải diễn là, từ sau khi Mộ Dung Sư Tỷ gả cho Phong Xuyên Tử, nam chính, Lăng Dạ, liền một thân một mình rời khỏi, Không Vân Phái, đi tới tiền tuyến giữa tu sĩ và tà giới, tắm trong biển máu mà chiến đấu. Cho tới khi hắn nghe thấy tin tức, Không Vân Phái, bị tà giới tập kích diệt môn thì chạy cả đêm để quay về Không Vân Phái. Cuối cùng, hắn rơi lệ trước phế tích Không Vân Phái. Bạch Tôn Giả, sắp bắt đầu quay rồi sao? Tống Thư Hàng hỏi. Ta vừa hóa trang xong. Đạo diễn Jacob nói là đợi ta đến là có thể bắt đầu quay. Hiệu quả của thuốc nhỏ mắt này không tốt lắm, nhỏ nửa ngày mà chẳng chảy nổi giọt nước mắt nào cả, đến lúc đó ta tự dùng linh lực khiến cho bản thân rơi nước mắt còn nhanh hơn. Bạch Tôn Giả xiết, đạo cụ nước mắt, trong tay, nói. Ha ha ha. Tống Thư Hàng bật cười. Sau đó, hắn lại nghĩ đến cơn ác mộng, một Bạch Tôn Giả khác, ngày hôm qua. Tống Thư Hàng cảm thấy nên nói chuyện này với Bạch Tôn Giả trước, vì thế hắn lên tiếng. Đúng rồi, Bạch tiền bối, có chuyện này ta muốn nói với ngươi. Hôm qua lúc ta nằm mơ, mơ thấy tít 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 tít. Tống Thư Hàng muốn nói là, mơ thấy một tên kỳ quái giống hệt với Bạch Tôn Giả ngài nhưng lúc nói ra miệng thì miệng và lưỡi của hắn dường như bị một sức mạnh nào đó khống chế, mấy từ đó liền biến thành tiếng tít tít tít. Chương 700, Diệp Tư và Lệ Chi Tiên Tử. Bạch Tôn Giả. Ngư Kiều Kiều. Thư Hàng, người muốn nói cái gì thế? Diệp Tư cũng tò mò nhìn Thư Hàng. Tống Thư Hàng. Lạ thế, xảy ra chuyện gì thế này? Ta không nói ra được lời muốn nói. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại thử dùng phương thức truyền âm nhập mật, truyền, lời muốn nói, lại cho Bạch Tôn Giả. Hắn hoài nghi có thể là, Bạch tiền bối, trong ác mộng động tay chân trên người hắn, khiến lời từ miệng hắn biến thành, mất tiếng. Thế nhưng nếu chỉ bóp méo đầu lưỡi trong miệng hắn, hắn dùng phương pháp truyền âm nhập mật là có thể được đúng không? Có bản lĩnh thì làm, truyền âm nhập mật của hắn mất tiếng luôn đi. Vì vậy, Tống Thư Hàng thông qua phương thức truyền âm nhập mật, truyền lời bản thân muốn nói cho Bạch Tôn Giả. Lần này càng tuyệt hơn. Bạch Tôn Giả ngẩn tò te, lần này nội dung Tống Thư Hàng truyền âm tới dứt khoát bị mất tiếng toàn bộ. Hắn chỉ nghe được một chuỗi, tít 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 tít. Truyền âm nhập mật cũng không được à? Tống Thư Hàng không tin tà, hắn moi quyển sổ nhỏ của mình ra, dùng bút viết lên trên, Bạch tiền bối, hôm qua lúc ta nằm mơ thì mơ thấy một XXXXXXXX. Khi viết đến phía sau, Tống Thư Hàng cảm giác tay cứ như không phải của mình, viết xuống toàn là XXXXXX. Tống Thư Hàng. Cứ tèo như vậy, ngay cả viết cũng viết không ra à? Bạch Tôn Giả cau mày hỏi. Ngươi chúng phải nguyền rủa gì sao? Tống Thư Hàng gật đầu nói. Nói tới nguyền rủa thì quả thực là chúng một cái. Đáng tiếc linh quỷ của ta biến mất, nếu không nó há miệng nuốt một cái là có thể nuốt trọn nguyền rủa trên người ta. Là loại nguyền rủa gì? Bị chúng lúc nào? Bạch Tôn Giả hỏi. Là pháp thuật của Mặc Môn Thượng Cổ, một loại pháp thuật nguyền rủa khiến ta lâm vào trong ác mộng. Chính là lúc chiến sĩ Nhím Biển tấn công nhà Ngư Kiều Kiều lần trước đó. Một chiến sĩ Nhím Biển trong đó do con rối biến thành, gã chỉ vào ta một cái rồi âm thầm gieo cái thứ nguyền rủa này xuống. Tống Thư Hàng trả lời. Bạch Tôn Giả cau mày sâu hơn, lúc ấy hắn cũng đã kiểm tra toàn thân cho Tống Thư Hàng, lại không phát hiện nguyền rủa này. Thứ nguyền rủa này ẩn núp sâu như vậy sao? Nhưng mà,
nội dung ta nói không được, viết không được không liên quan gì đến nguyền rủa kia. Tống Thư Hàng khổ não nói. Khi đang nói chuyện, Tống Thư Hàng lại thử dùng phương pháp, đồng âm khác nghĩa, để thay thế, muốn viết ra nội dung hắn muốn nói, nhưng toàn bộ đều lấy thất bại mà chấm dứt. Bạch tiền bối, trong, ác mộng, kia rốt cuộc là thần thánh phương nào đây? Loại năng lực, cấm ngôn, này đúng là đáng sợ mà. Tống Thư Hàng càng thử thì loại uy lực, cấm ngôn kia càng lớn mạnh hơn. Đến cuối cùng, chỉ cần trong đầu Tống Thư Hàng muốn lộ ra chuyện vị, bạch tiền bối, bên trong, ác mộng, kia với bạch tôn giả thì lời nói, viết chữ, vẽ tranh, thậm chí là bấm chữ vào điện thoại di động, toàn bộ đều sẽ tự động biến thành tít tít tít. Hoặc là một chuỗi, xxxxx. Loại cảm giác này, quả thực là khó con mẹ nó tả. Lúc này bạch tôn giả lên tiếng dò hỏi. Chuyện ngươi muốn nói có liên quan tới ta đúng không? Tống Thư Hàng gật đầu cật lực. Thật thú vị, ta có hơi tò mò ngươi mơ thấy cái gì rồi đấy. Chuyện này để ta nghĩ cách giải quyết. Thư Hàng ngươi không cần buồn phiền. Hiện tại chúng ta quay phim xong rồi hãy nói. Bạch tôn giả nhìn đồng hồ, bảo. Nếu muộn thì đạo diễn Jacob sẽ nổi giận cho xem. Cũng chỉ đành vậy. Tống Thư Hàng cười khổ đáp. Sau đó, Bạch Tôn Giả, Thư Hàng, Ngư Kiều Kiều và Diệp Tư chạy về phía phim trường. Chờ Bạch Tôn Giả đến phim trường, quay phim lập tức bắt đầu. Trên mặt đất, các đạo hữu, nhóm Cửu Châu số 1 và đám thuộc hạ của Linh Điệp Tôn Giả đã sớm nằm la liệt trên mặt đất giả làm thi thể. Bên cạnh họ là một vùng phế tích lớn, ngọn lửa đang thiêu đốt. Đây đều được hoàn thành thông qua pháp thuật. Trong lòng đạo diễn Jacob có chút giật mình. Bốn cảnh phim như vậy đều thông qua kỹ xảo điện ảnh để hoàn thành nhưng đám đại gia này lại toàn bộ đều dùng cảnh tượng chân thực tỷ lệ 1:1 để quay phim. Thứ đang bị đốt không phải phế tích đâu, đây là đốt tiền mới đúng đó. Đạo diễn Jacob cảm giác bộ phim này rất có thể sẽ là bộ phim được quay thoải mái nhất trong đời ông. Chỉ cần ông nói ra điều kiện và cảnh phim thì phía đầu tư phim chỉ tốn nửa phút là có thể thỏa mãn yêu cầu của ông. Mỗi người diễn viên đều có giá trị diễn xuất bùng nổ, khả năng diễn xuất bùng nổ mà. Sau khi quay phim xong, từng cảnh đều hoàn mỹ như tranh vẽ. Bắt đầu quay, Tống Thư Hàng mặc cái đạo bào, toàn thân đâm đầy kiếm sắc kia, nằm sấp trong, mật đạo, mà hắn và Bạch Hạc Chân Quân đã chạy trốn, giả làm thi thể. Trong kịch bản, nhân vật chính Lăng Dạ, gấp gáp trở về, nhìn thấy môn phái của mình bị diệt, Cao Thăng sư huynh, còn có thể lộ mặt trong phim một lần cuối. Diệp Tư sư tỷ rất có hứng thú, cô thay thế một vị cấp dưới của Linh Điệp Tôn Giả, sắm vai thi thể một nữ đệ tử nằm cách Tống Thư Hàng không xa. Diệp Tư giả làm thi thể đặc biệt thú vị dù sao cũng là người từng chết một lần, lúc chết cũng không giống người thường. Ông Kính đang quay Bạch Tôn Giả ngự kiếm đến từ xa, đáp xuống, không vân phái. Thừa dịp máy quay còn chưa chuyển tới, những thi thể trong, mật đạo, còn có thể nhân cơ hội tán dóc vài câu. Tống Thư Hàng. Bạch Hạc tiền bối, ngươi nằm gần ta quá. Bạch Hạc chân quân. Xì, ngươi cho rằng ta muốn nằm gần ngươi à? Nếu không phải cảnh trước ngươi quên mang phù bảo hộ thuẫn, ta vì cứu chàng, cùng chết, với ngươi, hai người chúng ta cũng không cần dính vào nhau mà chết đâu. Tống Thư Hàng. Xin lỗi. Đang khi nói chuyện. Ngư Kiều Kiều truyền âm nhập mật. Bạch Hạc tiền bối, Thư Hàng, đừng nói nữa nè, ống kính sắp quay tới rồi. Màn ảnh quay tới cảnh, Lăng Dạ đáp xuống, đưa mắt nhìn về phía phế tích, không vân phái, nhìn thấy khắp nơi đều là thi thể đồng môn, còn có ngọn lửa đang thiêu đốt. Lăng Dạ lâm vào trạng thái điên cuồng, hắn lật thi thể mỗi một vị đệ tử lại. Nước mắt không bất giác lăn dài. Lúc quay cảnh này, máy quay còn kéo ra vài cảnh xa xa. Kéo thi thể, đệ tử không vân phái, đang nằm đầy đất vào màn ảnh. Sau đó, màn ảnh đi vào mật đạo, cho Tống Thư Hàng, Bạch Hạc Chân Quân, Diệp Tư cùng đám thi thể đầy đất một cái đặc tả. Sau khi đặc tả xong, ống kính trở lại trên người Bạch Tôn Giả. Lăng Dạ, lặng lẽ ôm lấy thi thể tất cả đệ tử đồng môn, hắn bắt đầu dựng lên từng mộ bia. Lúc đào mộ cho, mộ dung sư tỷ và phong xuyên tử, Lăng Dạ cứng người chốc lát. Cuối cùng vẫn hợp táng mộ dung sư tỷ và phong xuyên tử cùng một chỗ. Trong mật đạo, Tống Thư Hàng im lặng sắm vai nhân vật, thi thể, của mình, lúc này trong tai hắn vang lên tiếng, truyền âm nhập mật. Là giọng của Diệp Tư. Thư Hàng, linh quỷ có thể nuốt hết nguyền rủa trên người à? Hay là người có pháp thuật gì có thể phối hợp với linh quỷ để nuốt nguyền rủa thế? Tống Thư Hàng trả lời. Cái này à, đó là bởi vì linh quỷ của ta biến dị.
đó hẳn là năng lực thiên phú sau khi biến dị đi. Diệp Tư. À, thảo nào. Trước kia cô cũng đã tiếp xúc với một ít linh quỷ nhưng chưa từng nghe nói linh quỷ có năng lực như thế. Có điều cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ trở thành linh quỷ. Thời gian trôi như bay, một ngày chớp mắt đã qua. Cảnh cần quay bên trong, sơn trang nghỉ mát của Bạch Tôn Giả đã hoàn thành xong hết. Cảnh, hôn lễ của Tống Thư Hàng và Bạch Hạc Chân Quân rất đơn giản, chỉ cần hai người mặc đồ cưới, lời thoại gì cũng không cần nói, quay hình ảnh là giải quyết xong, dù sao cũng không phải nhân vật chính. Còn có cảnh, Lăng Dạ, tỉnh lại, điên cuồng sau khi biết sư tỷ đã lập gia đình. Cùng với, Lăng Dạ, rời khỏi Không Vân Phái, đều đã quay bổ sung xong hết. Vốn Bạch Tôn Giả lập kế hoạch, sau khi quay xong cảnh này, toàn thể đoàn làm phim chuẩn bị đến, Vạn Thư Sơn, của Nho Môn. Nhưng không ngờ lại tốn cả ngày mới quay xong tất cả các cảnh liên quan tới, Không Vân Phái. Vì vậy, thành viên của đoàn làm phim Jacob đánh phải nghỉ thêm một đêm. Ngày mai lại lên đường đến, Vạn Thư Sơn, thuộc Thư viện Bạch Vân của Nho Môn quay cảnh kế tiếp. Màn đêm buông xuống. Sau khi thành viên đoàn làm phim Jacob trải qua một ngày tác nghiệp cường độ cao đều đã nhao nhao chìm vào giấc ngủ. Nhưng các đạo hữu, nhóm Cửu Châu số 1, vẫn chưa tới lúc đi ngủ. Những tiền bối cao nhân này căn bản không cần phải ngủ mỗi ngày. Thậm chí lúc mệt mỏi, ngồi thiền minh tưởng chốc lát là có thể khôi phục tinh thần và thể lực. Vì vậy, các tiền bối, nhóm Cửu Châu số 1, chia làm mấy tốp, hoặc luận đạo, hoặc uống trà tán dóc, hoặc mở lò luyện đan, cũng có người ngứa tay lên đài tỉ võ. Tô Thị A Thất trở về còn thuận tiện mang đồng quái tiên sư chạy trốn tới vũ trụ về cùng. Lúc này, trong sân tỉ võ tại sơn trang nghỉ mát của Bạch Tôn Giả đang trình diễn một màn kịch hay, Lệ Chi tiên tử đại chiến đồng quái tiên sư. Tống Thư Hàng dẫn theo Diệp Tư và Ngư Kiều Kiều, ba người cùng nhau đến đây xem Lệ Chi tiên tử. Ngoài ra, Tô Thị A Thập Lục đã không thấy bóng dáng cả ngày rồi. Tối hôm qua cô bị Tô Thị A Thất chộp đi, chuẩn bị bảo vật cần thiết khi, độ kiếp, cho cô. Cô còn phải học, trận pháp độ kiếp mới. Chỉ chờ phim quay xong. Tô Thị A Thất sẽ lập tức mang cô đi bố trí trận pháp độ kiếp, chuẩn bị để cô đánh sâu vào cảnh giới thiên kiếp tứ phẩm lần nữa. Lệ Chi tiên tử đâu rồi? Diệp Tư hỏi dò, cô khá là tò mò với Lệ Chi tiên tử. Lúc trước, đồng quái tiên sư dịch dung ngụy trang thành Lệ Chi tiên tử, khí tức trên thân cũng chỉ bắt trước tiên tử lại khiến Diệp Tư cảm thấy rất thân thiết. Vậy nếu tận mắt nhìn thấy Lệ Chi tiên tử thì sẽ thế nào đây? Nhưng sau khi cô được Tô Thị A Thất mang tới, cả ngày cũng không trông thấy đối phương. Dường như vị, Lệ Chi tiên tử, này đang trốn tránh cô. Lúc này, trong sân tỉ võ, Lệ Chi tiên tử đang treo đồng quái tiên sư lên đánh. Đồng quái tiên sư đối lý, phần lớn thời gian cũng chỉ phòng thủ để Lệ Chi tiên tử chút cơn tức trong lòng. Còn nữa, hắn còn phải ẩn giấu thực lực, chuẩn bị đầu tháng 9 đánh sấp mặt Bắc Hà tán nhân, trên đỉnh Tử Cấm, đây nè. Khi Tống Thư Hàng và Diệp Tư đến lập tức thấy được miệng Lệ Chi tiên tử khẽ quát, cầm đồng quái tiên sư xoay như trong chóng. Thật đáng sợ, Tống Thư Hàng âm thầm lau mồ hôi lạnh. Diệp Tư bên cạnh sau khi nhìn thấy Lệ Chi tiên tử bản gốc, ánh mắt bắt đầu phát sáng. Chương 701, Long Ma Dược Tề này, người xứng đáng có được. Hai mắt Diệp Tư sáng ngời. Không sai, cảm giác huyết mạch tương liên này khiến cô cảm thấy vô cùng thân thiết. Cô nhìn không được nhẹ giọng nói. Là cảm giác của mẹ. Tống Thư Hàng. Hở. Diệp Tư sẽ không thật sự muốn xem Lệ Chi tiên tử là mẹ đó chứ. Giọng của Diệp Tư rất nhỏ nhưng ở đây đều là tu sĩ ngũ lục phẩm, ai cũng tai thính mắt tinh cả. Mà Lệ Chi tiên tử thân là chân quân lục phẩm, đương nhiên cũng nghe được lời Diệp Tư nói. Cho nên, khóe mắt cô liếc về phía Thư Hàng. Đồng quái tiên sư trong tay cô vẫn xoay vòng vòng theo nhịp như trước. Khóe mắt liếc qua vừa lúc có thể liếc đến Diệp Tư bên cạnh Thư Hàng. Là một thiếu nữ rất đáng yêu, mái tóc dài thiên về màu nâu được tỉ mỉ tết thành bím, tóc mái thật dài mơ hồ che ánh mắt cô bé lại, toàn thân tỏa ra khí tức văn học. Lúc này, ánh mắt Lệ Chi tiên tử đối diện với ánh mắt Diệp Tư. Trong nháy mắt, Lệ Chi tiên tử cảm giác thân thể khựng lại một giây. Kiểu khựng lại này là hô hấp, tư duy, tất cả của tất cả, toàn bộ ngừng lại trong nháy mắt. Sau đó, có một cảm giác từ trong trái tim tiên tử tuôn trào ra, cảm giác đó có tên là thân thiết. Cảm giác thân thiết quái quỷ gì đây? Đây rõ ràng là lần đầu tiên cô nhìn thấy vị thiếu nữ tên Diệp Tư này mà. Sau cảm giác thân thiết,
trái tim Lệ Chi tiên tử cảm thấy thắt lại. Ngay lúc cô ngừng lại như vậy, trong lòng hoảng hốt, tay trượt một cái, đồng quái tiên sư đã bị ném bay ra ngoài, phóng thẳng lên trời cao. À hoa 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 hoa. Đồng quái tiên sư đáng thương lệ tuôn như suối bị ném lên cao. Tuy rằng miệng kêu thảm nhưng trong lòng đồng quái tiên sư lại rất vui vẻ. Đừng hiểu lầm, đồng quái tiên sư không phải bị cuồng ngược đâu, hắn chỉ đang nghĩ, sau khi mình bị ném lên trời cao thì có thể thừa cơ chuồn khỏi tay Lệ Chi tiên tử rồi. Chỉ cần nhân cơ hội chạy thoát, sau đó Lệ Chi tiên tử sẽ không tìm hắn gây sự nữa. Dù sao tiên tử đã giày vò hắn một lần, hẳn sẽ không vì cùng một lý do mà đánh hắn lần nữa đâu ha. Chờ sau khi thoát thân, hắn lại tìm cơ hội dâng lễ vật hợp tâm ý Lệ Chi tiên tử, có thể khiến cơn giận còn sót lại của tiên tử tiêu tán toàn bộ, tránh thoát một kiếp này. Vì vậy sau khi bị ném lên không trung, đồng quái tiên sư phát huy khả năng diễn xuất của một ảnh đế siêu cấp, kêu thảm liên tục, âm thầm thúc giục linh lực của mình khiến mình càng bay càng cao, thừa cơ chuồn mất. Bắc Hà tán nhân vẫn luôn chú ý đồng quái tiên sư lên tiếng nói. Xem ra tên thầy bói giỏm đó muốn chạy. Sau khi nói xong, Bắc Hà tán nhân cũng không chạy theo đuổi bắt đồng quái, giữa hắn và thầy bói giỏm sẽ có một trận chiến, nhưng không phải bây giờ. Còn phải chờ thêm vài ngày nữa. Đến lúc đó, đánh một trận trên đỉnh Tử Cấm, nhất định phải cho thầy bói giỏm một kinh hỉ long trời lở đất, khiến hắn ta quỳ xuống khóc lóc xin tha thứ. Được Bắc Hà tán nhân nhắc nhở, rất nhiều vị đạo hữu lập tức phóng lên trời, đuổi theo hướng đồng quái tiên sư. Nhóm đạo hữu cổ Hồ Quan chân quân, Vân Du Tăng Thông Huyền, Diệt Phượng công tử đồng thời đuổi về phía đồng quái tiên sư. Trong mỗi một người bọn họ đều có một hai câu chuyện kỳ lạ chẳng hiểu ra sao, rõ ràng, chính là cái tên đồng quái tiên sư này từng ở một thời gian nào đó, một địa điểm nào đó dịch dung thành diện mạo của bọn họ, tính ra quẻ chất quất. Hiện tại, cơn giận của Lệ Chi tiên tử đã chút, nhưng lửa giận trong lòng bọn họ còn đang cháy rừng rực đây này. Không đuổi theo đồng quái tiên sư đập hắn một trận thì lửa giận trong lòng chúng đạo hữu khó mà tiêu tan. Nói đi cũng phải nói lại, dung mạo bây giờ của cái tên đồng quái này là ai ta? Thoạt nhìn dường như dáng vẻ có hơi quen mắt, nhưng trong chốc lát mấy vị đạo hữu đều nghĩ không ra. Đoán chừng là vị đạo hữu bế quan rất lâu nào đó đi. Dù sao cũng không phải diện mạo vốn có của tên đồng quái này. Đại sư, cổ Hồ Quan đạo hữu, các ngươi có ai từng nhìn thấy bộ mặt thật sự của đồng quái chưa? Diệt Phượng công tử tò mò hỏi, hắn gia nhập nhóm Cửu Châu số 1 khá trễ. Đến tận bây giờ cũng chưa từng trông thấy dáng vẻ thật sự của đồng quái tiên sư. Vân Du Tăng Thông Huyền im lặng lắc đầu. Cổ Hồ Quan chân quân cười khổ. Từ khi ta biết đồng quái tiên sư thì mỗi lần nhìn thấy hắn đều là diện mạo bất đồng, thậm chí là giới tính cũng bất đồng, tuổi tác cũng không giống nhau. Nếu không phải chính bản thân hắn thừa nhận thì không ai biết hắn chính là đồng quái. Diệt Phượng công tử cắn răng nói. Thật là phiền mà, vậy nên tuyệt đối không thể để hắn chuồn mất. Một khi rời khỏi tầm mắt của chúng ta, lần sau gặp lại hắn, có trời mới biết hắn sẽ xuất hiện với hình dáng gì. Những đạo hữu cùng đuổi theo xung quanh liên tục gật đầu, tuyệt đối không thể để tên thầy bói giỏm chạy xa. Trên đài, Lệ Chi tiên tử nhìn Diệp Tư, hai người bốn mắt đối diện nhau, tiên tử lại không nói nên lời. Lúc trước trong nhóm Cửu Châu số 1, Lệ Chi tiên tử đã nghe Tô Thị A Thất nhắc tới. Nói lúc tìm đồng quái tiên sư có một tiểu cô nương tên Diệp Tư gọi đồng quái dịch dung thành cô là mẹ. Khi đó cô còn cảm thấy quả thật là hoang đường. Nhưng không ngờ rằng, chuyện càng hoang đường hơn lại nảy sinh trên người cô. Cô cũng cảm ứng được cảm giác thân thiết từ trên thân tiểu cô nương tên Diệp Tư kia. Loại cảm giác này tựa như, vị thiếu nữ tên Diệp Tư kia thật sự là con gái cô. Không không không, sao cô lại sinh ra cái ý tưởng đáng sợ này chứ? Tuyệt đối không được. Lệ Chi tiên tử cô ngay cả một đạo lữ song tu cũng không có, đột nhiên xuất hiện một cô con gái, cô sẽ sụp đổ đó. Đang lúc Lệ Chi tiên tử suy tư, dáng vẻ Diệp Tư nơi xa dường như có phần không khắc chế được. Cô mở miệng với Lệ Chi tiên tử, nhìn khẩu hình miệng của cô, trong chốc lát sẽ gọi ra tiếng, mẹ. Tuyệt đối không thể để cô gọi thành tiếng. Một khi thiếu nữ này hô lên một tiếng, mẹ, trước mặt mọi người. Ngày mai trang nhất của Nhật Báo Tu Sĩ chính là cái tít, Lệ Chi tiên tử nổi tiếng giới tu chân thực ra đã âm thầm có một cô con gái đáng yêu, thử hỏi người chồng của Lệ Chi tiên tử rốt cuộc là ai. Chờ một chút, Lệ Chi tiên tử vội vàng la lên trước khi thiếu nữ Diệp Tư gọi một tiếng, mẹ. Dáng vẻ nôn nóng của Lệ Chi tiên tử dọa các đạo hữu bên cạnh nhảy dựng lên. Bọn họ chưa từng thấy dáng vẻ như vậy của Lệ Chi tiên tử.
Diệp Tư cũng bị Lệ Chi tiên tử dọa sợ hết hồn, lời muốn nói cũng nghẹn trong cổ họng. Sau một lúc, thân hình Lệ Chi tiên tử nhảy lên một cái, không hề thu liếm, sàn đá của sân tỷ võ dưới chân bị cô đạp phát vỡ luôn. Dầm một tiếng, cô đáp xuống bên cạnh Diệp Tư. Diệp Tư ngậm miệng lại, cô nhìn về phía Lệ Chi tiên tử, trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ. Đạo hữu có 7 đạo hiệu này, ta mượn bạn gái của ngươi dùng một lát. Lệ Chi tiên tử nói rồi vươn tay cuốn một cái, chặn ngang ôm lấy Diệp Tư. Ngay sau đó, Lệ Chi tiên tử chân đạp hư không, nhanh chóng chạy mất. Trong nháy mắt, không biết cô đã mang theo Diệp Tư chạy đi nơi nào. Khóe miệng Tống Thư Hàng co giật. Lệ Chi tiên tử muốn mang Diệp Tư đi giáo dục tẩy não sao? Nhưng Lệ Chi tiên tử hẳn là không làm hại Diệp Tư mới đúng chứ nhỉ? Vở kịch, Lệ Chi tiên tử đại chiến đồng quái tiên sư, lại bởi vì Diệp Tư mà tan cuộc trước giờ. Mà thôi, thời gian không còn sớm, về ngủ vậy. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Muốn về nghỉ ngơi sao? Ngư Kiều Kiều dò hỏi. Thuận tiện mang ta theo với, mấy ngày nay ta tu luyện gặp phải bình cảnh nhỏ, cần ngộ đạo thạch giúp ta một chút. Cô đây là muốn hưởng cái ngộ đạo thạch. Được, vậy chúng ta đi thôi. Tống Thư Hàng cười nói. Lại nói, chờ lúc Lệ Chi tiên tử mang Diệp Tư trở về, quan hệ giữa hai người có thể biến thành mẹ con không đây? Mấy phút sau, Tống Thư Hàng về phòng mình nghỉ ngơi, Ngư Kiều Kiều biến nhỏ lại cỡ bàn tay, nán lại trong phạm vi 5 thước quanh hắn. Ngủ ngon nhé, Kiều Kiều. Tống Thư Hàng nói. Ngư Kiều Kiều. Ngủ ngon. Ngay lúc Tống Thư Hàng chuẩn bị nghỉ ngơi thì điện thoại di động của hắn vang lên, là Hiến Công cư sĩ gọi tới. Không phải hôm qua Hiến Công tiền bối vừa mang theo Long Ma rời đi sao? Bây giờ gọi điện thoại cho hắn làm gì nhỉ? Tống Thư Hàng tò mò bắt máy. Hiến Công cư sĩ hỏi. Alo, Thư Hàng tiểu hữu à? Bây giờ ngươi đang ở đâu thế? Tống Thư Hàng nói. Ta đang ở phòng mình. Được, ta lập tức đi tìm ngươi. Hiến Công cư sĩ nói. Hả? Tống Thư Hàng. Tiền bối ngài tìm ta có chuyện gì thế? Ha ha ha, là thế này, Long Ma dược tề bào chế xong rồi, chế được tổng cộng 40 phần, ta và ngươi chia đôi, mỗi bên 20 phần. Ta lập tức đưa đến cho ngươi. Hiến Công cư sĩ cười nói, tâm trạng tốt dễ sợ. Tống Thư Hàng kinh ngạc hỏi. Bào chế Long Ma dược tề xong rồi á? Nhanh thế. Phải biết rằng trước đây hắn luyện thối thể dịch đơn giản nhất cũng cần tới mấy tiếng đồng hồ. Long Ma dược tề này chính là đan dược có công hiệu với cả chân quân lục phẩm đó, vậy mà vèo một phát đã làm xong à? Ha ha ha, dược tề khác với đan dược. Bào chế dược tề cũng không cần giống như luyện đan, luyện xong cần mấy ngày thậm chí mấy tháng. Bào chế dược tề không tốn thời gian lâu vậy đâu. Điều cần chính là dược tề sư pha đúng tỷ lệ nước thuốc, cùng với thời điểm dung hợp dược tề. Thao tác cụ thể ta không hiểu nhiều, nhưng dược sư chỉ bỏ ra mấy tiếng đồng hồ đã bào chế thành công Long Ma dược tề. Hiến Công cư sĩ cười nói. Ta lập tức đi tìm ngươi, chỉ cần có Long Ma dược tề, vấn đề thể chất cuối cùng đã có thể giải quyết. Sau đó, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng vấn đề tinh thần lực quá lớn nữa. Tống Thư Hàng cũng đáp lại. Ừ. Long Ma dược tề, người xứng đáng có được. Tinh thần lực hiện tại của Tống Thư Hàng đã gần kề tứ phẩm, sắp đạt đến mức độ màu bạc, mà thể chất của hắn khó khăn lắm mới đạt đến cường độ tam phẩm. Muốn khiến tinh thần lực không làm thân thể quá tải, hắn nhất định phải dùng Long Ma dược tề để tăng cường độ thể chất lên mức tiêu chuẩn gần kề hoặc đạt tới tứ phẩm. Long Ma dược tề, được luyện thành từ tinh huyết của Long Ma cấp bậc chân quân nhất định có thể làm được việc này. Ngư Kiều Kiều hỏi. Làm xong Long Ma dược tề rồi hả? Đúng vậy, Hiến Công tiền bối đang mang dược tề tới đây. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Tiếng gõ cửa, cốc cốc cốc, truyền đến. Vừa nhắc đã tới. Tống Thư Hàng mở cửa phòng thì thấy Hiến Công cư sĩ ngậm tẩu thuốc đứng trước cửa, trong tay hắn xách theo một cái túi đặc thù. Trên túi cắm đầy từng ống nghiệm màu đỏ đựng dược tề. Dược tề bên trong thỉnh thoảng hóa thành rồng nhỏ màu đỏ, quay cuồng trong ống nghiệm. Chương 702, làm sao phun tơ kết kén đây? Online chờ, gấp lắm đó. Khuôn mặt Hiến Công cư sĩ đỏ bừng vì phấn khởi. Hắn lấy 20 ống, Long Ma dược tề, ra từ trong túi ra bỏ vào một cái túi khác đưa cho Tống Thư Hàng. Trải qua mấy lần giày vò, rốt cuộc cũng có được Long Ma dược tề này. Tống Thư Hàng nhận lấy cái túi. Hiến Công tiền bối, Long Ma dược tề, này có thể uống trực tiếp được không? Có thể uống trực tiếp nhưng trước khi uống,
ta đề nghị ngươi tốt nhất nên tu luyện công pháp luyện thể một lần khiến khí huyết toàn thân giãn ra. Như vậy sau khi uống thì có thể hấp thu dược hiệu của Long Ma Dược Tề nhanh hơn. Hiến công cư sĩ ngậm tẩu thuốc, phun ra một luồng khói trắng, lên tiếng đề nghị. Trước khi dùng ta có cần pha loãng nước thuốc ra không? Tống Thư Hàng lại hỏi, đẳng cấp của Long Ma Dược Tề rất cao, dược lực cực mạnh, hắn lo rằng nếu mình trực tiếp uống vào thì liệu có nguy cơ bạo thể mà chết hay không? Hiến công cư sĩ cười nói, yên tâm đi, Long Ma Dược Tề khác với những đan dược khác, dược tính không bá đạo vậy đâu. Lúc ngươi dùng không cần pha loãng, chỉ cần giảm bớt số lượng dùng là được. Nếu là ta uống thì một lần dùng 3 phần, Long Ma Dược Tề, chờ sau khi hấp thu dược lực hoàn toàn thì mới có thể tiếp tục uống. Còn ngươi, một phần, Long Ma Dược Tề, cứ chia làm 10 lần mà uống là được. Hiểu rồi ạ, cảm ơn tiền bối. Tống Thư Hàng gật đầu, hắn lấy một ống, Long Ma Dược Tề, ra, còn dư lại thì để vào túi thu nhỏ một tấc. Vậy hiến công tiền bối, bây giờ ta sẽ đi làm nóng thân thể ngay, sau đó dùng Long Ma Dược Tề. Thư Hàng mừng rơn nói vội, chỉ cần thể chất tăng lên là có thể giải quyết vấn đề tinh thần lực quá lớn. Đến lúc đó, hắn cũng không cần chịu đựng cơn đau đầu như bị búa nện vào đầu nữa. Vì vậy, Long Ma Dược Tề này dùng càng sớm càng tốt. Ta hộ pháp cho ngươi. Hiến công cư sĩ gật đầu nói. Long Ma Dược Tề này lấy tinh huyết của Long Ma biến dị, làm thuốc tinh luyện ra, tuy rằng dược sư đã từng nói, Long Ma Dược Tề, bào chế ra tuyệt đối không có vấn đề nhưng hiến công cư sĩ luôn cảm thấy lúc uống dược tề này vẫn phải có người ở bên cạnh hộ pháp để phòng ngừa bất trắc thì hơn. Tống Thư Hàng. Được, cảm ơn tiền bối. Một lát sau, ba người Tống Thư Hàng, Ngư Kiều Kiều, hiến công cư sĩ đi tới khoảng đất trống phía sau căn phòng. Mảnh đất trống này rất lớn, đủ để Tống Thư Hàng giãn gân giãn cốt. Tống Thư Hàng hít sâu, đầu tiên thi triển Kim Cương Cơ Sở Quyền Pháp. Bộ quyền pháp này là quyền pháp vỡ lòng trên con đường tu hành của hắn, đã đạt cảnh giới đại thành. Lấy đẳng cấp cảnh giới bây giờ của Tống Thư Hàng, lúc thi triển bộ quyền pháp căn bản này đã không còn chút cảm giác nặng nề nào cả, mỗi một chiêu, mỗi một thức đều như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng thoải mái. Sau Kim Cương Cơ Sở Quyền Pháp, hắn lại thi triển Kim Cương Phục Ma Quyền, lặp đi lặp lại mấy lần. Sau khi đánh quyền xong, khí huyết toàn thân Thư Hàng đều đã giãn ra. Trạng thái toàn thân được điều chỉnh đến mức độ tốt nhất. Được rồi, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, hiến công cư sĩ đồng thời lên tiếng. Thư Hàng tiểu hữu, đến lúc rồi đó. Tống Thư Hàng ngừng luyện quyền, phun ra một hơi khí đục, tiếp theo lấy Long Ma Dược Tề từ trong ngực ra. Ngư Kiều Kiều bên cạnh đưa qua một cái chén nhỏ. 1/10, đừng uống nhiều quá. Cảm ơn. Tống Thư Hàng cười hì hì, nhận lấy chén nhỏ. Đổ 1/10 nước thuốc từ trong ống, Long Ma Dược Tề, ra. Cất, Long Ma Dược Tề, xong, Thư Hàng nâng chén uống cạn nước thuốc bên trong. Ngọt ngọt, còn có chút vị táo, giống như đang uống nước trái cây bình thường vậy. Tiếp đó, Tống Thư Hàng nhắm mắt lại, vận chuyển, chân ngã minh tưởng kinh. Tu sĩ trong trạng thái minh tưởng có thể hấp thu dược lực hiệu quả hơn. Ước chừng 3 phút sau, Tống Thư Hàng nghi hoặc mở mắt ra. Lạ thật. Uống Long Ma Dược Tề lâu như vậy rồi, tại sao thân thể không có chút phản ứng nào hết vậy? Không có loại cảm giác lửa nóng khi dược lực dâng trào, cũng không có cảm giác luồng khí mát lạnh chạy khắp thân thể. Chẳng lẽ mình uống quá ít? Bên cạnh, hiến công cư sĩ đang chú ý hắn cũng nghi hoặc nói. Chẳng lẽ Thư Hàng tiểu hữu người uống quá ít à? Hay là ta uống thêm chút nữa thử xem nhé? Tống Thư Hàng hỏi thử. Hắn đứng dậy, đưa tay thò vào trong ngực. Chuẩn bị lấy ống, Long Ma Dược Tề kia ra uống thêm chút nữa. Nhưng ngay khi Tống Thư Hàng đứng lên, đột nhiên, hắn cảm giác trong miệng mình đắng chát, sau đó đầu lưỡi cũng bắt đầu tê dại. Thư Hàng theo bản năng há mồm ra, phản ứng này giống như sau khi người ta ăn đồ cay sẽ vô thức há mồm hút không khí vào. Ý, có phản ứng rồi sao? Mắt hiến công cư sĩ sáng ngời, hỏi thử. Tống Thư Hàng đang muốn mở miệng trả lời. Nhưng khi hắn mở miệng nói chuyện lại cảm thấy có cái gì đó phun ra từ miệng hắn, là sợi tơ. Một sợi tơ trắng tinh được phun ra từ trong miệng Tống Thư Hàng. Người ta là người nhện bắn tơ từ lòng bàn tay, Tống Thư Hàng lại nhả tơ từ miệng. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Ngư Kiều Kiều. Gạch nối. Hiến công cư sĩ. Gạch nối. Gì thế này, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói tới chuyện có người uống Long Ma Dược Tề xong sẽ phun tơ mà.
Chẳng lẽ là tạp chất trong cơ thể bị long ma dược tề tinh luyện, hóa thành sợi tơ phun ra từ trong miệng à? Hiến công cư sĩ suy đoán. Tống Thư Hàng lắc đầu, hắn có thể cảm giác được những sợi tơ này không phải tạp chất trong cơ thể. Nhưng mà, khi hắn lại muốn mở miệng nói chuyện, âm thanh còn chưa từ trong cổ họng thoát ra thì sợi tơ dài hơn nữa được phun ra từ miệng hắn. Sợi tơ càng phun càng nhanh. Càng về sau, cùng với hô hấp của Tống Thư Hàng, sợi tơ trong miệng không ngừng phun ra, sợi tơ càng ngày càng dài, nháy mắt Thư Hàng đã phun ra sợi tơ dài gần 3 mét. Mình sắp biến thành con tằm mùa xuân, rồi hở trời. Tống Thư Hàng cười khổ. Ngư Kiều Kiều chớp mắt, hỏi. Thư Hàng, người có cảm giác gì không? Dùng cách truyền âm nhập mật trả lời xem sao. Tống Thư Hàng gật đầu, dùng truyền âm nhập mật quần thể đáp. Ta cảm thấy trong miệng rất đắng, rất cay, theo bản năng bèn há miệng. Mà há miệng thì sợi tơ lập tức phun ra không ngừng được. Hiến công cư sĩ cau mày. Chỉ như vậy thôi à? Không có cảm giác khác sao? Có cảm thấy thể chất trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc là sức mạnh trở nên lớn gì gì đó không? Không phải là long ma dược tề này, thất bại rồi đấy chứ? Hình như thể chất có tăng cường một chút nhưng không tăng cường quá nhiều. Với lại ta có thể cảm giác được dược lực của long ma dược tề hiện tại mới bắt đầu hòa vào cơ thể ta. Tống Thư Hàng đáp. Ngoài ra, hiện tại ta có loại xúc động rất kỳ quái. Ngư Kiều Kiều. Xúc động kỳ quái ư? Xúc động gì cơ? Ta muốn kết kén. Bản thân Tống Thư Hàng đáp lời với vẻ không dám tin. Nhưng mà, hắn phát hiện trong đầu có loại xúc động như thế. Muốn dùng tơ phun từ trong miệng ra, kết kén, bao bọc mình ở bên trong đó. Ngư Kiều Kiều. Gạch nối. Hiến công cư sĩ. Gạch nối. Làm sao bây giờ, tơ càng phun càng nhiều rồi. Tống Thư Hàng truyền âm nói, thời gian mấy câu nói, trước người hắn đã chất một đống tơ nho nhỏ ước chừng dài hơn 10 mét. Ngư Kiều Kiều. Hay là ngươi thử kết kén xem. Hiến công cư sĩ suy nghĩ một chút, tỏ vẻ đồng ý. Thư Hàng tiểu hữu có thể thử xem, chúng ta đều biết sau khi sâu kết kén thì có thể tiến hành lột xác một lần. Nói không chừng Thư Hàng tiểu hữu ngươi kết kén rồi, chờ lúc phá kén ra, thể chất cũng có thể lột xác. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Hiến công tiền bối nói rất có lý, hắn hoàn toàn không cách nào phản bác được. Cho nên, kết kén thử xem à. Như vậy, vấn đề kế tiếp, làm sao kết kén đây trời? Thân là một thanh niên hoa hạ tốt đẹp của thế kỷ 21, từ nhỏ hắn tiếp thu 9 năm chế độ giáo dục bắt buộc, sau đó 3 năm cấp 3. Một năm đại học, hắn từng học các môn thiên văn, địa lý, toán học, sinh học, vật lý, ngữ văn, tiếng nước ngoài, lịch sử, hóa học, máy móc, âm nhạc, mỹ thuật, thể dục, tư tưởng phẩm đức. Hắn sở hữu rất nhiều tri thức phức tạp, có vài tri thức thậm chí cả đời cũng không có cơ hội dùng tới. Lượng lớn tri thức này đều là di sản quý giá của các bậc tiền bối nhân loại. Nhưng đậu má, nhiều tri thức như vậy, không có bất kỳ một môn học nào cho hắn biết. Một người, phải làm sao mới kết kén như sâu được đây? Sợi tơ trong miệng vẫn đang được phun ra, Tống Thư Hàng ngây như phỗng không nhúc nhích. Ngư Kiều Kiều dục. Thư Hàng, đừng ngây người bất động nữa. Thử kết kén xem nào. Hiến công cư sĩ. Thư Hàng tiểu hữu người yên tâm kết kén đi, có ta ở bên cạnh hộ pháp cho ngươi mà, sẽ không xảy ra vấn đề đâu. Nếu có nguy hiểm tính mạng, ta có thể cắt ngang quá trình kết kén của ngươi trước tiên. Gạch nối. Tống Thư Hàng lắc đầu, truyền âm hỏi. Kiều Kiều, hiến công tiền bối, ai trong các ngươi có thể nói cho ta biết, con người muốn kết kén thì phải làm sao mới kết được? Ngư Kiều Kiều và hiến công cư sĩ. Gạch nối. Sau đó, Ngư Kiều Kiều nói. Mặc dù ta là con lai giữa giao long với nhân ngư nhưng ta không kết kén. Hiến công cư sĩ phun ra một luồng khói. Ta là tu sĩ nhân loại hàng xịn, cũng không kết kén. Thời khắc mấu chốt. Kiều Kiều và cư sĩ đều không thể giúp được gì. Tống Thư Hàng thở dài lần nữa, tiếp đó hắn moi điện thoại ra. Sợi tơ trong miệng vẫn còn được phun ra không ngớt, Thư Hàng mở, nhóm Cửu Châu số 1, ra nhập tin nhắn vào. Nhóm Cửu Châu số 1. Kim Cương Quân Tử Đao. Giờ này tiền bối trong nhóm còn online không ạ? Xin hỏi, có vị tiền bối nào biết nhân loại muốn, kết kén, thì phải làm sao mới kết được không? Đang phun tơ, online chờ. Rất gấp đó. Người đầu tiên trả lời quả nhiên vẫn là Bắc Hà Tán Nhân. Bắc Hà Tán Nhân. Thư Hàng tiểu hữu, có lỗi quá, thân là tu sĩ nhân loại chính tông,
ta cũng không biết nhân loại phải làm sao mới kết kén được. PS, ta cảm thấy nhân loại chính tông cũng không phun tơ mới đúng chứ nhỉ. PS lần nữa, liên quan đến vấn đề kết kén, người có thể hỏi đạo hữu yêu tu trong nhóm. Diệt Phượng công tử. Bắc Hà đạo hữu, lời này sai rồi, thân là yêu tu chính tông, ta cũng không biết nhân loại phải làm sao mới kết kén được. Ta cảm thấy thư hàng tiểu hữu cần phải hỏi tu sĩ, họ nhà sâu mới đúng. Tuyết Lang động chủ. Lai cho Diệt Phượng công tử. Giao Bá chân quân. Lai cho Diệt Phượng công tử cộng 1. Thất Sinh phù phủ chủ. Trong nhóm chúng ta có tiền bối yêu tu, họ sâu, à. Cuồng Đao Tam Lãng. Nói đến tu sĩ, họ sâu, thì chúng ta phải A còng LINS Điệp Đảo Vũ Nhu Tử. Linh Điệp Tôn Giả nhất định bắt đầu tu luyện từ một con sâu xanh nho nhỏ, mãi đến khi tu luyện thành Linh Điệp. Bảo đảm chuẩn không cần chỉnh. Con tầm mùa xuân tên tiếng Anh, Siwom in Spring, 1933, phim câm của Trung Quốc mang phong cách xã hội chủ nghĩa hiện thực. Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mao Thuẫn, năm 1896 đến năm 1981. Chương 703, Tống Thư Hàng, ta có cảm giác như mình không phải là con người. Bắc Hà tán nhân. Tên Tam Lãng ngu ngốc nhà ngươi, Linh Điệp Tôn Giả là tu sĩ nhân loại hàng thật giá thật, mau rút lại lời nói của ngươi ngay. Hệ thống nhắc nhở. Cuồng Đao Tam Lãng đã rút lại một tin nhắn. Cuồng Đao Tam Lãng. May mà rút lại kịp thời. Nhưng lúc này, Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử lại ló đầu ra. Xin lỗi nhé, lão phu là tu sĩ nhân loại, Linh Điệp chẳng qua là đạo hiệu mà thôi. Ngoài ra, lão phu không phải con sâu xanh, không biết điều này có làm cho Tam Lãng đạo hữu thất vọng hay không nhỉ? Từ giọng điệu cũng có thể thấy được, cha của Vũ Nhu Tử lại đang treo tài khoản của cô rồi. Bây giờ Vũ Nhu Tử đang cố gắng chế tạo trận pháp để độ kiếp, hầu như không có thời gian để online tán dóc. Tài khoản của cô đều là do Linh Điệp Tôn Giả treo máy giúp cô cả. Vừa rồi Cuồng Đao Tam Lãng A còng LINS Điệp Đảo Vũ Nhu Tử trong nhóm, đương nhiên sẽ gọi Linh Điệp Tôn Giả ra rồi. Cuồng Đao Tam Lãng nhanh chóng trả lời. Không đâu không đâu, sao ta có thể thất vọng được cơ chứ? Linh Điệp tiền bối ngài là nhân loại chính gốc, ta vui còn không kịp đây. Tiền bối, người không biết không có tội, ngài sẽ không truy cứu mà đúng không? Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử. Ha ha, tiếc rằng hắn chính là Linh Điệp Tôn Giả có tiếng tính toán so đo, cái tên Cuồng Đao Tam Lãng này lại bị ghi vào sổ đen của hắn thêm lần nữa. Thậm chí Linh Điệp Tôn Giả đã nghĩ ra đến lúc đó nên xử lý Cuồng Đao Tam Lãng như thế nào rồi. Chờ đến khi phim của nhóm Cửu Châu số 1 quay xong thì hắn sẽ mời đạo diễn Jacob quay thêm một bộ phim nữa cho hắn. Tên của phim sẽ là Cuộc Sống Phóng Túng Không Bị Trói Buộc Của Ta, nhân vật chính sẽ do Cuồng Đao Tam Lãng đảm nhiệm. Nội dung phim chính là ném Tam Lãng đạo hữu lên trên mặt biển bao la hùng vĩ đang ầm ầm sóng dậy, sóng lớn sôi trào đủ kiểu. Lại vứt vào trong hồ núi lửa, lại là các loại sóng lớn sôi trào đủ kiểu. Linh Điệp Tôn Giả bảo đảm, đến lúc đó hắn sẽ đầu tư lớn để quay bộ phim này thật hoàn mỹ. Nhóm Cửu Châu số 1. Kim Cương Quân Tử Đao. Ai cần lệ rơi đầy mặt các vị tiền bối đừng đùa nữa mà, ta nói thật đó. Bây giờ ta đang điên cuồng nhà tơ đây. Xin hãy chỉ ta đi, nhân loại phải làm như thế nào mới có thể kết những sợi tơ phun từ miệng ra thành kén đây? Lúc này, Bạch Tôn Giả lại hiện thân. Thư Hàng, tại sao ngươi lại phải kết kén làm gì? Kim Cương Quân Tử Đao. Bởi vì, trong lòng ta có một loại xúc động mãnh liệt thúc giục ta hóa kén thì phải. Bạch Tôn Giả. Kim Cương Quân Tử Đao. Chủ yếu là do lúc nãy ta uống một chút long ma dược tề. Sau đó ta lập tức bắt đầu nhả tơ rồi, muốn dừng cũng không được. Đúng rồi, Bạch Tiền Bối, ngài có biết hóa kén không? Trong ấn tượng của Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối chẳng khác nào vạn năng. Bạch Tôn Giả. Xin lỗi nhé Thư Hàng, nếu như ngươi có vấn đề gì cần hỏi về mặt tu chân thì ta có thể giải đáp cho ngươi. Nhưng chỉ có chuyện hóa kén này thì ta xin cứu. Hoàng Sơn Chân Quân. Ta cũng không thể giúp ngươi về vụ hóa kén này rồi. Thư Hàng tiểu hữu. Ta đành bất lực. Lạc Trần Chân Quân. Bất lực cộng 1. Cổ Hồ Quan Chân Quân. Bất lực cộng 2. Minh Nguyệt Kỳ Thời Hữu Túy Nguyệt Cư Sĩ. Bất lực cộng 3. Một lát sau, các vị tiền bối của nhóm Cửu Châu số 1 bèn sôi nổi chém gió tận hai trang nhật ký chat của nhóm. Còn dám nói mình không có tài khoản nhỏ khác để chém gió ư? Nếu không có tài khoản nhỏ thì làm gì nhiều đạo hữu online chém gió như vậy chứ? Tống Thư Hàng rất muốn lật bàn.
Chẳng lẽ hắn thật sự phải lên mạng tìm video, tầm con hóa kén, để vừa học vừa làm hay sao? Lúc này, Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử lại ló mặt lên. Thư Hàng tiểu hữu, tuy rằng không biết tại sao ngươi lại đi muốn hóa kén. Thế nhưng nếu như ngươi muốn học hóa kén thì ta có thể phái người đến chỉ điểm cho ngươi đấy. Kim Cương Quân Tử đao. Thật sao, cảm ơn Linh Điệp tiền bối. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử. Không cần khách sáo, bây giờ ngươi còn ở chỗ quay phim à? Kim Cương Quân Tử đao. Đúng vậy, buổi sáng hôm nay vừa quay xong phần kịch bản có liên quan tới Không Vân Phái, bây giờ đang nghỉ ngơi. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử. Được, ngươi chờ một chút nhé, ta lập tức cho người đến tìm ngươi. Mặc dù Linh Điệp Tôn Giả là tu sĩ nhân loại hàng thật giá thật nhưng trên Linh Điệp Đảo của hắn khắp nơi đều là yêu tinh dạng bướm. Ngay cả trong số các đệ tử của hắn cũng có mấy người là điệp yêu có tư chất xuất sắc. Trong đám cấp dưới hắn phái đi giúp Tống Thư Hàng đóng phim đúng lúc có vài điệp yêu. Mỗi tên điệp yêu cấp dưới của hắn đều có kinh nghiệm nhà tơ hóa kén, hoàn toàn có thể hướng dẫn Thư Hàng. Tuy rằng, lúc điệp yêu nhà tơ hóa kén thì vẫn còn là một con sâu nhỏ, chứ chưa hóa thành hình người, cũng không hề có kinh nghiệm về việc nhà tơ hóa kén ở dạng người. Nhưng lúc này có còn hơn không chứ nhỉ? Khoảng chừng 6 phút sau, một con thải điệp lớn cỡ bàn tay bay về phía Tống Thư Hàng. Đi cùng thải điệp còn có Bạch Tôn Giả. Tôn Giả nghe được tin Tống Thư Hàng đang nhà tơ, thậm chí còn chuẩn bị hóa kén thì cảm thấy rất đỗi kinh ngạc, vì vậy cố tình qua đây xem thế nào. Lúc này, trước mặt Tống Thư Hàng đã có một nắm lớn tơ, nếu như kéo thẳng ra thì cũng dài hơn 100 mét. Đang nhà tơ thật à? Bạch Tôn Giả tò mò ngồi xuống trước mặt Tống Thư Hàng. Dùng một thanh kiếm gỗ trọt trọt vào đống tơ hắn nhả ra. Sợi tơ mảnh, nhẹ như sợi tóc. Tôn Giả thử dùng kiếm gỗ cắt nhẹ vào sợi tơ nhưng sợi tơ lại không hề bị gì. Độ dẻo cũng khá đấy chứ. Tôn Giả lại thử dùng thêm kiếm khí lên trên kiếm gỗ mới chặt đứt sợi tơ. Trông Bạch Tôn Giả, chơi đến là vui. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười. Xin chào Thư Hàng tiên sinh. Vừa rồi Linh Điệp Tôn Giả kêu ta đến để hướng dẫn cho Thư Hàng tiên sinh nhà tơ hóa kén. Con thải điệp nhỏ này dừng trước mặt Tống Thư Hàng, vỗ cánh nói. Xin chào. Tống Thư Hàng truyền âm nói, bởi vì miệng hắn vẫn đang không ngừng nhả tơ, hắn chỉ có thể dùng truyền âm nhập mật để chào hỏi. Thư Hàng tiên sinh, người có thể gọi ta là Tử Cô. Đây là tên mà Tôn Giả đặt cho ta. Thải điệp Tử Cô cười hì hì nói. Cô dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Yêu tu nhà tơ thì cô thấy nhiều rồi. Thế nhưng tu sĩ nhân loại nhà tơ thì đây là lần đầu tiên cô thấy. Tống Thư Hàng. Tử Cô à, tên rất hay. Tử Cô, ta muốn hóa kén thì phải làm sao? Không ngờ Linh Điệp Tôn Giả còn đặt tên cho điệp yêu trên Linh Điệp Đảo. Điệp yêu trên Linh Điệp Đảo nhiều như vậy, không biết Tôn Giả có thể nhớ hết tên mà hắn đặt không nữa. Kiều Kiều cô nương ở một bên mở chức năng ghi hình trên điện thoại, chuẩn bị quay lại toàn cảnh Tống Thư Hàng hóa kén. Tử Cô hỏi, nếu như nói muốn hóa kén thì bước đầu tiên hẳn là tìm một nơi tốt để hóa kén. Thư Hàng tiên sinh, không biết người tính hóa kén ở đâu nhỉ? Hay là chúng ta về phòng ta nhỉ? Nói xong, ngón giữa Tống Thư Hàng ngưng tụ chân khí hóa lỏng, lấy chỉ thành đao nhẹ nhàng quẹt một cái, cắt đứt sợi tơ đang được nhả ra không ngừng ở trong miệng. Mọi người về tới phòng của Tống Thư Hàng. Thải Điệp Tử Cô đánh giá gian phòng này xong bèn hỏi. Thư Hàng tiên sinh, người muốn hóa kén ở đâu trong phòng đây? Theo ta thấy, bốn góc tường, hoặc là góc trên trần nhà đều là nơi rất thích hợp để hóa kén. Chỗ nào có góc sẽ khá dễ dàng mắc kén lên, có thể làm giá đỡ kén, giữ cho kén không rơi xuống. Tống Thư Hàng truyền âm hỏi. Ta có thể chọn nằm ở trên giường hóa kén không? Hắn luôn có cảm giác rằng hóa kén trong góc rất không an toàn, hắn cũng không phải sâu, ngộ nhỡ rơi xuống thì sao đây? Cái góc trên trần nhà càng không cần phải nói rồi. Thải Điệp Tử Cô. Chắc là được, chỉ cần chuyển giường qua góc trong phòng, ở chỗ góc sẽ dễ hóa kén hơn. Tống Thư Hàng còn chưa trả lời, Bạch Tôn Giả, Hiến Công Cư Sĩ, Ngư Kiều Kiều ở bên cạnh đã chủ động đẩy giường của hắn qua góc phòng. Trong mắt Bạch Tôn Giả, Hiến Công Cư Sĩ, Ngư Kiều Kiều đều tràn ngập tò mò, đang đợi đến lúc Tống Thư Hàng hóa kén. Đặc biệt là Hiến Công Cư Sĩ, ánh mắt đặc biệt chăm chú, hắn đang âm thầm, học hỏi. Bởi vì sắp tới Hiến Công Cư Sĩ cũng sẽ uống, long ma dược tề. Nói không chừng đến lúc đó, hắn cũng phải hóa kén giống Tống Thư Hàng thì sao? Vì vậy, chuẩn bị trước sẽ khỏi phải lo, lắm nghề không thiệt thân,
học thêm chút kiến thức chẳng sai đi đâu được. Tống Thư Hàng. Trong lòng yên lặng thở dài, hắn leo lên giường, tựa vào góc tường dựa theo hướng dẫn của Thải Điệp Tử Cô. Thải Điệp Tử Cô. Thư Hàng tiên sinh, ngươi thử xem có thể dán tơ mà ngươi nhả ra lên trên tường được hay không? Nếu như là được thì cứ liên tục nhả tơ lên góc tường, kết thành lưới kén xem, coi như giá đỡ. Để ta thử xem. Tống Thư Hàng đáp. Hắn thử nhả sợi tơ dính trên vách tường, đúng là dính lên rồi, hơn nữa còn dính rất chặt nữa. Trong nháy mắt, sợi tơ thành công dính lên tường, trong lòng Tống Thư Hàng thầm có chút mất mát, còn có một loại ảo giác. Từ hôm nay trở đi, có lẽ hắn sẽ phải tạm biệt với cái tên, nhân loại hàng xịt, rồi. Hắn vội vàng lắc đầu, xua đi cảm giác này trong đầu. Dưới sự hướng dẫn kỹ càng của Thải Điệp Tử Cô, Tống Thư Hàng dùng sợi tơ dính bên này, dán bên kia, nhanh chóng hoàn thành bước đầu tiên của hóa kén là tạo lưới kén. Trong quá trình này, Tống Thư Hàng không thể chỉ biết dùng miệng giống như con tằm, thỉnh thoảng hắn còn dùng hai tay để dán những sợi tơ này lên tường. Thư Hàng tiên sinh rất có thiên phú hóa kén đấy, sau khi hóa lưới kén xong, tiếp theo chúng ta sẽ kết lót kén. Thải Điệp Tử Cô cười nói. Kế tiếp, cô hướng dẫn Tống Thư Hàng bắt đầu dùng cách đặc thù để nhả tơ, lúc đầu là cách nhả tơ hình chữ C, sau đó là cách nhả tơ hình chữ S, cuối cùng lại biến thành cách nhả tơ hình số 8. Toàn bộ quá trình không có tiết tấu hay quy luật gì, trông vô cùng lộn xộn. Dưới sự hướng dẫn của Tử Cô, một tầng kén xóa tung mềm mại đã nhanh chóng hoàn thành. Đây chính là bộ phần bên ngoài, lớp lót. Thật thần kỳ, nhả nhả phun phun là đã có thể kết thành một cái kén to như vậy rồi. Nhìn qua có vẻ khá mềm mại đấy. Bạch Tôn Giả dọn cái ghế dựa qua ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Thư Hàng đang nhả tơ, mắt không chớp lấy một cái. Ngư Kiều Kiều nói. Ta cảm thấy chúng ta nên đi kiểm tra thử xem, không biết trong các đời tổ tiên của Thư Hàng có vị nào đó là yêu tu loài tầm không nhỉ? Hiến Công cư sĩ không biết móc đâu ra một cái camera, bắt đầu quay lại toàn bộ quá trình. Hắn cơ chí không có tham gia vào đề tài này, bởi vì nói không chừng lát nữa thôi là đến phiên hắn hóa kén rồi. Bạch Tôn Giả. Thư Hàng, bây giờ ngươi có cảm giác gì không? Tống Thư Hàng. Cảm giác ư, ta có cảm giác như mình đã không còn là nhân loại. Hơn nữa, ta cảm thấy có hơi khát nước. Chương 704, vị quách đại đạo hữu không ngừng bị đoạt lầu. Lý do khát nước là vì Tống Thư Hàng cứ mãi nhả tơ không ngừng. Hắn cũng không phải tầm yêu hoặc là sâu yêu, nhả tơ lâu như vậy thì đương nhiên sẽ khô miệng rồi. Ngoại trừ khát nước ra, Tống Thư Hàng còn cảm giác đầu mình hơi tráng váng. Hóa kén là loại lao động vất vả, không phải chỉ là nhả tơ ra thôi là xong. Khi kết, lớp lót, lúc thì phải nhả tơ hình chữ C, lúc thì phải nhả tơ hình chữ S, cuối cùng lại biến thành cách nhả tơ hình số 8. Hơn nữa, thỉnh thoảng Tống Thư Hàng còn phải giơ hai tay ra để cố định sợi tơ. Đầu của Tống Thư Hàng bị xoay đến choáng luôn rồi. Nói ra thì vì cái con khỉ gì ta phải chịu tội thế này cơ chứ? À đúng rồi, vì ta muốn tăng thể chất lên nên đã uống long ma dược tề. Khốn kiếp, nếu không phải vì muốn tăng thể chất của mình lên thì hắn đã lật bàn từ lâu rồi. Loại chuyện như hóa kén này thật sự là thứ con người có thể làm sao? Đây đúng là ép người quá đáng mà. Tống Thư Hàng cảm thấy mình bị xoay đã quá lâu rồi, tốc độ tư duy cũng chậm đi nửa nhịp. Ngư Kiều Kiều cười hì hì nói. Thư Hàng ngươi có muốn uống chút nước hay không? Nhưng mà, trông ngươi như vậy cũng uống không được nước đâu, cứ chờ đến lúc ngươi kết kén xong mới nói đi nhé. Hì hì. Tống Thư Hàng trợn trắng mắt. Xin Thư Hàng tiên sinh kiên trì thêm chút nữa, tiếp theo chúng ta sẽ tiến vào giai đoạn cuối cùng, chính thức hóa kén. Nói thật ta cũng rất mong chờ. Không biết Thư Hàng tiên sinh sẽ hóa ra loại kén nào đây nhỉ? Thải Điệp Tử Cô cười nói. Nói xong, cô bắt đầu hướng dẫn bước cuối cùng của việc hóa kén cho Tống Thư Hàng. Thông thường tầm nuôi hóa kén cần thời gian 2 ngày 2 đêm. Nhưng mà Tống Thư Hàng cũng không phải tầm nuôi, hơn nữa với tốc độ của tu sĩ tam phẩm, dưới sự hướng dẫn của Thải Điệp Tử Cô, sau khi nắm giữ kỹ xảo hóa kén, tốc độ hóa kén của Tống Thư Hàng càng lúc càng nhanh. Hai tay của hắn giúp đỡ. Sợi tơ trong miệng hắn nhanh chóng nhả ra. Nửa tiếng sau, Tống Thư Hàng đã bện ra một cái kén cao tới 2 mét. Tiếp theo chính là tăng thêm độ dày cho kén, mãi cho đến lúc miệng ngừng nhả tơ thì coi như hóa kén thành công. Xuyên qua vách kén mỏng manh, mọi người có thể thấy được thân ảnh của Tống Thư Hàng đang chuyển động nhanh chóng trong cái kén này. Xem ra hóa kén cũng vất vả lắm đấy chứ. Thật là lợi hại.
Hai mắt Bạch Tôn giả sáng lên, hắn vươn tay ra, muốn chọt chọt cái kén lớn này. Thải Điệp Tử Cô ở một bên vội vàng ngăn Bạch Tôn giả lại. Bạch tiền bối, bây giờ xin ngài đừng chọt cái kén này. Bây giờ kén còn rất mỏng, nếu như ngài chọt thì nó sẽ lõm vào mất, điều này sẽ khiến cho kén không được hoàn mỹ. Bạch tiền bối ngại ngùng cười khan một tiếng, rút ngón tay của mình về. Bây giờ hắn rất tò mò với việc hóa kén trông rất thú vị. Lúc này, Ngư Kiều Kiều cười hì hì một tiếng, dừng quay video lại. Từ lúc Tống Thư Hàng bắt đầu hóa kén cho đến giờ, tổng cộng cô đã quay được 5 đoạn video ngắn. Video thứ nhất là quay Tống Thư Hàng ở bên góc tường, chỉnh sửa giá đỡ kén. Video thứ hai là quay giá đỡ đã kết kén, Tống Thư Hàng bắt đầu bệt, lớp lót. Video thứ ba là, lớp lót, đã sửa xong, bắt đầu hóa kén. Video thứ tư và thứ năm đều là về quá trình kết kén, khúc cuối của video thứ năm, Thư Hàng vừa vặn kết xong cái kén lớn, một cái kén lớn gần 2 mét xuất hiện ở trong video. Sau đó, cô ném 5 đoạn video này lên nhóm Cửu Châu số 1, trước đó không lâu, Ngư Kiều Kiều cũng đã gia nhập nhóm Cửu Châu số 1. Tiên Ngư Sứ, ta đã đăng video hóa kén của Thư Hàng đạo hữu, ngoài ra, ta sẽ nén những video này lại rồi đăng lên phần chia sẻ trong nhóm. Tiên Ngư Sứ chính là nickname của Ngư Kiều Kiều. Bắc Hà Tán Nhân. Kiều Kiều cô nương làm tốt lắm. Thất Sinh Phù Phủ Chủ. Tăng thêm kiến thức rồi, thì ra con người còn có thể hóa kén giống như vậy nữa. Sau này nếu như vẫn có người hỏi ta tu sĩ nhân loại thuần túy muốn hóa kén thì phải làm sao, lúc đó ta có thể quăng mấy video này cho hắn. Phá Dương Kích Quách Đại, ai cần đầu chó mô ê. Diệt Phượng Công Tử. Vậy mà lại đang nhà tơ thật á, cười chết ta rồi. Trông Thư Hàng tiểu hữu nhà tơ thật sự rất thú vị. Ta rất muốn biết lúc hắn phá kén mà ra sẽ như thế nào. Phá Dương Kích Quách Đại, ai cần trà mạnh đầu chó. Diệt Phượng Công Tử. Phá Dương Kích Quách Đại. Diệt Phượng, người đoạt lầu cái con khỉ gì thế? Như vậy việc ta tự dìm coi như thất bại rồi. Diệt Phượng Công Tử. Người cảm thấy ta thích đoạt lầu của tên, đầu chó, ngươi sao? Khốn kiếp. Phá Dương Kích Quách Đại. Lần nữa nào, ai cần đầu chó mô ê? Điền Thiên Đảo Chủ. Chậc, ta cố tình chờ sau khi tên ngốc Quách Đại tự dìm xong, lại tác A Còng Thiên Ngư Sứ, Kiều Kiều cô nương, quay lại quá trình hóa kén hoàn chỉnh của Thư Hàng tiểu hữu đi nào. Giữa 5 đoạn video mất đi rất nhiều quá trình hóa kén, giáo trình không hoàn chỉnh thì làm ăn kiểu gì cơ chứ? Phá Dương Kích Quách Đại, ai cần trà mạnh đầu chó? Điền Thiên Đảo Chủ. Điền Điềm Phó Đảo Chủ. Lão ca ngu ngốc của ta ơi, ngươi vẫn đoạt lầu rồi. Đầu chó của ngươi bị Quách Đại trà rồi. Phá Dương Kích Quách Đại. Giận rồi đó, Điền Thiên ngươi cũng đoạt lầu làm cái con khỉ gì thế. Đừng có cản trở ta tự dìm nữa à nha, cản nữa là ta giận à. Điền Thiên Đảo Chủ. Tên ngốc Quách Đại, ngươi cho rằng ta muốn cắt ngang quá trình tự dìm của ngươi lắm sao. Đầu chó của ta cũng bị ngươi trà rồi kìa. Điền Thiên Đảo Chủ. Xí 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 xí. Ta mới không phải đầu chó. Tiên Ngư Sứ. Muốn quay bản đầy đủ thì phải đến mấy giờ, ta đang dùng di động nên không tiện quay. Nhưng mà Hiến Công tiền bối cũng đang ghi hình, đến lúc đó trong tay ngài ấy sẽ có bản đầy đủ, để ngài ấy tải lên là được rồi. Bắc Hà Tán Nhân. Hiến Công tiền bối làm tốt lắm. Phá Dương Kích Quách Đại. Dừng có ai đoạt lầu nữa đó, một lần cuối cùng. Ai cần đầu chó mô ê? Ta là trung khuyển của Hoàng Sơn Đại Nhân. Xông vào đoạt lầu, ta là đậu đậu mô ê, ta phát ngôn vì chính mình. Gâu gâu. Phá Dương Kích Quách Đại, ai cần trà mạnh đầu chó. Ta là trung khuyển của Hoàng Sơn Đại Nhân. Cảm ơn vì đã xoa đầu chó ta nhé. Thật thoải mái. Gâu gâu. Phá Dương Kích Quách Đại. Bắc Hà Tán Nhân. Diệt Phượng Công Tử. Điền Thiên Đảo Chủ. Chó mà ti tiện thì vô địch rồi. Mọi người đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh một con chó kinh ba đang nhanh chóng gõ bàn phím, khuôn mặt dương dương đắc ý. Phá Dương Kích Quách Đại. Đậu đậu, người cố ý, con chó ngu nhà ngươi. Ta là trung khuyển của Hoàng Sơn Đại Nhân. Bị ngươi nhìn ra rồi, đúng là ta cố ý đó. Qua đây trà ta này, đầu chó của ta có thể cho ngươi trà đó. Nếu như ngươi không phục thì qua đây cắn ta nè, cắn ta đi. Phá Dương Kích Quách Đại. Đậu đậu ngươi đừng kiêu ngạo vội, chờ sau khi Hoàng Sơn chân quân bắt được Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử về, chạy đến nơi đây, lúc đó gả ngươi ra ngoài, xem ngươi khóc thế nào. Tới đây nào,
thương tổn lẫn nhau ai mà không biết chứ? Ta là trung khuyển của Hoàng Sơn Đại Nhân. Điền Thiên Đảo Chủ. Nói đến thì ta vẫn thấy khá ngạc nhiên, Đậu Đậu không phải chó kinh ba được sao? Tại sao nó phải bị gả đi ra ngoài? Ai kết hôn với nó thế? Điền Thiên Phó Đảo Chủ. Ta cũng rất tò mò, cứ thấy Hoàng Sơn tiền bối thu xếp hôn lễ suốt, thế nhưng chú rể là ai đây? Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Bắc Hà Tán Nhân. Nói đến thì không lẽ Đậu Đậu ngươi là Đậu Đậu chăng? Ta là trung khuyển của Hoàng Sơn Đại Nhân. Sao có thể được chứ? Ta có hàng họ đầy đủ đó, ta nhất định là Đậu Đậu. Cuồng Đao Tam Lãng. Liệu có phải Hoàng Sơn Chân Quân có pháp thuật cấm kỵ gì hay không, có thể biến Đậu Đậu thành Đậu Đậu ấy? Thất Sinh Phù Phủ Chủ. Ta cảm thấy khả năng này rất lớn. Hoàng Sơn tiền bối cứ luôn thần thần bí bí, cho dù ngài ấy có nắm giữ loại pháp thuật cấm kỵ này thì ta cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Ta là trung khuyển của Hoàng Sơn Đại Nhân. Này, các ngươi đừng dọa ta chứ. Tuyết Lang Động Chủ. Đậu Đậu, xin hãy nén bi thương. Cuồng Đao Tam Lãng. Thật ra, nếu như Hoàng Sơn tiền bối thật sự có loại pháp thuật cấm kỵ như vậy thì ta liền muốn dùng loại pháp thuật này lên trên người một vị tiền bối trong nhóm đầu tiên. Bắc Hà Tán Nhân liền sững sờ, sau đó nhanh chóng gõ trên bàn phím, dùng lên trên một người một vị tiền bối, ư. Chờ chút, Tam Lãng. Đừng có nói ra, hôm nay ngươi đã không thể tìm đường chết thêm được nữa, thêm lần nữa ngươi sẽ chết thật đó. Nhưng Bác Hà Tán Nhân còn chưa gửi những câu này lên. Trong nhóm Cửu Châu số 1, đồng quái đại nạn không chết tất có hậu phúc. Tiền bối mà Tam Lãng huynh nói là ai thế? Cuồng Đao Tam Lãng. Vậy còn phải hỏi sao, hiển nhiên là Bạch Tôn giả rồi. Bác Hà Tán Nhân. Sau đó, Bác Hà Tán Nhân lẳng lặng xóa bỏ tin nhắn của bản thân trong khung trò chuyện. Tam Lãng bạn của ta ơi, lần này ta không cứu được ngươi rồi. Lại nói, tên đồng quái này, không phải là đang bị các vị đạo hữu như Diệt Phượng, Cổ Hồ Quan Chân Quân, Vân Du Tăng Thông Huyền truy sát à? Sao còn có cơ hội online chém gió thế nhỉ? Đang lúc Bắc Hà Tán Nhân nghi hoặc, trong nhóm Cửu Châu số 1, Diệt Phượng công tử nhanh chóng nói. Chuyện gì thế nhỉ, tên đồng quái này không phải đã bị chúng ta cột lại rồi treo lên đánh sao? Làm sao hắn online chém gió được? Vân Du Tăng Thông Huyền, ai cần trợn mắt há mồm. Cổ Hồ Quan Chân Quân. Không tốt, là kế ve sầu thoát xác, chúng ta trúng kế rồi. Tên bị chúng ta treo lên đánh có thể chính là phân than nào đó của tên đồng quái, đáng chết, vậy mà lại là con rối. Chúng ta bị lừa rồi. Diệt Phượng công tử. Đáng chết, đồng quái dùng con rối thế thân khi nào vậy? Lúc này, Bắc Hà Tán Nhân thì lại nhíu mày, suy tư. Sau đó hắn nhanh chóng gõ vào trong nhóm. Cổ Hồ Quan đạo hữu, Diệt Phượng đạo hữu, các ngươi đừng vội. Ta đề nghị, trước tiên các ngươi nên cẩn thận kiểm tra tên, con rối đồng quái, bị các ngươi treo lên đánh xem hắn có phải là con rối thật hay không. Nói không chừng, tên bị treo lên đánh mới thật sự là người thật, chẳng qua là hắn lặng lẽ hóa trang giống như con rối, làm cho các vị đạo hữu trong nhóm hiểu lầm. Mà tên đang chém gió mới thật sự là phân thân con rối. Vì để thoát thân, nên cố ý dựng lên nghi trận đấy. Bắc Hà Tán Nhân không hổ là đại địch cả đời của đồng quái tiên sư, cái gọi là, người hiểu rõ ngươi nhất, không phải bạn của ngươi, mà là kẻ thù của ngươi. Đồng quái tiên sư và Bắc Hà Tán Nhân, hai bên hiểu rõ nhau như lòng bàn tay. Chỉ cần đổi vị trí suy nghĩ một chút, luôn luôn có thể nhìn thấu quỷ kế và âm mưu của đối phương. Diệt Phượng công tử. Bắc Hà đạo hữu nói có đúng lắm, các vị đạo hữu. Chúng ta cẩn thận kiểm tra lại lần nữa nào. Cổ Hồ Quan Chân Quân. Có đạo lý, thuật dịch dung của đồng quái đạo hữu thiên hạ vô song, không thể không phòng. Vậy nên, nhóm đạo hữu treo đánh đồng quái nhao nhao thi triển thủ đoạn kiểm tra trên cơ thể tên đồng quái, nghi là con rối. Một lát sau, trong nhóm Cửu Châu số 1. Đồng quái đại nạn không chết tất có hậu phúc. Bắc Hà, người nhớ kỹ cho ta. Đầu tháng 9 ở đỉnh Tử Cấm. Ta muốn đánh ngươi đến mức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc nhè muốn tha cho ngươi. Chương 705, Hoàng Sơn Chân Quân có quản lý nhóm có nghề. Quả nhiên, con rối đồng quái, bị treo lên đánh là chân thân, kẻ ngụp lặn trong nhóm mới chính là phân thân hoặc con rối. Kế hoạch của đồng quái tiên sư bị Bắc Hà Tán Nhân nhìn thấu và vạch trần. Bắc Hà Tán Nhân mỉm cười. Những lời này ta trả lại nguyên si cho ngươi. Đến lúc đó... Người bị đánh đến khóc lóc cầu xin tha nhất định sẽ là ngươi. Đồ thầy bói giỏm, chúng ta cứ chờ xem. Khi đang nói chuyện,
trong nhóm cửu châu số 1 lại có tin mới. Cuồng đao tam lãng. Bạch tiền bối, ta sai rồi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiếp đó, trên bầu trời sơn trang nghỉ mát vang lên một tiếng kêu thảm thiết lanh lảnh. Cuồng đao tam lãng biến thành một vì sao sáng ngời phóng lên trời cao. Quay tròn dạng cối xay gió, xoay tròn kiểu kiếm nhận phong bạo, bay lượn sóng, chạy hình rích rắc, đủ loại cách thức kỹ xảo phi hành hoa mỹ, đi kèm với tiếng kêu thảm thiết của tam lãng, càng bay càng xa, biến mất trong tầm mắt của chúng đạo hữu. Cách phi hành kinh điển như vậy rõ ràng là xuất xứ từ series Lưu Tinh Kiếm dùng một lần của Bạch Tôn giả. Tam lãng bay lên trời rồi hả? Tuyết Lang động chủ hỏi. Giao Bá chân quân, bị Bạch đạo hữu cho bay rồi, dù sao lần này tam lãng hơi quá trớn, ngay cả ta cũng nhìn không nổi. Bạch đạo hữu, ta đề nghị chi bằng cho tam lãng bay đến mặt trời luôn đi. Giao Bá chân quân nhìn như sắm vai, kẻ ác, kỳ thực hắn đang xin tha giúp tam lãng, hắn nói như vậy, Bạch Tôn giả sẽ không tiện đưa cuồng đao tam lãng đến mặt trời thật. Bạch Tôn giả trả lời. Yên tâm đi, ta cũng không định đưa tam lãng đạo hữu đến mặt trời đâu. Hơn nữa đưa tam lãng đạo hữu vào vũ trụ cũng không có nghĩa lý gì. Người như hắn, dù là ở trong vũ trụ cũng có thể chơi rất vui vẻ. Chúng đạo hữu xem đến đây, lại nhớ đến tính cách của cuồng đao tam lãng, đúng là không sai. Cái loại như tam lãng, dù có ném hắn vào hoàn cảnh gì thì hắn đều có thể tìm cơ hội trêu chọc người khác. Dù là trong vũ trụ thì nhất định hắn cũng có thể tìm được cách tìm đường chết. Bạch Tôn giả nói tiếp. Vì vậy ta đưa hắn vào một bí cảnh trước kia ta đã phát hiện được. Đó là một bí cảnh rất thú vị, hiện tại cũng là một trong những sơn trang nghỉ mát của ta, ta đặt tên cho nó là bí cảnh chậm chạp. Phàm là người tiến vào bí cảnh này, tất cả động tác đều sẽ bị chậm lại vô số lần. Ví dụ như người muốn bước ra một bước, ở bên trong bí cảnh chậm chạp cần khoảng 15 giây thì người mới có thể hoàn thành chuỗi động tác nhấc chân, cất bước, hạ chân xuống. Dù người dùng thủ đoạn gì, làm nổ chân khí hoặc linh lực nhằm tăng nhanh động tác thì đều vô dụng trong bí cảnh. Dù là ai thì cũng cần tốn 15 giây mới bước ra được một bước. Bạch tiền bối, rốt cuộc ngài có bao nhiêu sơn trang nghỉ mát vậy? Lúc Bắc Hà tán nhân nghe đến đó thì tò mò hỏi. Bạch tiền bối, đây là loại bí cảnh làm chậm thời gian sao? Không, không liên quan gì tới thời gian hết, chỉ đơn thuần là hiệu quả, chậm chạp mà thôi. Khi mọi người tiến vào đó, thời gian mà bản thân trôi qua, tốc độ tư duy cũng sẽ không thay đổi. Bạch Tôn giả giải thích. Bắc Hà tán nhân. Nói cách khác, sau khi tam lãng huynh tiến vào, bí cảnh chậm chạp, tốc độ suy nghĩ không thay đổi nhưng làm bất kể chuyện gì đều sẽ bị hạn chế đến mức độ chậm nhất nhỉ. Đi một bước cần 15 giây, giơ cánh tay cũng cần hơn 10 giây đúng không? Bạch Tôn giả. Đúng là như vậy. Diệt Phượng công tử nghe đến đó thì lập tức vui vẻ. Ha ha ha. Đây đúng là chuyện tàn nhẫn nhất đời đối với tam lãng. Bình thường người thích tìm chết đều khá là hiếu động, chính vì bọn họ không chịu ngồi yên, đặc biệt hoạt bát nên mới có thể phát hiện chỗ tìm chết mà người khác không cách nào phát hiện, từ đó làm ra sự kiện tìm chết mà người thường không cách nào tưởng tượng nổi. Nếu tam lãng bị đưa đến bí cảnh chậm chạp kia, tối đa nửa ngày, hắn sẽ phát điên lên mất. Vân Du Tăng Thông Huyền, ai cần giơ ngón tay cái. Ác mộng xa lộ Đông Phương Lục Tiên Tử. Bạch tiền bối làm tuyệt quá, nên ném tam lãng vào cái, bí cảnh chậm chạp, kia từ sớm để đầu óc hắn tỉnh táo lại. Gần đây bệnh tìm chết của tam lãng nghiêm trọng lắm rồi, phải chữa mới được. Bắc Hà tán nhân. Đông Phương Lục đạo hữu, biệt hiệu của cô lại bị đổi rồi à? Ác mộng xa lộ Đông Phương Lục tiên tử. Gạch nối. Một lát sau. Đổi tên ta nữa ta sẽ giận đấy, Đông Phương Lục tiên tử. Rốt cuộc là ai hả? Suốt ngày đổi biệt hiệu của ta thế. Cái tên sát thủ xa lộ này không hay chút nào. Ta đang khổ luyện kỹ thuật lái xe đấy, sẽ không tùy tiện đụng vào người khác nữa đâu. Lưu Huỳnh tiên tử. Lục Lục, ta nghe nói ngày tạo hóa pháp phương livestream, lúc cô quay đầu xe ở bãi đậu xe đã đâm nát bấy đuôi xe của thư hàng tiểu hữu đúng không? Đổi tên ta nữa ta sẽ giận đấy, Đông Phương Lục tiên tử. Gạch nối. Lưu Huỳnh tiên tử, đời người đã gian nan như vậy. Cô không cần vạch trần đâu. Có một số chuyện một khi nói ra khỏi miệng thì tình bạn sẽ không còn đó. Bắc Hà tán nhân vội giải vây nói. Nhắc tới tạo hóa pháp phương, bây giờ pháp phương đâu rồi nhỉ? Hồi sáng ta thấy hắn cứ thần thần bí bí, ta vốn tưởng rằng sẽ có đạo hữu trong nhóm tìm hắn tính sổ chứ nhưng sao không thấy tăm hơi thế? Thất sinh phù phủ chủ.
Không phải tạo hóa đạo hữu muốn livestream lúc mọi người đóng phim đấy chứ? Định phối nhạc nền cho phim chẳng hạn. Diệt Phượng công tử. Đừng nói chuyện đáng sợ vậy chứ. A còng tạo hóa pháp vương, tạo hóa đạo hữu, giờ ngươi đang làm gì đấy? Chắc ngươi không định hát thật đâu ha. Tạo hóa pháp vương nhanh chóng ngoi lên. Ha ha, bí mật. Đậu xanh, tạo hóa đạo hữu, không lẽ ngươi muốn hát thật à? Nếu muốn hát thì nói trước một tiếng nhé, ta sẽ đóng chặt thính giác lại trước. Bắc Hà tán nhân thấp thỏm nói. Tạo hóa pháp vương. Yên tâm đi, ta cũng không phải tam lãng hay đồng quái. Ta chỉ thích ca hát thôi, sẽ không tìm chết đâu. Nhưng dù tạo hóa pháp vương cam đoan như vậy, trong lòng các đạo hữu, nhóm cửu châu số 1 vẫn sợ lắm lắm. Có mấy vị đạo hữu đã chuẩn bị đạo cụ bịt tai, có người đang cân nhắc xem ngày mai quay phim có nên đóng chặt thính lực trước hay không. Sau tin nhắn của tạo hóa pháp vương, bởi vì không có chủ đề mới, nên nhóm cửu châu số 1 dần dần yên tĩnh lại. Lại qua 5 phút, trong nhóm vẫn im ắng như cũ, dường như mọi người đều đã nghỉ ngơi. Lúc này, Phá Dương Kích Quách Đại rốt cuộc nắm lấy thời cơ ngoi lên. Ha ha ha, lần này sẽ không ai quấy rầy ta nữa đi. Xem ta ai cần đầu chó đáng yêu. Bắc Hà tán nhân. Sao đột nhiên im hết vậy? Chẳng lẽ mọi người đều đi xem Tống Thư Hằng tiểu hữu kết kén rồi à? Phá Dương Kích Quách Đại, ai cần tức giận xoa đầu chó lầu trên. Bắc Hà tán nhân. Gạch nối. Phá Dương Kích Quách Đại. Bắc Hà đạo hữu, con mợ mi. Bắc Hà tán nhân dở khóc dở cười, oan quá mà, hắn chỉ là thấy trong nhóm im lặng lâu như vậy, cảm giác có phần không quen nên nhắn một tin, không ngờ còn có thể trúng chiêu. Hơn nữa, Quách Đại đạo hữu, ta cũng không thèm đoạt cái, đầu chó bị xoa của ngươi đâu. Càng oan hơn là, đầu chó của ta, a à phì phì phì, đầu của ta đã bị ngươi xoa rồi, còn phải bị ngươi mắng cho một trận. Tim ta đau quá. Phá Dương Kích Quách Đại. Không chơi nữa, đi ngủ đây. Ngủ ngon, Bắc Hà đạo hữu. Hôm nay đúng là quỷ quái mà, tức điên người. Bắc Hà tán nhân. Quách Đại đạo hữu, ngủ ngon. Cứ như vậy, trong nhóm cửu châu số 1, yên tĩnh lại. Khoảng chừng 5 phút sau. Phá Dương Kích Quách Đại đột nhiên hiện thân lần nữa. Hồi mã thương, xem ta, mìm đầu chó đáng yêu. Ta là trung khuyển của Hoàng Sơn đại nhân. Chờ được ngươi rồi, mạnh mẽ xen vào, mìm tức giận xoa đầu chó lầu trên. Ta là trung khuyển của Hoàng Sơn đại nhân. Phàm nhân môi cá nhám à, bản đậu đậu biết ngay ngươi sẽ đánh đòn hồi mã thương nên đã mai phục ở đây chờ ngươi. Xem móng vuốt to bự của bản đậu đậu bùng nổ này, thoáng cái liền đoạt, lầu đầu chó bị xoa của ngươi. Không cần cảm ơn ta đâu, những câu này ta đã gõ trước đó rồi, copy cộng paste đấy. Sau một lúc lâu, Phá Dương Kích Quách Đại, mìm tức giận xoa đầu chó lầu trên. Phá Dương Kích Quách Đại. Đậu má, mạng bị lác. Phá Dương Kích Quách Đại. Đậu đậu, người nhớ đó cho ta, hôm nay ngươi đã đoạt lầu của ta 2 lần. Lần sau gặp mặt, ta tuyệt đối không tha cho ngươi đâu. Ta là trung khuyển của Hoàng Sơn đại nhân. Vẫn câu nói kia, không phục thì làm đi, tới xoa đầu chó của ta nè, tới cắn ta nè, ha 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 ha. Đậu đậu khốn kiếp. Thật sự không chơi nữa, đi ngủ, tim đau quá. Phá Dương Kích Quách Đại nói. Ta là trung khuyển của Hoàng Sơn đại nhân. Ngủ ngon, Quách Đại đạo hữu. Ngoài ra ta nhắc nhở ngươi, tối nay ta không có gì làm, ta sẽ canh trước máy vi tính. Bù cho câu, đậu đậu khốn kiếp, vừa rồi của ngươi, đêm nay chỉ cần là lầu đầu chó bị xoa của ngươi, ta đoạt chắc rồi. Suối quẩy, đậu đậu ngươi mau lập gia đình đi. Phá Dương Kích Quách Đại cắn răng nói. Ta là trung khuyển của Hoàng Sơn đại nhân. Tới đi, tiếp tục đi, tới đây tổn thương lẫn nhau nè, ai sợ ai chứ? Gạch nối. Bắc Hà tán nhân. Luôn cảm thấy cái nhóm này không cứu được nữa rồi. Bắc Hà tán nhân vừa dứt lời, Hoàng Sơn chân quân đột nhiên ngoi lên. Ý, Bắc Hà đạo hữu ngươi cũng thấy vậy à? Gần đây ta vẫn luôn cảm thấy cái nhóm này đã không còn thuốc nào cứu được, thật muốn giải tán nó cho rồi. Bắc Hà tán nhân. Sigma chân quân, người đừng lẩn quẩn trong lòng mà. Bọn ta chỉ nói giỡn thôi, nhóm cửu châu số 1 nhất định phải tồn tại đấy. Không còn cái nhóm này, Bắc Hà tán nhân phải đi ngục lặn ở đâu đây? Lời này của Hoàng Sơn chân quân lại nổ cho một đống lớn đạo hữu đang ngục lặn dưới nước ngoi lên. Diệt Phượng công tử. Chân quân, ta cảm thấy, nhóm cửu châu số 1 còn có thể cứu được một chút. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu.
Hoàng Sơn đạo hữu, ta nối thêm cho, nhóm cửu châu số 1, 1 giây, đừng nghĩ quẩn nè. Bạch Hạc chân quân cũng la lên. Đạo hữu thủ hạ lưu tình. Không còn cái nhóm này, hắn làm sao tìm hiểu hành động của Bạch Tôn giả đây? Hoàng Sơn chân quân. Ây, không nói với các ngươi nữa. Ta tiếp tục đi bắt Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử đây. Chân quân nói xong bèn offline. Làm sao ngăn đạo hữu trong nhóm đang không ngừng buông thả, không ngừng tìm đường chết. Cách một, trước tiên là phải hù dọa bọn họ, để cho bọn họ biết nếu tiếp tục bung lụa, không ngừng tìm đường chết thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Hoàng Sơn chân quân cảm thấy mình là một chủ nhóm đạt tiêu chuẩn, hắn nhất định sẽ ngăn lại bầu không khí xấu trong nhóm cửu châu số 1. Bên kia, Tống Thư Hàng đang nghỉ ngơi trong phòng. Quá trình kết kén của Tống Thư Hàng đã gần kết thúc. Một cái kén lớn được hoàn thành, kén kia càng kết càng dày, các tiền bối trong nhóm cửu châu số 1 đang vây xem đã không cách nào dùng mắt thường để nhìn thấy bóng dáng Tống Thư Hàng nữa rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 47.